Đại Hào Môn chương 1051 Cốt Điều Đối với tất cả tu vi so với chính mình cao thâm tu sĩ, tiêu phàm bình thường đều bảo trì nhất định kinh ý, bởi vì này tối thiểu ý nghĩa gấp trăm lần cố gắng. Mặc kệ có bao nhiêu kỳ ngộ, bản thân cố gắng đều là át không thể thiếu đích. Nhất là đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, càng thêm như thế. Nhưng Huệ Thiên Hào là ngoại lệ. Ít nhất theo giờ khắc này bắt đầu, Tiêu Phàm đối với Huệ Thiên Hào lại không có chút nào kính trọng chi tình. Người này tên là chính đạo tông môn đứng đầu, trên thực tế sở tác sở vi, cùng ma đạo không giống. Thậm chí hắn tâm ngoan thủ là chỗ, còn hơn lúc trước. Hôm nay lại còn mày dạn mặt dày quát lớn tiêu phàm không nên chăn nuôi quỷ linh. Và ư, người một cái hậu sinh vãn bối, vừa mới đặt chân nguyên anh kỳ, ngay cảnh giới đều chưa từng vững chắc. Cho rằng bằng vào những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ giết mộ dung huynh đệ, tự thật có thể cùng chúng ta hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng. Hắc hắc, vậy hãy để cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì mới thật sự là đại tu sĩ thần thông? Huệ Thiên Hào sụ mặt, lạnh như băng nói. Audio điện tử võ tấn bền. Tay vừa lộn màu vàng lôi thần chi trùy di động hiện ra, một đoàn chói mắt chói mắt kim quang, tại lôi trùy thượng không ngừng lập lè. Một cổ hủy diệt loại khí tức, đập vào mặt. Chỉ ở lập tức, Huệ Thiên Hào liền đem pháp lực kích phát đến thập nhị trọng. Mắt thấy mộ dung huynh đệ dựa vào lấy quỷ dị thân pháp muốn cùng tiêu phàm cận thân vật lộn, kết quả cũng tại qua trong giây lát song song bị giết, Huệ Thiên Hào đem cuối cùng một tia lòng khinh thị đều thu vào, rốt cuộc thi triển ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chính thức cái thế thần thông. Không thể hoàn hảo không tổn hao gì mà bắt được thiên hay tiên tử, tối thiểu cũng không thể khiến nàng lần nữa tại chính mình mí mắt dưới mặt đất chạy trốn. Nữ nhân này bị trọng thương, bổn mạng chân nguyên hao tổn hơn phân nửa đây là bắt lấy nàng tốt nhất cơ hội thật muốn đợi nàng dưỡng tốt tổn thương cái kia thì phiền toái mặc dù nói nặng như vậy tổn thương trong thời gian ngắn rất khó hoàn toàn khôi phục thậm chí đồng lứa tử đô khó có thể phục hồi như cũ nhưng tiêu phàm cùng nàng cùng một chỗ đã có thể khó mà nói liễu tương đương kim châu thành y thánh cũng không phải hư danh nói chơi tiêu phàm hoảng sợ biến sắc nguyên lai tưởng rằng dựa vào chính mình viễn siêu cùng giai tu sĩ thâm hậu pháp lực, hơn nữa có vài tên nguyên anh cấp trợ thủ giúp đỡ, cho dù không địch lại hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thể có lực đánh một trận, hiện tại xem ra, thật đúng là quá lạc quan liếu tương đương. Hậu kỳ đại tu sĩ thực lực, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, cũng không phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể chịu được bằng được đích. Trừ ra những kia trăm triệu vạn người trung đô không nhất định có thể xuất hiện một cái ngộ linh kỳ tu sĩ. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đã là cái này thế giới đỉnh phong. Từng cái đều có chính mình tuyệt chiêu đặc biệt. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, thủ đoạn vừa nhất, như ý lôi quang tháp di động hiện ra. Đối mặt Huệ Thiên hào khủng bố như vậy lôi điện thần thông, ngoại trừ lôi quang tháp, cái khác pháp bảo chỉ sợ cũng không tốt xử. Và, thiên hay tiên tử rốt cuộc kinh trải qua thường hòa Huệ Thiên hào giao thủ, ý nghĩ có thể so sánh tiêu phàm thanh tỉnh nhiều lắm, thấy cái này đương lúc tuyệt đối không thể cùng Huệ Thiên Hào liều mạng. Tại đây dạng chật trội trong sơn động, đón đỡ hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực, tuyệt đối quá điên cuồng. Lập tức khẽ quát một tiếng, một cổ đồng dạng tựa là hủy diệt khí tức phún dũng ra. Thiên hay tiên tử đã ở lập tức đem trong cơ thể pháp lực kích phát đến thập nhị trọng, thon dài bàn tay trắng nõn vừa nhấc, đoạt tại Huệ Thiên Hào trước kia, một trường đánh ra. Bất quá một trường này cũng không phải đánh về phía Huệ Thiên Hào, mà là đánh về phía hơi nghiêng thạch bích. Chỉ nghe, ầm ầm, nổ mạnh, đá vụn văng tung tóe, sơn động ầm ầm rung động. Phảng phất cả tòa núi đá đều đang run rẩy, ngay sau đó, một đám yếu ớt ánh sáng vậy mà chiếu vào, thiên hay tiên tử một trưởng đem chọn tòa, ngồi, núi đá đều đục lỗ rồi, ngạnh xanh xanh đánh ra một cái lối đi đến. Tiêu Phàm không nói hai lời, ống tay áo nhất quyển, đem Hắc Lân, lưng sắt con bọ ngựa cùng thổ ma ngỗ một tia ý thức đều thu vào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng cái kia cái lối đi kích bắn đi. Thiên hay tiên tử thân thể nhoáng một cái, theo sát phía sau. Và đi, không dễ dàng như vậy. Huệ thiên hào một tiếng nhe răng cười, lập tức xét đánh chi tiếng nổ lớn, kim quang trói mắt, vô số lôi điển cũng hướng về kia đầu tạm thời đã thông đồng đạo mãnh liệt đánh mà đi. Tuy nhiên hết thảy đều kêu loạn đích, tiêu phàm hay là nghe đến thiên hay tiên tử phát ra một tiếng kêu đau đớn. Trong khoảnh khắc, Hai người liền trước sau theo trong thông đạo xuyên ra ngoài, đến thạch trên núi. Tiêu Phàm trong lúc cấp bách nhìn trộm xem xét, chỉ thấy Thiên Hay Tiên tử trên mặt đẹp hiện ra một vòng khác thường đỏ ửng, chu cái miệng nhỏ phun ra một ngụm tiên huyết. Cho thấy đắc vừa rồi Huệ Thiên Hào một kích toàn lực, có lẽ hay là làm bị thương nàng. Thân chịu trọng thương, bản nguyên lỗ lã nàng, đã muốn xa không phải Huệ Thiên Hào đối thủ. Tiêu Phàm có thể thanh sở địa cảm ứng được thiên hay tiên tử khí tức trên thân thoáng cái trở nên chợt mạnh chợt yếu, cực không ổn định. Tổn thương càng thêm tổn thương, tình hình thật sao thập phần không ổn. Và các người còn hướng cái đó chạy. Cười ha ha trong tiếng, Huệ Thiên Hào thân ảnh cũng theo núi đá hạ kích xạ ra. Và tử, đắc tội. Tiêu phàm khẽ quát một tiếng, ống tay áo nhất quyển, liền đem thiên hay tiên tử thon thả thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, dưới chân hào không ngừng lại, hướng phía đông bắc phi độn mà đi thiên hay tiên tử chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã chen vào một cái rộng lớn trong lồng ngực, eo nhỏ nhắn bị một đầu cường hữu lực cánh tay chăm chú ôm, đặc hơn hơi thở nam nhân sông vào mũi. Đây là một loại trước nay chưa có cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, thiên hay tiên tử không chỉ nói cùng một người nam nhân như thế ra thịt thân cận, cho dù hơi chút đứng được gần một chút cũng chưa từng từng có. Dùng thân phận nàng tôn quý, có người nam nhân nào dám cách nàng thân cận quá, dám như vậy khinh nhờn nàng. Những kia tu vi khá thấp nam xây, tại trước mặt nàng đều bị nơm nấp lo sợ, cẩn thận, ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Cái này tiêu phàm, lá gan thật sao không nhỏ. Thiên hay tiên tử lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, răng ngà thầm cắm, muốn một tay lấy cái này cả gan làm loạn tiểu tử đẩy ra, sau đó hảo hảo giáo huấn hắn một trầu. Ai ngờ đan điền chi lực hơi chút thay đổi, liền là toàn tâm loại đau đớn, ngay nửa phần chân nguyên pháp lực đều vận dụng không được. Nàng vốn là trọng thương trong người, luyện hóa băng hải đường dược lực, lại đã đem nàng chân nguyên pháp lực tiêu hao không còn, còn không kịp khôi phục, Huệ Thiên Hào cùng mộ dung huynh đệ liền giết đến thăm đến, vừa rồi một kích toàn lực, đã đem trong cơ thể nàng còn sót lại chân nguyên pháp lực tiêu hao không còn, giờ phút này toàn thân đều mềm nhũn ních, ngay một đầu ngón tay đều nâng không nổi đến. Chỉ phải tùy ý tiêu phạm ôm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần một khôi phục pháp lực, muốn lại để cho cái này bại hoại đẹp mắt. Cái này đương lúc, tiêu phàm nói đó có tâm tư đi phỏng đoán nàng điểm này lòng dạ hẹp hòi, chỉ lo thúc giục phong độn thuật, cực tốc chạy vội. Và bối, còn muốn làm hộ hoa sứ giả a hát, hắc hắc, cái này yêu nữ niên kỷ không biết sau so người to được bao nhiêu, không có đại 200 tuổi cũng ít nhất đại 100 tuổi, người khẩu vị thật đúng là khá tốt. Mắt thấy con vịt đã đun sôi lại bay rồi, Huệ Thiên Hào không khỏi vừa sợ vừa giận, điên cuồng đuổi theo không muốn chỉ thấy giữa không trung tiêu phàm chăm chú bảo trụ thiên hay tiên tử, tại đám mây như ẩn như hiện, theo gió mà đi, phía sau cách đó không xa, tắc chính là lôi lóng lánh, tiếng sét đánh thanh âm, thanh thế rất kinh người. Cứ việc tiêu phàm phong độn thuật đã muốn tu luyện đến cực cao cảnh giới, có thể đủ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ sánh vai cùng, chút nào cũng không lạc hậu, nhưng cùng hậu kỳ đại tu sĩ tương đối mà nói, cái kia vẫn có lấy rất rõ ràng tranh lệch, huống chi hắn bây giờ còn ôm một người, tốc độ thì càng gia tăng được ảnh hưởng tới. Bất quá một lát trong lúc đó, khoảng cách của song phương đã bị nhanh chóng gần hơn. Và hắc, tiêu đạo hiếu, nhìn tại ngươi là Kim Châu Thành Y Thánh Phân Thược, lão phu cho ngươi một quả mặt mũi. Chỉ cần ngươi hiện tại đem cái này yêu nữ giao cho ta, ta liền cho chuyện cũ sẽ bỏ qua, những kia treo giải thưởng cũng là của ngươi. Từ nay về sau, các ngươi cùng chúng ta hạo ngày môn tựu là đồng minh quan hệ, như thế nào? Huệ Thiên Hào một bên toàn lực đuổi theo, một bên ở phía sau bên cạnh không ngừng đưa ra cực kỳ hấp dẫn điều kiện. Tuy nhiên hắn có nắm chắc, dùng không được bao lâu có thể đuổi theo tiêu phàm. Nhưng cái này tuổi trẻ hậu bối các loại cổ quái thần thông tầng tầng lớp lớp, còn nuôi không biết bao nhiêu loạn thất bát tao linh sủng linh thú, thủ đoạn đương làm thật không ít, Huệ Thiên Hào lo lắng cho dù đuổi theo cũng có khả năng phức tạp. Dù sao đây là đang hoác sơn quốc trên địa bàn, Vũ Văn Chu đối với tiêu phàm quan cảm thật tốt nếu như biết rõ hắn đang tại đuổi giết tiêu phàm, làm không tốt Phú Văn Chu sẽ cùng hắn lập tức trở mặt. Về phần Hồng Thiên cùng vậy thì càng không cần phải nói. Đương nhiên cái này còn không phải Huệ Thiên Hào lo lắng nhất đích, hắn lo lắng nhất chính là tung tính toán bắt được thiên hay tiên tử, cũng sẽ là công dã tràng. Cái này yêu nữ tính tình, thật sự rất không bình thản, nếu thật là cho hắn tới một, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, hắn tất cả tìm cách cùng mấy chục năm tâm huyết, lập tức muốn trôi theo nước chảy bây giờ nhìn cái kia yêu nữ tựa hồ bị tiểu bạch kiểm mê hoặc, vậy mà tùy ý hắn ôm, vẫn không nhúc nhích. Chỉ cần tiêu phàm vừa động tâm, có thể thần không biết quỷ không hay mà chế trụ nàng, hoàn toàn không cần phải huệ thiên hào tốn nhiều một phần khí lực, chẳng phải là không thể tốt hơn. Về phần ra tới những kia treo giải thưởng, thoạt nhìn xác thực không ít, nhưng lại ở đâu so ra mà vượt bắt sống yêu nữ to như vậy chỗ tốt. Tiêu phàm không rên một tiếng, chỉ lo đem trong cơ thể pháp lực vận dụng đến mức tận cùng, cực tốc chạy vội. Và tiểu bối, người rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Và vậy thì xem lão phu như thế nào thu thập ngươi. Thấy tiêu phàm thủy trung không để ý hắn, Huệ Thiên Hào giận tím mặt, trong tay lôi chùy dương lên, một đạo kim sắc xét đánh tự giữa không trung gào thét mà hạ, thẳng đến phía trước tiêu phàm mãnh liệt đánh đi qua. Và tiêu phàm thân hình vừa mới bay qua, xét đánh là ở chỗ này nổ tung đến, kém chỉ ở chút xíu trong lúc đó và hả, tốt, chúng ta lại đến. Huệ thiên hào ngửa mặt cuồng tiếu, lại một lần nữa dơ lên màu vàng lôi thần chi trùy. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhăn lại, bỗng nhiên ống tay áo run lên, một đạo trắng bạch quang mang theo hắn trên ngón tay xanh biếc trong giới chỉ bay ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ màu trắng cốt điểu, hai cánh triển khai, dài đến mấy trượng, trên đầu trường lấy một đôi đoạn hãm sâu hốc mắt ở chỗ sâu trong, lóng lánh một chút điểm màu đỏ ánh sáng. Cốt điểu vừa mở ra thân hình, lập tức ngưỡng thiên nhất thanh âm ngao tiếng kêu cao vút vô cùng tốc hành cửu thiên mây xanh phía trên tiêu phàm ôm thiên hay thiên tử đơn đủ một điểm cốt điều lưng cốt điều lần nữa ngao một tiếng hai cánh mở ra một cổ gió lốc mang tất cả mà dậy trong nháy đã không thấy tăm hơi tung tích trong khoảnh khắc lại đang hơn 10 trượng bên ngoài hiện thân ra đạo thứ hai màu vàng xét đánh đánh tại không trung và là cái gì quỷ gì đó nhìn thấy cái này cốt điều kỳ quỷ vạn phần mà hiện thân ra thoáng qua tựu kéo ra lẫn nhau khoảng cách huệ thiên hào không khỏi trợn mắt há hốc mồm sau nửa ngày trở lại thẫn thờ thứ này khôi lỗi không giống khôi lỗi vật còn sống không giống vật còn sống ma ngẫu không giống ma ngẫu dù là huệ thiên hào kiến thức rộng rãi trong khoảng thời gian ngắn cũng làm không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý chơi đùa bất quá có một chút hắn là minh bạch đích thì phải là cái này quỷ gì đó độn nhanh chóng cực nhanh không chút nào tại hắn phía dưới. chương 1052 trùng vân. Song phương một đuổi một chạy, tại thần Long Uyên đầm lầy trên không triển khai truy đuổi. Cốt điều là biển chim cú vọ hài cốt luyện hóa, tinh thông phong độn thuật, độn nhanh chóng kỳ khoái, dù sao chỉ có nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, tuy nhiên có thể tạm thời kéo ra một điểm khoảng cách, nhưng muốn triệt để vứt bỏ Huệ Thiên Hào, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng khó có thể làm được. Tiêu phàm ôm chặt thiên hay tiên tử, đứng ở cốt điểu sống trên lưng, sắc mặt nhìn về phía trên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm lo nghĩ. Bây giờ nhìn đi lên, Huệ Thiên Hào đảo là rất khó đuổi đến thượng bọn hắn. Nhưng mà tại đây thần Long Uyên trong ao đầm, thiên hay tiên tử địch nhân lại xa không chỉ Huệ Thiên Hào một người. Vì ngày đó giá treo giải thưởng mà chạy tới Nguyên Anh Tu Sĩ, không dưới năm sáu chục người, còn có càng nhiều Nguyên Anh Tu Sĩ đang tại liên tục không ngừng hướng bên này chạy đến. Hắn thân là Kim Châu Thành Y Thánh, trưởng lão, người bình thường tuy không dám động đến hắn, lại nhiều nhất chỉ có thể giữ được chính mình bình an, muốn hộ đắc thiên hay tiên tử an toàn, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Làm không tốt ngay cả mình đều đáp đi vào. Thiên hay tiên tử tùy ý hắn ôm, tự ngược đến bụng, cùng hắn cường tráng thân hình dính sát cùng một chỗ, vẫn không nhúc nhích, hai mắt khép hờ, khuôn mặt ửng đỏ. Và đây rốt cuộc là vật gì? Khôi lỗi không giống khôi lỗi, vật còn sống không giống vật còn sống, rồi lại không giống như là quỷ vật. Hơi khoảnh, thiên hay tiên tử thấp giọng hỏi, thanh âm kiệt lực bảo trì chấn định. Nàng cũng biết lúc này không nên mở miệng quấy giày tiêu phàm suy nghĩ, chỉ có điều trong lúc này, nếu nếu không tìm một chút lời nói mà nói, tựu thật sự quá xấu hổ rồi, cho tới bây giờ đều chưa từng như vậy bị một người nam nhân ôm. Vẫn không thể giấy dụa, quằn quại tự rụt rè liễu tương đương. Đường đường thiên hay cung cung chủ, tuyệt không cho phép mình ở một người nam nhân trước mặt rụt rè và là ngân xí đại bằng hài cốt, trải qua luyện hóa về sau biến thành hiện tại loại tình hình này. Ngay cả ta cũng không biết nên vậy như thế nào cho nó phân loại. Cái này đương lúc, tiêu phàm tự nhiên không có thời gian lại tinh tế nhận thức tâm tư của nữ nhân. Thuận miệng đáp, và cánh đại bằng, dù là thiên hay tiên tử kiến thức rộng rãi, cũng chấn động. Ngân sĩ đại bằng uy danh, nàng tự nhiên nghe nói qua đích. Và, tiêu phàm gật gật đầu, trong mắt lục mang lóng lánh, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Chỉ thấy trái phía trước đang có tính ra đạo bóng đen kích xạ mà đến, đều lạ mặt đắc rất, nhưng trên người linh lực chấn động đều đều không yếu, cả đám đều có nguyên anh kỳ đã ngoài tu vi. Không biết là hoắc Sơn nền tảng lập quốc đất tu sĩ, vẫn là cùng Huệ Thiên Hào cùng một chỗ, theo xa xôi đại tề quốc chạy đến đích. Trước kia tiêu phàm cho rằng chỉ có Huệ Thiên Hào một người theo đại tề quốc đuổi giết mà đến, nhìn thấy mộ dung huynh đệ về sau mới biết được sự thật chân tướng vượt qua xa như thế. Vì đuổi bắt thiên hay tiên tử, Huệ Thiên Hào không biết động viên bao nhiêu lực lượng. Tiêu phàm dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, cốt điều hiểu ý, hai cánh mở ra, ngưỡng thiên nhất thanh âm ngao, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phải phía trước kích bắn đi. Những người kia tuy nhiên đều là nguyên anh tu sĩ, đột nhanh chóng dù sao xa xa không bằng cốt điều, trong chốc lát đã bị vung đắc bóng dáng không thấy. Chỉ có Huệ Thiên Hào như trước như bóng với hình, chăm chú đuổi theo không có chút nào buông tha cho ý lại phi độn gần nửa canh giờ trải qua một mảnh đen nhánh đầm lầy trên không chỉ nghe rầm rầm không ngừng bên tai vô số lớn cỡ bàn tay phi trùng theo trong ao đầm bay vụt mà dậy hướng không chung cốt điểu hùng hổ mà đánh tới những này hung trùng thử lấy hai khỏa đen nhánh răng nanh từng trích tướng mạo dữ tợn cốt điểu đối với cái này không chút nào để ý chỉ là vỗ cánh bay nhanh chính là độc trùng cho dù lại hung mãnh lại có thể nào theo kịp ngân xí đại bằng phong độn thuật. Trong chốc lát độc trùng lại bị lắc tại sau lưng. Chỉ có điều cái này tấm đầm lầy thật sự quá lớn, những này phi trùng số lượng quá nhiều, cũng không biết chúng lẫn nhau trong lúc đó dùng cái dạng gì phương thức tại liên lạc. Không lâu về sau, một mảnh che bầu trời nắp mà cực lớn trùng vân, tự tại phía trước bỗng nhiên xuất hiện. Vô số dư tợn phi trùng, hợp thành cái này tấm trùng vân, tại phía trước tiến hành chặn đường tại đây đã muốn xâm nhập thần long uyên đầm lầy nhất ở trung tâm dĩ vãng là chân chính ít ai lui tới tung tính toán tu vi cao nhất sâu nguyên anh tu sĩ bình thường cũng không dám một mình một người xông đến nơi đây ít nhất như vậy trùng vân tiêu phàm liền từ không tại có quan hệ thần long uyên đầm lầy ghi lại bên trong nhìn thấy qua mắt thấy trùng vân che khuất bầu trời mãnh liệt phốc mà đến tiêu phàm sắc mặt trầm xuống ống tay áo run lên như ý lôi quang thắp quay tròn mà bay ra đón gió tăng vọt trong khoảnh khắc liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Tiêu phàm toàn thân chân khí cổ lay động, bổn mạng chân nguyên liên tục không ngừng mà đưa vào lôi quang trong tháp, trong chốc lát phong vân biến sắc, vô số lôi điện tại trong hư không di động hiện ra, không ngừng hướng lôi quang trong tòa tháp hội tụ. Thiên hay tiên tử bị hắn như vậy ôm chặt, chỉ cảm thấy một cổ đặc hơn đến cực điểm hơi thở nam nhân, thông qua cái kia hơi mỏng quần áo, thông qua nàng óng ánh như ngọc da thịt, không ngừng hướng thân thể của nàng ở chỗ sâu trong thẩm thấu đi vào, giống như đắm chìm trong ấm áp sưởi ấm xuân trong gió, chút bất trí bất giác, người sẽ say rồi, nhịn không được cắn chặt diễm lệ cặp môi đỏ mỏng, tinh mâu mê ly. Cốt điều đột nhanh chóng kỳ khoái, trùng vân tốc độ cũng không chậm, nửa thời gian uống cạn chung trà đi qua, song phương liền đã gần trong gang tắc, muốn dây dưa cùng một chỗ. Lúc này, lôi quang tháp hội tụ lôi điện, cũng đã đạt đến nhất báo hòa trình độ. Và, tiêu phàm một tiếng gầm nhẹ, và u, u xét đánh chi tiếng nổ lớn, lập tức khắp thiên đô là ngân sắc lôi quang, rừng rực tia chớp, khoảng cách đem trùng vân bao phủ hắn xuống. Lôi quang đáy tháp bộ lại càng bắn ra một cổ thô hơn vạc nước hồ quang điện, giống như lôi điện tạo thành siêu cấp lợi kiếm, ầm ầm một tiếng, theo trùng vân bên trong trực tiếp xuyên thủng tới. Tuy nhiên cái này trùng vân quy mô không nhỏ, nhưng lôi điện chi lực thức sự quá kinh người, từng đợt khét lẹt mùi lập tức tại trong hư không tràn ngập ra đến, vô số phi trùng bị lôi điện oanh đắc toàn thân toái cốt một cái vừa thô vừa to chỗ trống tại trùng vân bên trong bị ngạnh xanh xanh mà mở đi ra phi trùng không thể so với yêu thú linh trí cực thấp mắt thấy lôi quang tháp như thế phách đạo tuyệt luân chẳng những không có bị sợ ở ngược lại càng thêm khơi dậy đầy ngập hung hãn khí liều lĩnh về phía trống rỗng trung phi pháp mà đến ý đồ dùng huyết nhục của mình chi thân thể lần nữa đem cái này trống rỗng nhồi vào chỉ có điều tiêu phàm tranh giành đúng là cái này ngay lập tức quang cảnh cốt điều dẫn cổ họng ngao, cực đại thân hình lóe lên, lập tức không thấy bóng dáng, như vậy tại nguyên chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những kia phi trùng thoáng cái mất đi mục tiêu, lập tức giống như không có đầu con ruồi giống nhau, khắp nơi đi loạn. Thoáng qua trong lúc đó, lại là từng tiếng càng chim hót thanh âm, cốt điều thân ảnh khổng lồ, đã tại trùng vân khác một bên hiện thân ra, hai cánh chấn động, hào không ngừng lại, tiếp tục hướng đông bắc phương hướng phi độn mà đi xa xa đi theo phía sau Huệ Thiên Hào nhìn thấy một màn này, âm u trên mặt cũng lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Đó là cái gì bảo vật? Uy lực kinh người như thế. Thực tế làm hắn không tưởng được chính là, tiêu phàm vậy mà cũng tu luyện cực kỳ cao minh lôi điện thần thông, đối với lôi điện chi lực khống chế, đến một cái thập phần cao thâm cảnh giới. Trùng vân bị tiêu phàm, chiều đùa hí lộng, một phen, triệt để kích phát hung tàn bản tính, mắt thấy cốt điều đã muốn đi xa, biến thành một cái chấm đen nhỏ, liền là hướng về theo sát phía sau Huệ Thiên Hào mãnh liệt phát qua, một cổ lệ khí phóng lên trời. Và gan, Huệ Thiên Hào kinh sợ nảy ra, gầm lên giận dữ, trong tay hoàng kim lôi chùy dương lên, từng đạo màu vàng lôi điện lập tức tại trùng trong mây tàn sát bừa bãi ra, lôi điện chi lực lại một lần nữa đem trùng vân hoàn toàn bao phủ. Và đây là cái gì bảo vật, thật cường đại lôi điện chi lực, thật vất vả. Thiên hay tiên tử mới từ cái loại này mê ly trong trạng thái khôi phục lại, Âm thầm điều hòa hô hấp, mới lãnh đạm mà hỏi thăm. Thân là thiên hay cung chủ, nàng được chứng kiến phỏng chế thông huyền linh bảo uy lực, nhưng chính thức thông huyền linh bảo, nhưng chỉ là nổi tiếng, chưa bao giờ gặp mặt. Cảm giác như ý lôi quang tháp vừa rồi uy lực, đã muốn không thua phỏng chế thông huyền linh bảo. Chính là một gã vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể có được một kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo cũng đã rất khó lường. Chính thức cực phẩm pháp bảo, coi như là cường đại nguyên anh tu sĩ cũng không phải đơn giản có thể có được đích. Lại càng không cần phải nói những kia uy lực cường đại cực phẩm pháp bảo, đa số rơi vào rồi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong tay. Thậm chí còn có một chút bị Ngộ Linh Kỳ lão quái vật sở trường khống, đơn giản không chịu kỳ nhân. Về phần phỏng chế linh bảo, đó là chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu nghịch thiên bảo vật, muốn tìm được cần đồng dạng nghịch thiên vận khí tốt mới được. Tiêu Phàm lại không có trả lời nàng, mà là vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng bàn tay nhỏ bé lại nguyên lai chút bất chi bất giác, thiên hay tiên tử sắc nhọn ngón tay, đã muốn thật sâu véo vào tiêu phàm cánh tay bên trong. Thiên hay tiên tử lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, bề bộn tức buông lỏng tay ra, kiều đồn uốn éo, thở hào hển kêu lên, thả ta ra. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nhìn nàng, cười cười, nói ra, đừng tùy hứng. Thiên hay tiên tử không khỏi trong nội tâm dùng mình, mặt đỏ bừng sắc trong khoảnh khắc lại biến thành máu tái nhợt, trong hai tròng mắt mê Ly thần sắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại biến thành lúc trước dáng vẻ lạnh như băng. Lại không giấy ruộng nữa, tùy ý tiêu phàm ôm. Cái này đương lúc, tiêu phàm cũng không phải là muốn, phi lễ, nàng, mà là một bên ôm nàng, một bên dùng hạo nhiên chính khí tại bảo hộ lấy nàng toàn thân kinh mạch tạng phủ, không cho thương thế của nàng tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Ít nhất tại dưới mắt, tiêu phàm trong nội tâm không có nam nữ hoan ái, chỉ có lang chung cùng người bệnh lại phi độn hơn một canh giờ, cốt điều tốc độ dần dần chậm lại. Cốt điều tình hình, cực kỳ đặc dị, hắn không phải dựa vào vãi lúa, linh thạch đến cung cấp động lực, cùng tu sĩ đồng dạng, cốt điều cũng có thể tu luyện, tích xúc chính mình chân nguyên pháp lực. Tại điểm này thượng, cốt điều cơ hồ chính là một vật còn sống. Thời gian dài như vậy cực tốc phi độn, cốt điều pháp lực tiêu hao thật lớn, tốc độ tự nhiên chậm lại. Rất xa, phía sau lại xuất hiện Huệ Thiên Hào đúng là âm hồn bất tán thân ảnh tiêu phàm cùng thiên hai tiên tử sắc mặt đều có chút trầm xuống. Vung không xong hắn, tiêu phàm chân bữa tiếp theo, một cổ khổng lồ tinh thuần pháp lực, lập tức rót vào cốt điểu trong cơ thể, cốt điểu hai cánh chấn động, độn nhanh chóng lập tức lại tăng lên tới cực hạn, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Và hắc, ta xem ngươi trốn đi nơi nào, Huệ Thiên Hào cười lạnh liên tục. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn đương nhiên biết rõ, dưới mắt so đúng là ai pháp lực càng hùng hậu, ai hơn có thể bền bỉ tại điểm này thượng, Huệ Thiên Hào cực có tự tin. Cho dù tiêu phàm lại nghịch thiên, chính là một gã vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể so sánh pháp lực của hắn càng thêm hùng hậu không được. Rất xa, chỉ thấy dãy núi vây quanh bên trong, xuất hiện một điểm thâm thúy màu xanh biếc. Giống như một khỏa cực lớn ngọc phỉ thúy bảo thạch, vây quanh tại vài ngọn núi trong lúc đó, bình tĩnh trong như gương, thâm bất khả chắc. Trường 1052 Thần Long Uyên cái này là trong truyền thuyết thần bí khó lường thần Long Uyên. Điển tịch ghi lại bên trong, cho tới bây giờ đều không có người xâm nhập qua thần Long Uyên. Chỗ này xanh biếc hồ sâu, tựa hồ có nào đó ma lực, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền kim lòng không được địa tâm sinh ý sợ hãi. Tiêu Phàm trong nội tâm cũng đánh cho cái đột. Không chỗ có thể đi. Đây là Tiêu Phàm trước mắt gặp phải khốn cảnh. Hắn không thể đem thiên hay tiên tử mang về Kim Châu thành, mang về đi đây là vì cả bang phái chủng trồng họa. Ít nhất Huệ Thiên Hào tổ tuyệt sẽ không bỏ qua thiên hay tiên tử. Tuy nhiên tại Kim Châu Thành xem như đại bang phái, đứng hàng bảy đại tông môn một trong, nhưng cùng hạo ngày môn tương đối mà nói, thực lực còn kém đắc xa xôi liếu tương đương. Về phần cùng hạo thiên tông như vậy được xưng chính đạo thập đại tông môn siêu cấp lớn tông tương đối, cái kia càng là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Cho dù cả Kim Châu Thành bang phái tông môn đều đều, đều đoàn kết nhất trí, cũng ngăn cản không nổi một cái Hạo Thiên Tông. Nếu thật là Hạo Thiên Tông cắt cử vài vị cao nhân đuổi tới Kim Châu thành, Tiêu Phàm nhưng không dám chịu định phương phi dương bọn người sẽ vì một cái thiên hay tiên tử mà cùng cả cái Hạo Thiên Tông là địch. Cuống hồ, đối mặt lớn treo giải thưởng, Tiêu Phàm có thể khẳng định, tung xem như bảy đại tông môn cũng tất nhiên khó có thể làm được nhất trí đối ngoại. Không thể trở lại Kim Châu thành, như vậy nhất định tu vứt bỏ Huệ Thiên Hào, ẩn nấp xuống mới được. Trước đêm Thiên Hay Tiên tử chỉ tổn thương nói sau, đây cũng là Huệ Thiên Hào theo đuổi không bỏ nguyên nhân hắn quyết không thể cho Thiên Hay Tiên tử thở dốc cơ hội. Thật vất vả mới đưa nàng bước đến như vậy quẫn bách hoàn cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể đại công cáo thành, cái này đương lúc há có thể thất bại trong gang tấc. Nữ nhân này một khi khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, rốt cuộc có nhiều đáng sợ, Huệ Thiên Hào so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Nếu không hắn cũng sẽ không bởi vì vì sợ hãi Thiên hay tiên tử trả thù mà tiên hạ thủ vi cường liễu tương đương. Vì triệt để giải trừ cái này buồn phiền ở nhà, Huệ Thiên Hào thật sự hạ đủ vốn gốc. Như thế nào thoát khỏi Huệ Thiên Hào đuổi giết, cái này là một đại vấn đề. Xuyên qua cả thần long nguyên đầm lầy, đi những thành thị khác, càng thêm không đáng tin cậy, tại địa phương khác, Tiêu Phàm lại càng hào không có căn cơ. Hơn nữa theo biết được lớn treo giải thưởng người càng ngày càng nhiều tại mỗi tòa thành thị, hắn và thiên hay tiên tử đô chính là từng bước duy gian, trở thành cái cho mọi người chỉ trích. Ngay sau đó, tiêu phàm liền phát hiện, hắn kỳ thật không cần phải cân nhắc đắc như vậy xa xôi, riêng là trước mắt cửa ải này, tựu chưa hẳn không có trở ngại liếu tương đương. Rất xa, phía trước ba phương hướng, đều có tính ra đạo độn quang kích xạ mà đến. Phải phía trước cái kia mấy vị, tiêu phàm lại quen thuộc bất quá, đúng vậy cung thanh dương vô vi chân nhân cùng trường chữ chân nhân hai vị xuất lĩnh vài tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cái này một đội nhân mã ở bên trong, tu vi thấp nhất cũng có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, tự không có một người nào, không có một cái nào kim đan kỳ tu sĩ. Vô vi chân nhân là xa xôi anh vợ, tiêu phàm cứu được cháu ngoại của hắn, lại đem lưu thừa thu vì ký danh đệ tử, bao nhiêu có chút hương khó chi tình. Tuy nhiên trường chữ chân nhân cùng tiêu phàm rất không đối phó nhưng chắc hẳn cung thanh dương cũng sẽ không quá mức cùng tiêu phàm khó xử. Mấu chốt của vấn đề vẫn còn thiên hay tiên tử trên người. Trái phía trước cũng có hai nhóm người mã phi độn tới. Vậy mà thành tứ phía vòng vây xu thế. Chỉ cần một chút trì hoãn, Huệ Thiên Hào sẽ đuổi theo. Và thủy độn thuật cảnh giới như thế nào? Một mực bị hắn kéo thiên hay tiên tử hỏi. Và thông mà thôi, hai ba trăm trượng sâu miễn cưỡng đi đắc, sâu hơn thì không được. Tiêu phàm chi tiết đáp. Luận đến độn thuật thượng tạo nghệ, hắn tinh thông nhất tự nhiên là phong độn thuật cùng trong phạm vi nhỏ cận thân vật lộn thuấn di thuật. Mặt khác độn thuật, kể cả ngũ hành độn thuật, đều chỉ tầm thường mà thôi. Và đi, mắt thấy tứ phương truy binh càng ngày càng gần, thậm chí ngay vô vi chân nhân bọn người trên mặt kinh ngạc đều thấy nhất thanh nhị sở rồi, thiên hay tiên tử biết rõ lại kéo dài không được. Lúc này quát, tiêu phàm cắn răng một cái, đủ bữa tiếp theo cốt điều thấp minh một tiếng, hai cánh vừa thu lại, lập tức như mùi tên, hướng dưới chân thần Long Uyên kích bắn đi. Trước mắt cái này tư thế, ngoại trừ theo trong nước bỏ chạy, cũng không có cái khác lựa chọn. Cũng may nước của hắn độn thuật chỉ là một loại, thiên hay tiên tử lại tinh thông trí âm trí hàn công pháp, có được lấy cực cao minh thủy linh căn, khẳng định cũng tinh thông thủy độn thuật. Nếu không cái này quan trọng hơn trước mắt, tuyệt sẽ không gọi hắn mạo mạo thất thất mà xông vào thần Long Uyên đi và thông, một tiếng. Hai người ôm nhau lấy, xuất vào sâu trong đầm, vé lên trận trận bọt nước. Tại vào nước trước kia, tiêu phàm tự nhiên đem cốt điều thu vào không gian giới chỉ. Và muốn mượn thủy độn đào tẩu, nằm mơ đi thôi. Xa xa trông thấy tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử xông vào thần Long Uyên, Huệ Thiên Hào vừa tức vừa giận, gầm hét lên, toàn thân chân nguyên pháp lực bắt đầu khởi động, đem lôi độn thuật vận chuyển tới cực hạn, tại giữa không trung trung hóa làm một đoàn sáng lóa ngân hình cung, như gió bay điện trước bay vụt tới, cũng không chút do dự một đầu chui vào thần long nguyên xanh biếc đầm trong nước. Vô vi chân nhân trường chữ chân nhân đợi nguyên anh tu sĩ một chút trần chờ liền ào ào đi theo ở phía sau, vào hồ sâu. Và cái này con người thật kỳ quái, rõ ràng tu luyện chính là thổ thuộc tính chủ công pháp, trong cơ thể lại còn cất giấu thủy linh căn. Vừa mới vào nước, thiên hay tiên tử liền mở miệng nói ra, ngữ khí mặc dù lạnh, lại mang theo vài phần kinh ngạc tiêu phàm một lần nữa cho nàng bắt mạch thăm bệnh đồng thời nàng đã ở xem xét lấy tiêu phàm hư thật kết quả càng xem xét càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nàng vậy mà vô pháp xác định tiêu phàm thuộc về loại nào linh thể theo lý mà nói tiêu phàm còn trẻ như vậy cốt linh cũng đã đặt chân nguyên anh kỳ tuyệt đối là vạn chung không một tu luyện thiên tài vô cùng có khả năng là thổ thuộc tính tinh khiết linh thể ai ngờ tìm tòi phía dưới lầm to tiêu phàm trong cơ thể vậy mà giống như cất giấu mặt khác rất nhiều chủng trồng linh căn, đối với cái khác linh căn, nàng có lẽ không phải như vậy quen thuộc, nhưng đối với thổ linh căn bản cùng thủy linh căn, nàng nhưng lại lại quen thuộc bất quá. Ngoại trừ tiêu phàm chủ tu hạo nhiên chính khí trúc thổ, tiêu phàm trong cơ thể tuyệt đối còn cất giấu một đạo cực kỳ tinh thuần thủy linh căn hắn không phải tinh khiết linh thể. Nhưng cái này thổ linh căn bản cùng thủy linh căn chi tinh thuần, ít tại thuần túy thổ linh thể cùng tươi ngon mọng nước dưới hạ thể dù là thiên hay tiên tử kiến thức rộng rãi, loại tình hình này cũng làm cho nàng không hiểu ra sao, khó có thể tác giải. Điều này sao có thể? Chỉ có điều trong lúc này, nhưng bây giờ không phải truy cứu những này cổ quái phù hợp thời cơ. Và nghe, ta hiện tại đem thiên hay cung thiên hay thủy độn sao sao truyền cho ngươi, dụng tâm trí nhớ. Ta chỉ có thể nói một lần, không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi truyền thụ, có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào, tự xem vận khí của chúng ta liễu tương đương. Thiên hay tiên tử thở hào hền thấp giọng nói ra. Và xem vận khí của chúng ta, những lời này nói được lại minh bạch cũng không có. Tại trước mắt loại tình hình này phía dưới, tiêu phàm nhìn trời hay thủy độn sao sao có thể lĩnh ngộ đến loại trình độ nào, trực tiếp quyết định lấy sinh tử của bọn hắn. Và, tiêu phàm có chút vuốt cầm, thần sắc như trước chấn định như hằng. Thiên hay tiên tử ra sức đứng thẳng lên thân hình, hai tay bưng lấy tiêu phàm mặt, trơn bóng cái chán kéo đi lên trực tiếp dán tại tiêu phàm trên chán. Cái này đương lúc, tranh thủ thời gian, thật sự không có thời gian dùng thẻ che đến chữ khác vào đồ vật công pháp, lại truyền thụ cho tiêu phàm liếu tương đương. Tại nàng gần sát tiêu phàm lập tức, một hồi kỳ lạ văn nước loại vặn vẹo, vốn là thời thời khắc khắc bao phủ tại trên mặt hắn cái kia tầng thần bí, lụa mỏng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một xinh đẹp Việt luân khuôn mặt, bỗng nhiên ra hiện tại tiêu phàm trước mắt. Song phương tương cách gần như thế, thiên hay cung dịch dung thuật lại thần kỳ, cũng rốt cục không thể gạt được tiêu phàm thiên nhãn thần thông. Bất quá cái này xinh đẹp thiên tiên khuôn mặt, giống như phù dung sớm nở tối tàn, hai người cái chán liền dán lại với nhau. Tiêu phàm chỉ cảm thấy trước mắt đại mỹ nữ bật hơi như lan, ôn nhu bộ ngực gấp gáp phập phồng lấy, thỉnh thoảng ép chặt lấy lồng ngực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy hô hấp không khoái. Cũng may rất nhanh, thì có một thiên khẩu quyết trực tiếp tan ra vào hắn thần trong thức hải cái này thiên khẩu quyết bác đại tinh thâm, chừng ngàn chữ nhiều. Tại tu chân giới, hơn một ngàn chữ bài lẻ khẩu quyết cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí ngay hạo nhiên chính khí khẩu quyết, cũng không quá đáng là hơn ngàn chữ mà thôi. Tiêu phàm thủy độn thuật, còn đến từ tại ở địa cầu thời điểm, Adelina mẫu thân Miranda truyền thụ cho hắn đích, thuộc về, đó là một thiên đến từ huyết linh đại lục huyết tộc thủy độn khẩu quyết, đương nhiên đẳng cấp tương đối thấp. Miranda ngay lúc đó tu vi, cũng gần kề chỉ là tương đương với chút cơ hậu kỳ mà thôi. Đi vào thoi ma giới về sau, tiêu phàm cũng tìm đọc qua mặt khác điển tịch, tại thủy độn thuật có một chút tiến bộ, nhưng có thể ở tầm thường trên điển tịch tra được thủy độn thuật, khẳng định cũng là hàng thông thường, tuyệt chưa nói tới cỡ nào cao minh, cùng thiên hay thủy độn sao sao hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Thiên hay tiên tử chủ động nói ra mượn thủy độn đào tẩu, luôn có vài phần nắm chắc đích. Lập tức tiêu phàm toàn thân hạo nhiên chính khí lưu chuyển, tại thần trong thức hải rất nhanh lĩnh ngộ thiên hay thủy độn sao sao nhiều loại diệu dụng, chăm chú ôm ấp lấy thiên hay tiên tử mềm mại thân thể, hướng thần long nguyên thâm nơi gấp rơi mà xuống. Bốn phía nước hồ gợn sóng không sợ hãi, tự giống như trên trời trông thấy lúc đồng dạng, phảng phất nghiêm chỉnh khối bích lục ngọc bích điêu khắc mà thành, bên người ngay một lướt nước hoa đều không có. Tiêu phàm đem thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn ra vài chục trượng xa, thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, ngược lại có thể cảm ứng được xa vài chục trượng nơi. Rất kỳ quái chính là, cái này thần Long Uyên bên trong, một mảnh tĩnh mịch, nửa cái vật còn sống đều nhìn không tới, ngay thường thấy nhất thủy sinh động vật, tôm cá quy con ba ba, một cũng không trông thấy. Rất nhanh, tiêu phàm hai người liền hạ đến hơn 200 trượng sâu nơi, cái này tại từ trước, đã là tiêu phàm thủy độn thuật cực hạn. Xuống chút nữa, tự chịu không được liếu tương đương, dưới mắt tiêu phàm đã muốn tiến giai nguyên anh, Pháp lực xa so lúc trước thâm hậu nhiều lắm, lặn xuống chiều sâu chịu đỉnh viễn không phải từ trước có thể so sánh. Xuống chút nữa hơn một trăm trượng, thần Long Uyên như trước yên lặng như cũ, không có chút nào biến hóa. Và thông, chi tiếng vang lên, Huệ Thiên Hào bọn người trước sau đều xông vào. Tiêu phàm vận khởi mới lĩnh mộ thủy độn thuật, ôm thiên hay tiên tử, không ngừng xuống phía dưới. Không lâu về sau, liền đã sâu tiềm năm sáu trăm trượng sâu. Cái này chiều sâu đã là đại đa số nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cực hạt, không ngừng có người không thể làm gì mà quay người hướng lên, thối lui ra khỏi trận này trong nước truy đuổi. Đến 800 trượng khoảng chừng gì đó, cũng chỉ còn lại có Huệ Thiên Hào cùng Vô Vi chân nhân đợi hai ba vị tu vi nhất tinh thần nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngay trường chữ chân nhân cũng đã lui ra ngoài. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bốn phía nước áp càng ngày càng là trầm trọng, mỗi lần tiềm hơn 10 trượng, áp lực liền càng thêm trầm trọng một phần, dùng hết sức rõ ràng tốc độ đang gia tăng nhưng ngẩng đầu trên lên, lại chứng kiến Huệ Thiên Hào đã muốn đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Giờ phút này đã muốn vượt qua ngàn trượng sâu, Huệ Thiên Hào lẻ loi một mình, bên người lại nhìn không tới tu sĩ khác bóng dáng. Huệ Thiên Hào trước người, kim sáng lóng lánh, cái kia là của hắn lôi trùy phía trên ẩn mà đợi phát hạo thần mặt trời lôi, tại đây ngàn trượng nước sâu nơi, tựa hồ cũng không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Trường 1052 tiến thối lưỡng nan. Kim quang trói mắt, một đạo vừa thô vừa to màu vàng lôi điện, bổ ra nước gợn, xuống phía dưới Phương Tiêu Phàm mãnh liệt đánh mà đến. Huệ Thiên Hào không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, pháp lực chi hùng hồn phách đạo, vượt qua xa Tiêu Phàm có thể so sánh, rốt cục truy gần đến 30 trượng có hơn, lập tức không nói hai lời, liền phát khởi lôi điện thế công. Lời nói thật nói, tại kiến thức Tiêu Phàm cường hãn vô cùng luyện thể thuật cùng suốt quỷ nhập thần cận thân vật lộn chi thuật hậu, Huệ Thiên Hào đối với người này vừa mới tiến giai nguyên anh hậu sinh vãn bối, đã muốn thu hồi lúc trước lòng khinh thường, đã khởi thập phần tinh thần đến ứng đối. Nếu như là bên ngoài gian, tăng thêm tiêu phàm những kia tầng tầng lớp lớp các loại giúp đỡ, Huệ Thiên Hào thật là có chút ít đau đầu. Tuy nhiên Huệ Thiên Hào rất rõ ràng, ngang tay phóng đúng, mặc kệ tiêu phàm có bao nhiêu thủ đoạn, cũng cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Anh Hậu Kỳ cùng Nguyên Anh Sơ Kỳ tại pháp lực thượng cực lớn tranh lệch, tuyệt không phải có thể đơn giản lấp đầy đích. Thủ đoạn nhỏ nhiều hơn nữa, thực lực không đủ, cuối cùng nhất cũng có lẽ hay là ngăn cản không nổi. Nhưng Huệ Thiên Hào muốn giống như đối phó mặt khác bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ như vậy, thoải mái đem tiêu phàm đánh bại, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng tình hình dưới mắt lại hoàn toàn không giống với. Tiêu phàm tất cả thủ đoạn cũng khó khăn dùng thi triển. Vô luận là luyện thể thuật có lẽ hay là vật luận thuật, hoặc là trợ thủ của hắn thổ ma ngấu cùng lưng sắt con bọ ngựa, cùng với cốt điều. Tại nước trung đô thi triển không mở, không thể giúp bao nhiêu bề bộn. Chiêu cố một cái trọng thương nữ nhân, cứng đối cứng cùng một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hợp lại pháp lực, cái kia thuần túy là muốn chết. Mấy cái hiệp xuống, bọn hắn đều muốn rơi vào Huệ Thiên Hào trong tay, bị hắn bắt sống. Đúng vậy tiên đoán được kết quả như vậy, Huệ Thiên Hào thậm chí ngay, Chiêu Hàng, lời nói đều lười phải nói rồi, trực tiếp động thủ đấu võ. Tiêu Phàm hai mắt có chút nhân lại, toàn thân pháp lực lưu chuyển phi tốc dưới lên phương bỏ chạy. Khó khăn lắm tránh thoát đạo kia vừa thô vừa to màu vàng lôi điện. Rất rõ ràng, tiêu phàm cũng biết tại nước sâu ngàn trượng nơi cùng Huệ Thiên Hào tử dập đầu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Huệ Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, cũng nhanh hơn trong nước độn nhanh chóng, giơ tay lên, đạo thứ hai lôi điện lại oanh tới. Tiêu phàm có lẽ hay là biện pháp cũ, chỉ là trốn tránh, tuyệt không ngừng lại, càng không hoàn thủ. Một khi trong nước bị Huệ Thiên Hào cuốn lấy, Thắng bại số lượng thì định rồi. Xong Phương một đuổi một chạy, không bao lâu lại lặn xuống ba bốn trăm trưởng thanh âm. Ngay Huệ Thiên Hào đều cảm thấy hô hấp ồ ồ, ồ bắt đầu đứng dậy, trầm trọng áp lực. Làm hắn không thể không lần nữa tăng lớn phòng hộ độ mạnh yếu, toàn thân pháp lực chính dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp trôi qua. Càng như vậy, Huệ Thiên Hào trong nội tâm càng là giật mình, cái này họ tiêu tiểu tử rốt cuộc là cái dạng gì hoa tuyệt thế A-Hát. Rõ ràng có thể lặn xuống đến sâu như vậy nơi. Còn giống như đi có thừa lực. Kỳ thật Tiêu Phàm cảm nhận được áp lực, xa so Huệ Thiên Hào càng thêm trầm trọng, đã muốn không thể không nuốt một quả Đại Bổ Nguyên Khí đan dược, bắt đầu vận dụng bổn nguyên chi lực. Nếu không phải Thiên Hay Thủy Độn sao sao thật sự phi thường kỳ diệu, hắn cũng quả quyết khó có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Bất quá cứ theo đà này, cuối cùng là một hội diễn biến thành vì cùng Huệ Thiên Hào liều mạng pháp lực kết cục. Đây là Tiêu Phàm không nguyện ý nhất nhìn qua nhưng cũng là có khả năng nhất xuất hiện đích. Để cho nhất tiêu phàm lo lắng chính là, cái này thần Long Uyên cuối cùng không có khả năng thật sự thâm bất khả chắc, nó là nắm chắc đích. Một khi sờ ngọn nguồn, cũng chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến rồi. Tục ngữ nói, càng sợ cái gì lại càng đến cái gì, rốt cục. Tĩnh mịch giống nhau thần Long Uyên thâm nơi, rốt cục nổi lên biến hóa. Một hồi xoay tròn chi lực, từ phía dưới cách đó không xa truyền đến. Âm ầm tiếng vang, tại bên tai chấn vang lên, tiêu phàm đáy mắt lục mang chấp động, dõi mắt trông về phía xa, không khỏi đảo hút một hơi lương khí. Chỉ thấy dưới chân cách đó không xa, thình lình xuất hiện một chỗ cực lớn nước xoáy, đường kính đạt hơn 10 trượng, từng đạo xoay tròn thủy long, theo nước xoáy ở trung tâm không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Huệ Thiên Hào cũng là sắc mặt đột biến. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, như vậy tự nhiên ra oai, còn không tha trong mắt hắn nhưng này dưới nước nước xoáy bên trong truyền ra một cổ như có như không không gian chấn động, mới thật sự là làm hắn tâm kinh đảm hàn nguyên nhân. Không gian chi lực, không phải hắn có thể đối phó được. Khó trách cái này thần Long Uyên một mảnh tĩnh mịch, nguyên lai cuối cùng có như vậy nước xoáy, chỉ sợ tất cả trong đàm sinh vật, đều bị cái này mang theo không gian chấn động nước xoáy cho cắn nuốt sạch liếu tương đương. Về phần những kia, thần Long, truyền thuyết, tự nhiên thật sự nghe đồn mà thôi. Nơi nào đến Long? bất quá Huệ Thiên Hào lập tức lại giữ tợn cười rộ lên. Không gian chi lực hắn không đối phó được, cái kia bản thân bị trọng thương yêu nữ cùng vừa mới tiến giai tiểu bối, càng thêm không đối phó được. Ngoại trừ cùng hắn chết chiến một hồi, đã muốn không còn cách nào liễu tương đương. Huệ Thiên Hào dương một tay lên bên trong màu vàng lôi trùy, trong đôi mắt tinh sáng lóng lánh, gắt gao nhìn thẳng hơn 10 trượng bên ngoài tiêu phàm cùng với hắn chăm chú ôm ấp lấy thiên hay tiên tử. Cười lạnh nói tiêu y thánh, muốn làm hộ hoa sứ giả, là muốn trả giá thật nhiều đích người tuổi còn trẻ bị cái này yêu nữ mê hoặc bản tính như vậy chôn vùi tốt tiền đồ ngay cả ta đều cho ngươi đáng tiếc và đến xem tại vũ văn chu cùng kim châu thành bảy đại tông môn trên mặt ta còn ý định thả ngươi một con đường sống đáng tiếc a hát chính ngươi muốn chết đó thật là không được ta huệ thiên hào khóe miệng hiện lên một phòng Giữ tợn dáng tươi cười nhìn về phía tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử ánh mắt tự giống như nhìn qua dê đợi làm thịt giống nhau Tiêu phàm cũng cười, nhàn nhạt, nhạt mà xem ra hắn liếc, ôm thiên hay tiên tử, dưới chân thủy độn thuật cùng một chỗ, dứt khoát hướng cái kia cái cự đại nước xoáy rơi xuống dưới đi. Và điên rồi sao? Huệ thiên hào dáng tươi cười lập tức tự cương trên mặt, nghẹn ngào quát to lên. Và là không gian chi lực, người sẽ chết đích, các ngươi đều tử. Tiêu phàm không chút nào để ý, cấp tốc hạ xuống, hoác suy, một tiếng, một đạo nước gợn xoáy lên, lập tức tự bao phủ hắn và thiên hay tiên tử thân hình, đảo mắt tự hút vào nước xoáy, không thấy bóng dáng. Huệ Thiên Hào đôi mắt trừng đắc so nghiêu chứng còn lớn hơn, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Cái này tiểu bối cứ như vậy vọt vào nước xoáy bên trong, không quan tâm. Biết rõ là chỉ còn đường chết, hắn cũng không chút do so dự. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn thẳng cái kia cực lớn nước xoáy nhìn ra ngoài một hồi, Huệ Thiên Hào cuối cùng không dám theo vào đi. Hắn biết đạo không gian chi lực lợi hại, cho dù hắn theo vào đi, có thể may mắn giữ được tánh mạng, cũng chưa chắc thấy tự nhất định phải đuổi theo tiêu phàm hai người, đến lúc đó còn không biết bị không gian chi lực cuốn đi nơi nào. Như vậy phong hiểm, không đáng bốc lên. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm tìm cách, cuối cùng nhất trôi theo nước chảy, Huệ Thiên Hào trong nội tâm lại từng đợt nộ phát như điên. Thiên hay tiên tử bị tiểu tử kia ôm vào nước xoáy bên trong, tuy giữ nhiều lành ít, xem như trừ đi hắn trong lòng họa lớn, từ nay về sau có thể vô tư nhưng này phần có quan hệ thiên hương ngọc lộ địa đồ cùng thiên hay cung mấy ngàn năm bảo tàng, cũng theo cái này nước xoáy mà đi, lại cũng khó có thể tìm kiếm tung tích. Mắt thấy sắp đun sôi vì tử đô bay rồi, Huệ Thiên Hào không khỏi khí đầy ngược ức. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào không cam lòng, cuối cùng là một không thể không trong chớp mắt rời đi. Thời gian dài đợi tại như vậy sâu dưới nước, tung xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có chút ăn không tiêu. Nếu như Huệ Thiên Hào biết rõ tiêu phàm là vô cực môn truyền nhân, trên người còn mang theo vô cực môn trấn giáo chi bảo, đỉnh càn khôn, hắn phẫn nộ trong lòng, chỉ biết càng thâm. Tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử, bình yên vô sự mà xuyên qua này nơi nước xoáy. Tuy nhiên theo nước xoáy bên trong cảm ứng được từng đợt không kém không gian chấn động, nhưng loại trình độ này không gian chi lực, đối với tiêu phàm mà nói, sớm đã nhìn quen lắm rồi. Hắn chỗ kinh nghiệm hai lần không gian bão táp, cho dù không phải trước mắt điểm ấy không gian chi lực có thể chịu được bằng được đích. Và khôn đỉnh chính là không gian chi bảo, đối phó như vậy không gian chi lực, không tính là bao nhiêu vấn đề. Vừa tiến vào nước xoáy bên trong, từng đạo không gian chấn động liền không hề báo hiệu mà cắt gọt mà đến. Không gian chấn động hoặc là nói vết nứt không gian, là sắc bén nhất vũ khí một trong nguyên anh kỳ phía dưới, không người có thể chống cự được không gian chi lực cắt, một khi trùng hợp đụng với, cơ hồ đó là một con đường chết. Huệ Thiên Hào không theo vào đến, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Chữ màu đỏ, đỉnh càn khôn, quay tròn mà bay ra, tiêu phàm năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đỉnh, tiểu đỉnh nhanh chóng chướng đại, một cổ nhu hòa tràn trề không gian chi lực tràn ngập ra, lập tức đem hai người bao phủ hắn hạ, đem bà cái kia từng đạo cắt gọt mà đến không gian chấn động đơn giản chắn bên ngoài, tà tà bay đi, ẩn vào nước xoáy bên trong không thấy bóng dáng và cái địa phương làm sao sẽ xuất hiện hỗn loạn không gian chấn động. Tiêu phàm trong nội tâm âm thầm sinh nghi. Những năm gần đây này, hắn một mực đều đang không ngừng mà nghiên cứu không gian thần thông, phàm là cùng không gian thần thông có quan hệ điển tịch, đều là nhiều lần đọc, tinh tế thưởng thức. Trước sau nhiều lần nguyên thần xuất khiếu, tiến vào, đỉnh càn khôn, trong, muốn dòm phá không gian thần thông bí mật, mặc dù không có trên thực chất bay vọt, đối với không gian chi lực hiểu rõ, lại sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, cho dù không bằng Thiên Hay Tiên tử chi cái gì, nàng nhìn qua, Đỉnh Càn Khôn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau nửa ngày mới lên tiếng, "Cái này, đây chẳng lẽ là vô cực môn chấn giáo chi bảo, Đỉnh Càn Khôn?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói ra, "Đúng vậy, làm sao ngươi biết hay sao?" Kỳ thật đây không phải, Đỉnh Càn Khôn, lần đầu tiên tại Thiên Hay Tiên tử trước mặt lộ diện, chỉ có điều tại trăm hùng đường thời điểm, song phương là ở trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh, giao thủ, đỉnh càn khôn cũng không thể hiện ra thần kỳ không gian thần thông, thiên hay tiên tử tự nhiên thì không có cảm thấy bảo vật này có cái gì đặc biệt. Và nhiều năm trước kia, cái này, đỉnh càn khôn, tại thoi ma giới đúng vậy dẫn phát rồi to như vậy phong ba, nhấc lên qua một hồi gió tanh mưa máu, các người vô cực môn ở lại thoi ma giới đệ tử, trên cơ bản đều là vì bảo vật này mà bị diệt sát rơi đích. Cái này mới đưa đến vô cực môn thịnh cực mà suy, hoàn toàn xuống dốc. Và cái gì? Tiêu Phàm chấn động, hai hàng lông mày mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Và cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, Vô Cực môn, đỉnh Càn Khôn là cực kỳ hiếm thấy thông. Huyền linh bảo chính phẩm sao? Tại thoi ma giới như vậy hạ đẳng giới diện, phỏng chế thông. Huyền linh bảo cũng đã là nghịch thiên bảo vật, huống chi là chính phẩm thông huyền linh bảo. Mặc dù nói, đỉnh Càn Khôn, như vậy không gian chi bảo dùng cho giao đấu chém giết, uy lực không bằng những công kích kia tính thông huyền linh bảo hơn nữa hiểu được điều khiển xác rất ít người, nhưng thông huyền linh bảo chính là thông huyền linh bảo. Năm đó thái hứng chân nhân bọn hắn bị chiếm đóng tại trung thổ giới về sau, không bao lâu tu chân giới đã có người ban xuống giá trên trời treo giải thưởng, tìm kiếm đỉnh càn khôn tung tích. Kết quả mọi người vì tìm kiếm manh mối, ao ao đem chủ ý đánh tới vô cực môn lưu thủ thoi ma giới đệ tử trên người, những kia đệ tử cả đám đều bị giết liếu tương đương. Và chuyện này kêu loạn náo loạn trên trăm năm, cuối cùng nhất không có tìm được, đỉnh càn khôn, dấu vết nào, thì không người dẫn tới treo giải thưởng, lúc này mới dần dần bình thức xuống dưới. Và nghĩ vậy kiện trí bảo, lại vẫn ở lại người cái này vô cực truyền nhân trên tay. chương 1055 Hắc Kỳ Lân Huyết Mạch Và một kiện bảo vật, liền giết nhiều người như vậy. Tiêu phàm sắc mặt, hoàn toàn trầm xuống, cực kỳ không vui. Giết người đoạt bảo chuyện như vậy, nay đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn điểm mấu chốt. Huống chi, bị giết có lẽ hay là vô cực môn đồng môn. Thiên hay tiên tử liếc nhìn hắn, có chút kinh ngạc nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, Huệ Thiên Hào bọn hắn còn không phải là vì một bức không hoàn chỉnh địa đồ, tự diệt thiên hay cung cả nhà. Mặc dù nói chính là mình tông môn, thiên hay tiên tử ngữ khí lại tựa hồ như thập phần đương nhiên. Trong nội tâm nàng tuy rất đau hận Huệ Thiên Hào, nhưng nàng lại cũng không cho rằng như vậy phong cách hành sự có cái gì không ổn. Nếu như diệt chính là mặt khác tông môn, giết là người khác đệ tử, vậy thì càng thêm cùng nàng không quan hệ. Ở cái thế giới này, cái này được công nhận pháp tắc. Tiêu phàm sắc mặt trở nên âm u đích, cùng hắn trước sau như một biểu hiện ra ngoài mây trôi nước chảy hoàn toàn bất đồng. Thiên hay tiên tử thậm chí đều cảm nhận được nào đó cực độ áp lực, nhịn không được nói ra, xem ra người thật đúng là vô cực môn chính tông nhất truyền thừa, cũng chỉ có các người chính thức vô cực truyền thừa đệ tử mới có như vậy tinh thần trọng nghĩa. tiêu phàm chậm rãi nói ra, điều này chẳng lẽ không phải là rất bình thường đấy sao? thiên hay tiên tử nhàn nhạt nói ra, thiên hay cung không phải chính đạo tông môn. ngụ ý nói đúng là, biệt đừng tụi bay chính đạo tông môn bộ kia quy củ đến chói buộc ta. nói sau, ta tán thưởng cũng gần kề chỉ là ngươi tiêu phàm một người, cũng không phải cả chính đạo tông môn. tượng hảo thiên tông, Hạo ngày môn mộ dung thế gia như vậy đích, cũng tự xưng là chính đạo tông môn, thực tế hạo thiên tông, còn tự thừa là chính đạo tông môn đứng đầu, lãnh tụ. Như vậy chính đạo tông môn, có đôi khi làm việc so tà ma ngoại đạo còn muốn ngoan độc. Tiêu phàm nhẹ nhàng nói ra, cái này cùng chính đạo tà đạo không quan hệ, cùng nhân tính có quan hệ. Những lời này kỳ thật đã muốn nói được rất nặng liễu tương đương. Nhưng thiên hay tiên tử lại ngoài dự đoán mọi người không có phản bác bởi vì tiêu phàm đang tại dùng chính mình thực tế hành động nghiệm chứng lời hắn nói cũng không phải làm bộ làm tịch. Đến hiện tại hắn còn làm bạn tại thiên hay tiên tử bên người, tựu đã nói rõ hết thảy. Và quái, rất nhiều người đều cho rằng, đỉnh càn khôn, nên vậy mất đi tại trung thổ giới liễu tương đương. Năm đó thái hứng chân nhân bọn hắn chưa có trở lại thoi ma giới. Cái này trấn giáo chi bảo khẳng định cũng ở lại trung thổ giới. Đúng vậy làm sao sẽ trong tay ngươi hay sao? Thiên hay tiên tử đối với vấn đề này có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Phàm nói hắn xuất thân từ nhạc Tây khu, vậy thì thật là vắng vẻ đắc đủ có thể đích. Như vậy một chỗ vắng vẻ chỗ vô cực môn bàng chi đệ tử, lại có được lấy vô cực môn chấn giáo chi bảo. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề này, ngay Tiêu Phàm mình cũng không có đáp án. Bởi vì từ đỉnh Càn Khôn rơi vào tay trong tay của hắn, hắn đã cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa đích bởi vì hắn là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Hiện tại, tiêu phàm tự nhiên biết rõ, hắn chỉ có thể coi là là vô cực môn bàng chi đệ tử. Chân giáo chi bảo rơi khi bọn hắn cái này một chi trong tay, thật đúng là vận khí cho phép. Nếu như không có, đỉnh càn khôn, không có đại thiên tôn trong tàng bảo các vài món quý hiếm bảo vật, tại con đường tu chân thượng tiêu phàm tuyệt đối khó có thể đi đến địa vị hôm nay. Đỉnh càn khôn, là thông huyền, linh bảo, ai vậy xác định hay sao? Tiêu phàm hỏi ngược lại. Thiên hay tiên tử rất kỳ quái nói, cái này còn cần xác định sao? Ngàn năm trước, đây là tu chân giới mọi người công nhận sự thật. Cái này, đỉnh càn khôn, là năm đó vô cực thiên tôn lưu lại trấn giáo trí bảo, mà vô cực thiên tôn thì là vài ngàn năm đến, công nhận thoi ma giới tu vi cao nhất sâu tiền bối cao nhân, không người có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Kể cả các người vô cực môn, tuy nhiên tại vô cực thiên tôn phi thăng thượng giới về sau, còn ra hiện qua không ít mộ linh kỳ đại năng nhưng không có một người nào, không có một cái nào có thể tưởng vô cực thiên tôn như vậy, tại cấp thấp giới diện đã đột phá Ngộ Linh hậu kỳ, đặt chân hóa hư kỳ cảnh giới. Như vậy một vị gia châu hò hét cao nhân lưu lại chấn giáo chi bảo, nếu như cũng không phải Thông Huyền Linh Bảo lời nói. Cái kia trên đời này ở đâu còn có chính thức Thông Huyền Linh Bảo. Nhưng Tiêu Phàm lại ẩn ẩn cảm thấy, đỉnh Càn Khôn, khả năng không chỉ là chính phẩm Thông Huyền Linh Bảo đơn giản như vậy. Bởi vì tại đỉnh Càn Khôn bên trong, hãy thu cất dấu Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Phiên. Như ý Lôi Quang Tháp, Phiêm Linh Chi Lưới Kiếm như vậy cực kỳ nghịch thiên bảo vật, có khả năng mỗi một kiện đều là thông huyền linh bảo. Tại một kiện thông huyền linh bảo, bên trong không gian cất chứa lấy mặt khác hiệt nhiều kiện thông huyền linh bảo. Có chút không thể nào nói nổi. Chỉ có điều, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến công nhận thực chính thông huyền linh bảo uy lực tự nhiên thì vô pháp xác định chính mình phỏng đoán phải trang hợp lý. Và phàm, cái này bảo vật, về sau không đến bị bất đắc dĩ, không cần phải đơn giản lấy ra kỳ nhân. Tuy nhiên treo giải thưởng, đỉnh càn khôn, đã qua ngàn năm, nhưng mảnh nhớ tới, năm đó huyền thưởng lệnh nhưng cũng không có hủy bỏ. Nói cách khác. Nếu có người nhận được rồi ngươi, đỉnh càn khôn, theo lý hắn còn có thể đi lĩnh treo giải thưởng. Thiên hay tiên tử rất chân thành nói, cho sắc hết sức nghiêm túc. Và, Tiêu Phàm gật đầu đồng ý. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng lúc cách ngàn năm về sau, cái kia treo giải thưởng còn có bao nhiêu người nhớ rõ, nhưng Thiên Hay Tiên Tử tóm lại là một mảnh hào tâm. Cái này nước xoáy sâu rộng, sâu sắc vượt quá Tiêu Phàm hai người dự kiến, chọn vẹn một chiếc trà quang cảnh, mới rốt cục theo nước xoáy chung ghé qua đi ra. Vừa vừa thoát khỏi nước xoáy, liền trông thấy một con cá lớn, chừng vài chục trượng trường, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Thiên Hay Tiên Tử theo nước xoáy chung đi ra mắt nhỏ ở phía trong lập tức sạch bong bắn ra bốn phía, mở ra một tràn đầy trắng hiếu răng nanh miệng rộng, liền hướng bên này gấp sông mà đến. Tại nước xoáy bên kia, thần Long Uyên ở bên trong, tĩnh mịch một mảnh, không chỉ nói vài chục trượng trường cá lớn, con tôm nhỏ cũng không trông thấy một. Mới vừa đến bên này, cảnh sắc lập tức cực khác. Tiêu phàm đang muốn ra tay, linh thú hoàn run lên, một đoàn bóng đen theo linh thú hoàn trung lao thẳng tới ra, đúng vậy hắc lân, thân thể run lên, liền biến thành hai ba trượng chi cự màu đen mãnh thú, tuy nhiên có lẽ hay là một đầu đại mèo hình dạng, chỗ rất nhỏ lại lược không có cùng, bộ mặt không có như vậy tròn, trở nên hẹp dài một ít, khí phách phi phàm. Cái kia cá lớn vốn là hùng hổ, bỗng nhiên ở phía trong nhìn thấy hắc lân biến thành mãnh thú, lập tức chấn động, thân thể uốn éo, muốn trong trước mắt chạy trốn. Theo khí tức thượng phán đoán, cái này cá lớn cũng không phải bình thường trong nước sinh vật, mà là một đầu điển hình yêu thú, có cửu cấp yêu thú tiêu chuẩn, cùng hắc lân tương xứng ai ngờ lại đối với hắc lân sợ hãi như thế hắc lân ngưỡng thiên giống to một tiếng tiếng hô trầm thấp cùng mèo kêu thanh âm hoàn toàn bất đồng lập tức dưới chân dâng lên từng đoàn từng đoàn bọt nước như gió bay điện chấp về phía trước đuổi giết mà đi tiêu phàm như trước có thể cảm thấy hơn ngàn trượng nước sâu áp lực thật lớn hắc lân lại tựa hồ như không chút nào cảm giác như vậy nước áp đối với nàng hào không ảnh hưởng rất nhanh hai đầu cửa thú liền chiến làm một đoàn cái kia cá lớn tuy đối với hắc lân sợ như sợ cọp, một khi bị dồn đến góc tường, trốn không thể trốn, lập tức cũng nổi lên dốc sức liều mạng chi tâm, liều chết đã đấu, một bước cũng không nhường. Chỉ có điều đây hết thảy đều là phí công, chiến đấu không lâu, cá lớn liền toàn thân máu tươi đầm đìa, không địch lại mà đi, bị hắc lân đuổi theo, ôm đồm phá cá lớn tuyết trắng bụng, móc ra một khỏa cực đại nội đan, một ngụm nuốt xuống. Cái kia cá lớn lập tức cái bụng chỉ lên trời, đi đời nhà ma liễu tương đương. Tiêu Phàm thấy có chút ngẩn người. Tuy nhiên hắn biết rõ mèo thích ăn cá, nhưng ăn lớn như vậy một con cá, hãy để cho người không tưởng được. Cái này khẩu vị thật sự quá tốt. Thiên hay tiên tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, kinh ngạc nói ra thánh linh huyết mạch. Người này đầu linh sủng, thậm chí có quỷ nước chân linh hắc kỳ lân huyết mạch, hơn nữa huyết mạch còn không tính toán quá mỏng. Tại đây thế giới, loại này ẩn chứa khá nhiều thánh linh huyết mạch dòng chính hậu duệ, thật sự quá hiếm thấy nói xong, lại liếc tiêu phàm liếc, trong ánh mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng giật mình. Vị này tuổi còn trẻ tiêu y thánh, luôn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm cho người ta ra ngoài ý định. Tiêu phàm không khỏi âm thầm cảm thán. Những này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, liếc thấy ra hắc lân hắc kỳ lân huyết mạch. Trong nháy mắt, hắc lân liền về tới tiêu phàm bên người, hồi phục thành bình thường hắc miêu bộ dáng liếm liếm tiêu phàm mu bàn tay, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Tuy nhiên Hắc Lân thôn vệ qua không chỉ một khỏa cửu cấp yêu thú nội đan, thậm chí ngay thập cấp biến hóa yêu thú nội đan đều thôn vệ qua, nhưng lần này lại tựa hồ như cao hứng nhất, giống như ăn vào cái gì nhất vật chân quý. Trong cơ thể nàng đã ẩn chứa quỷ nước thánh linh tam nhãn hắc kỳ lân huyết mạch, thôn vệ trong nước yêu thú nội đan, tự nhiên tiến bổ hiệu quả tốt nhất. Hắc Lân tắt một cái giết cá lớn, lập tức tựu đem mặt khác trong nước yêu thú đều sợ tới mức chạy chối chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này tấm thủy vực cũng trở nên không khí trầm lặng đích, ngay cả con tôm nhỏ đều không thấy được một. Hắc lân liếm môi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, cũng không trở lại linh thú hoàn đi, ngay tại phía trước dẫn đường. Đã nàng trong nước ứng phó ung dung, tiêu phàm tự nhiên là cầu còn không được. Vừa mới đi về phía trước vào chưa tới một canh giờ, vốn là bình tĩnh dưới nước, bỗng nhiên trở nên ồn ào náo động bắt đầu đứng dậy, chỉ thấy từng bầy các loại trong nước yêu thú, tôm cá quy con ba ba các loại, từ trước bên cạnh chen chúc mà đến. Hắc lân không khỏi rất là hưng phấn, thân hình run lên, lại hóa thành hai ba trượng dài cự thú, chuẩn bị đại khoái cắn ăn. Ai ngờ những kia trong nước yêu thú lần này không chút nào cũng không ý kỵ nàng, như trước mất mạng loại hướng bên này vọt tới, trong đó không thiếu hung ác yêu thú, lại đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới, thậm chí đều bất chấp hắc lân uy hiếp, chỉ là theo bọn hắn bên người vừa sông mà qua, tiếp tục mất mạng loại đi phía trước chạy thục mạng mà đi. Vô luận thiên hay tiên tử có lẽ hay là tiêu phàm, thậm chí kể cả hắc lân ở bên trong, đều được coi là là kiến thức rộng rãi, vừa thấy loại tình hình này, liền lập tức cảm thấy thập phần dị thường. Những này trong nước yêu thú, tựa hồ tại tránh né một vị hung thần. Cái này hung thần đáng sợ trình độ, tại phía xa hắc lân phía trên. Cần biết vừa rồi cái kia cá lớn, đã có cửu cấp yêu thú tiêu chuẩn, vẫn nhìn thấy Hắc Lân liền quay đầu bỏ chạy, có thể thấy được Hắc Lân đối với trong nước yêu thú uy hiếp lực là bực nào cực lớn. Ai ngờ hiện tại, một đoàn yêu thú vậy mà đối với ẩn chứa Hắc Kỳ Lân huyết mạch Hắc Lân chẳng thèm ngó tới. Rất hiển nhiên, chúng sau lưng cái vị kia mới thật sự làm cho người sợ hãi. Và Lân, cẩn thận chút. Tiêu phàm nhịn không được thấp giọng phân phó một câu, đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, thần niệm chi lực cũng xa xa dò xét đi ra ngoài. Liền vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, từ đàng xa truyền đến, tung tính toán tại ngàn trượng dưới nước, cũng nghe được thật sự rõ ràng, long ngâm trong tiếng, mang theo nói không nên lời khí phách cùng vô tận uy nghiêm. Tiêu phàm bỗng nhiên nhớ tới có quan hệ thần long uyên cái kia chút ít nghe đồn. Hoác Sơn Chi bác có đại uyên, lúc có cự long qua lại, cố dùng tên Chi, là thần long uyên. Chương 1056 biến hóa giao long. Tiêu Phàm cùng Thiên Hay Tiên Tử cơ hồ đồng thời cảm nhận được vẻ này cực kỳ nguy hiểm khí tức, đều đều có chút biến sắc. Hắc Lân màu vàng trong con ngươi lại hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, theo Tiêu Phàm trong ngực một nhảy dựng lên, lần nữa hóa thân thành khổng lồ mãnh thú hình dạng, hướng về phía Long Ngâm thanh âm truyền đến địa phương, ngẩng đầu gầm lên giận dữ, xa xa truyền tới. Thiên Hay Tiên Tử kinh ngạc nói ra: giao long chi thuộc cùng quỳ thủy kỳ lân cũng không phải là tử địch, đây cũng là vì sao. Tựa hồ hắc lân đối với cái kia giao long mang theo hết sức rõ ràng phản cảm. Và không được nhiều như vậy a, à, đi mau. Bất quá lập tức, thiên hay tiên tử liền vội gấp nói ra. Tại dưới nước cùng một con thuồng luồng long phóng đúng, rất rõ ràng là cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Và lân giấu lớn, tiêu phàm lập tức mời đến hắc lân một tiếng, hai người một mèo, hướng về phải phía trước phi độn mà đi. Thiên hay thủy độn sao sao kỳ diệu dị thường, tung tính toán tại dưới nước một hai ngàn trượng sâu nơi, cũng là độn nhanh chóng kỳ khoái, tựa hồ không chút nào bị ngăn trở ngại. Nhưng so với trên không trung phi đột, tốc độ tự nhiên hay là muốn chậm hơn rất nhiều. Vừa mới thoát ra không bao xa, lại là một tiếng long ngâm, cuồn cuộn mà đến, nhưng lại so vừa rồi gần rất nhiều. Cái kia giao long, vậy mà trực tiếp đuổi theo mà đến tiêu phàm hai hàng lông mày, chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Vừa mới thông qua nước xoáy thoát khỏi huệ thiên hào dây dưa, rồi lại bị một con thuồng luồng long theo đuổi không bỏ, xem ra tiêu chân nhân vận khí, thật đúng là không thế nào đích. Nếu không phải tại dưới nước, tiêu phàm cũng tịnh không ý kỵ, đánh không lại còn có thể chạy trốn qua, chỉ cần cái kia giao long không phải 12 cấp đã ngoài biến hóa long tộc, tin tưởng có cốt điều tại, cũng chưa chắc tự đuổi đến thượng bọn hắn mà giờ khác này nhưng lại tại một hai ngàn trượng sâu dưới nước, ngẩng đầu trên lên, thì là dày đặc vô cùng thành động. Bọn hắn đang đứng ở một cái tương đối phong bế dưới nước trong huyệt động. Ngoại trừ song song tiến lên, không có cái khác lựa chọn. Mặc dù nói, tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử đô hiểu được thổ độn thuật, tiêu phàm lại không muốn bốc lên như vậy phong hiểm. Thật sự hắn thổ độn thuật cũng không cao minh, một khi thi triển đi ra, tự vô pháp cùng người giao thủ vạn nhất cái kia giao long cũng hiểu được độn thổ chi thuật, đuổi giết đi lên, thật đúng là khoanh tay chịu chết liếu tương đương. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trì hành động tự do. Chỉ tiếc tại dưới nước, mà kệ thiên hay cung thủy độn thuật cỡ nào kỳ diệu, tiêu phàm cũng còn là vừa vặn lĩnh ngộ không lâu, vô luận như thế nào đều là chạy bất quá giao long đích. Lại chạy trốn gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái càng thêm hẹp hòi dưới nước hang. Lại một tiếng long ngâm chấn vang lên. Dĩ nhiên gần trong gang tắc, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hơn 10 triệu nơi, một cái cực đại vô cùng đầu thuồng luồng hiển lộ ra đến, cùng trong truyền thuyết giao long cực kỳ tương tự, chỉ có trên đầu trường lấy màu tím đen sừng nhọn, cùng tráng lệ long giác có rõ ràng khác nhau. Đây là thuồng luồng, không phải long. Nghiêm khắc mà nói, tại cái gì hạ đẳng giới diện đều khó có khả năng có Thiên Long tồn tại. Chính thức Thiên Long, chỉ tồn tại ở Huyền Linh thượng giới cao như vậy đợi giới diện hạ đẳng giới diện cái gọi là phi long, long vương, kỳ thật đều là thuồng luồng. Ví dụ như hỏa vân thuồng luồng. Giao long mang theo thiên long huyết mạch, chỉ là huyết mạch trừng độ dày, tất cả không có cùng. Tại hạ đợi giới diện dòng sông sông rộng, biển cả viễn dương bên trong, trong nước giao long cùng có quỷ thủy kỳ lân huyết mạch thú tộc, đều là do nhưng vương giả. Cùng đại trên biển thương thiên bá chủ ngân xí đại bằng đồng giạc, đều đều cao cao tại thượng Khí phách phi phàm, cái này đầu thường luồng long nhất thấy đến hắc lân, lập tức hai mắt lộ hung quang. Tựa hồ gặp được tử địch giống nhau. Vốn là dịu dàng ngoan ngoãn hắc lân trên người cũng lộ ra một cổ thô bạo khí, hai mắt lệ khí đại thịnh, xoa tay, muốn quay người phóng đúng. Và đi, thiên hay tiên tử không chút do dự mà quát. Tiêu phàm hạo nhiên chính khí vận chuyển, mang theo thiên hay tiên tử hòa hắc lân, trực tiếp lọt vào cách đó không xa cái kia càng thêm nhỏ hẹp dưới nước trong nham động thiên hay tiên tử phán đoán không thể nghi ngờ phi thường chính xác, giao long thân hình cực kỳ khổng lồ, đủ có dài chừng 10 trượng, tại đây dạng hẹp hòi trong không gian, như thế thân thể cao lớn khả thi phát triển không mở, không ít đại uy lực thần thông đều đã bị hạn chế. Vừa tiến vào hẹp hòi dưới nước hang, tiêu phàm liền là xoay người lại, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng cái kia giao long, thần sắc chấn định tự nhiên. Và loại, giao long tại hang bên ngoài dừng lại thân thể, bỗng nhiên mở ra miệng lớn dính máu, miệng phun tiếng người, chấn đắc tiêu phàm bọn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Và ngươi linh thú lưu lại, ta liền cho tha các người đi. Nói xong, giao lòng ánh mắt thẳng tắp dừng lại tại hắc lân trên người, trong ánh mắt tràn đầy tham lam ý. Cái này giao lòng khí thức cực kỳ cường đại, chừng hóa hình trung kỳ đã ngoài tu vi, thậm chí so tiêu phàm bái kiến tất cả hóa hình trung kỳ yêu thú khí thức đều muốn càng thêm cường thịnh ba phần, Nghiêm nhiên đã muốn đạt đến tại hóa hình trung kỳ đỉnh phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào hậu kỳ cảnh giới. Cường đại như thế trong nước Long tộc, Tiêu Phàm có lẽ hay là đầu một hồi kiến thức. Bình thường yêu thú tiến vào hóa hình kỳ về sau, linh trí đã mở, cùng giai nhân loại tu sĩ thường thường không phải yêu thú địch thủ. Mang theo Thiên Long Thánh Linh huyết mạch giao long có xa so bình thường yêu thú càng cường đại hơn nhiều lắm, hóa hình trung kỳ giao long, cho dù chống lại nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này đầu giao long đối với uy hiếp của bọn hắn, chút nào cũng không tại huệ thiên hào phía dưới. Cũng không trách cái này giao long mới mở miệng liền vinh mặt hất hàm sai khiến, diễu võ dương oai, tựa hồ hắn nói ra được lời nói chính là mệnh lệnh, mặc cho ai đều muốn run sợ tuân không lầm, không có chút nào có kè mặc cả đường sống. Tiêu phàm liền ôm quyền, nhàn nhạt nói ra, vị đạo hữu này, chúng ta chỉ là lộ quá nơi đây, cũng không có cùng đạo hữu là định ý tứ, mong rằng đạo hữu đi cái thuận tiện. Và ha ha, giao long há mồm cuồng thiếu, tại đáy nước nhấc lên từng đợt sóng lớn. Và loại, người dựa vào cái gì cùng ta đàm điều kiện. Ta chỉ muốn người lưu lại linh thú, đã muốn rất cho các người mặt mũi, lại muốn rong dài lời mà nói, bản đại vương tựu đem bọn người tất cả đều nuốt vào bụng đi, một tên cũng không để lại. Các người nhân loại tu sĩ nguyên anh máu huyết, đối với chúng ta long tộc nhưng cũng là đại bổ vật. Lại là như vậy ngôn luận tiêu phàm trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ chán ghét, lãnh đạm nói, đã như vậy, cái kia cũng không sao không dám liễu tương đương. Các hạ có bổn sự này, cứ việc đi lên, tiêu mỗ phụng bồi rốt cuộc. Và rất tốt, Giao long lại ngưỡng thiên cười như điên. Và đại vương tại đây trong vực sâu tiêu diêu tử tại mấy ngàn năm, nhân loại tu sĩ nuốt qua không ít, muốn như người vậy không biết phân biệt ra hỏa, thật đúng là rất hiếm thấy. Đợi tí nữa bản đại vương sẽ đối người đặc biệt chiếu cố, không biết một ngụm tựu nuốt ngươi đích, ta sẽ từ từ hưởng dụng huyết nhục của ngươi cùng Nguyên Anh, cho ngươi tận mắt thấy bản đại vương như thế nào từng miếng từng miếng đem nhục thể của ngươi ăn tươi. Hắc hắc, hắc hắc hắc, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, như ý lôi quang tháp di động hiện ra. Và cùng với hắn liều mạng, tiêu phàm trong tay bỗng nhiên vang lên thiên hay tiên tử truyền âm thanh âm. Và chủ tu công pháp, đều không thích hợp tại dưới nước chém giết, cùng hắn liều mạng, khẳng định chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tiêu phàm trầm ngâm, không lên tiếng. Hắn biết rõ thiên hay tiên tử nói có lý, hắn tinh thông nhất tinh viêm chi lực, tại dưới nước đại được khắc chế, nếu như đối thủ đồng giá không cao, cũng là rất dễ đối phó, thủy hỏa tương khắc, cũng không cần đi quản có phải là tại dưới nước, vừa ra tay liền đem đối phương đốt thành cho bụi. Nhưng cái này giao long cùng bậc càng trên mình, tinh viêm chi lực cơ hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự vô pháp thi triển. Tiếp theo chính là lôi điện chi lực, trong nước đã bị khắc chế tuy hơi nhỏ hơn, cũng xa không bằng trên mặt đất động thủ tới thuận tiện. Duy chỉ có luyện thể thuật trong nước không bị hạn chế, cái kia cường hoành vô cùng thân thể, vô luận lúc nào đều có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Nhưng mà giao long chi thuộc thân thể cường hán cũng là nổi tiếng đích, long lân chi kiên, quan tuyệt thiên xuống. Thực tế lại là trong nước, lại càng lực lớn vô cùng. Tiêu phàm tung tính toán đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt phát huy đến mức tận cùng, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ nửa điểm thượng phong thiên hay tiên tử tiếp tục nói, người cái kia quỷ linh đem ra sử dụng kiện pháp bảo kia, giống như có chút ý tứ, là trí âm trí hàn bảo vật, nếu không, người lấy ra cho ta dùng xuống. Và, tiêu phàm rất kinh ngạc, người hiện tại tình hình này, còn có thể cùng người động thủ giao phong sao. Không đợi bọn hắn thương nghị thỏa đáng, cái kia giao long đã muốn ngẩng đầu hét lớn một tiếng, miệng hơi mở, một cổ tràn trề chi lực nhấc lên không tiếng động nước chảy, hướng bọn hắn ném mạnh mà đến trong đó một đạo nước chảy tựa như vật còn sống giống nhau giữa đường chuyển hướng hướng hắc lân biến thành mãnh thú mang tất cả mà đi tựa hồ muốn đem hắc lân bắt sống hắc lân tuy không phục lắm thịnh khí tương hướng nhưng thuộc về chỉ là một đầu cửu cấp linh thú cùng giao long cảnh giới kém khá xa không thể nào là giao long đối thủ tiêu phàm cũng là hét lớn một tiếng thân hình bỗng nhiên chướng hơn phân vung vẩy nắm tay phải một quyền đánh ra hạo nhiên chính khí cổ lay động ra lập tức hồ nước quay cuồng, đem giao long vẻ này sức lực trước mặt bị đâm cho mang tất cả trở về. Và chúc tài mọn, cũng dám bêu xấu. Giao long tựa hồ không nghĩ tới tiêu phàm pháp lực như thế hùng hậu, không khỏi hơi sững sờ, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, lộ ra nhân cách hóa vẻ khinh thường. Tiêu phàm tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải vung lên, dựa theo thiên hay thủy độn sao sao pháp quyết, thả ra một cái trong nước kết giới, đem thiên hay tiên tử cái bọc trong đó, trên người tia ánh sáng trắng nóng lánh, huyền tinh giáp di động hiện ra, hai bộ tỏa tử giáp bọc tại trên hai tay, dáng người tăng vọt đến ba bốn trượng độ cao, hai đấm đụng một cái, thân thể có chút nghiêng về phía trước, nhìn thẳng đối diện giao long, lạnh quát một tiếng. "Và a! À, và bối, chịu chết đi." Giao long ngẩng đầu gào thét, thân thể bỗng nhiên uốn éo. Chỉ thấy nước gợn cuồn cuộn, một đạo vừa thô vừa to vô cùng bóng đen, rút mạnh tới. Đúng vậy giao long cường kiện đuôi rồng. Không gian hẹp hòi, bên trái là Hắc Lân, bên phải là Thiên Hay Tiên Tử, Tiêu Phàm cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ xê dịch né tránh đường sống, hắn cũng không còn ý định né tránh, lúc này hai đấm đều xuất hiện, hung hăng đón đánh đi lên. Và mà một tiếng vang thật lớn. Chỉ nghe Tiêu Phàm kêu rên một tiếng, dưới chân bùn đất quay cuồng, thủy ba trận trận, hai chân thật sâu hãm xuống dưới đất nham thạch bên trong mấy trượng cao thân hình liên tiếp lung lay mấy cái, đúng là nửa bước không lùi. Từ luyện thành cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông về sau, lấy cứng trọi cứng, đây là tiêu phàm đầu một hồi cảm thấy cố hết sức. Bóng đen lóe lên, đuôi rồng nhanh chóng thu trở về. Và hư, nhân loại, người còn có chút y tứ. Bất quá cho rằng dựa vào cái này chính là luyện thể thuật, đã nghĩ cùng ta giao thủ, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Và đại vương tựu cho người tốt tốt biết một chút về, cái gì mới thật sự là thân thể cường hoành. Cực lớn đầu thuồng luồng ong ong kêu lên, thân thể uốn éo, dài đến hơn 10 trường khổng lồ thuồng luồng thân bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, trong khoảng khắc, tự hóa thân thành dài hơn 10 trường, thiết thép chữ L chảo, hai mắt hồng đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy bạo ngược khí, trực tiếp vọt vào trong nham động. Trường 1057 Ly Thủy Long Châu Và rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ, tiêu phàm dưới chân nhiều ra đến hai đạo thật dài hố đá. Đã đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới tiêu phàm, lại bị giao long ngạnh xanh xanh đánh lui bảy bước. Không phải từng bước một lui về phía sau, mà là hai chân hãm sâu nham thạch bên trong, bị giao long sức lực phụ giúp tại nham thạch ở phía trong lui về phía sau, đem dưới chân nham thạch trực tiếp đẩy ra hai cái thật dài đường hầm đến. Cái này giao long thân thể mạnh hoành, thần lực chi kinh người, tại phía xa tiêu phàm ngoài ý liệu liên tiếp cùng giao long liều mạng tam kích tiêu phàm chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn pháp lực nhất thời vậy mà vận lên không được cận thân chém giết đây là tối kỵ. giao long tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không cho tiêu phàm thở dốc thân hình uốn éo hô mà một tiếng đuôi rồng thẳng quét tới tiêu phàm cắn răng một cái song trưởng lần nữa đánh ra cứng đối cứng mà nghênh đón tiếp lấy và tiêu phàm cổ họng ngòn ngọt một ngụm máu tươi tuôn ra đem đi lên, thật vất vả mới nuốt trở vào, khuôn mặt lập tức biến thành đỏ thẫm sắc. "Và hắc, nhân loại, bản lãnh của ngươi không gì hơn cái này." Sao Long lạnh cười rộ lên, dương dương đắc ý. "Và đem ngươi cái kia kiện bảo vật lấy ra." Ẩn thân tại trong kết giới thiên hay tiên tử gấp vội kêu lên, ngay lập tức truyền âm chi thuật đều bất chấp dùng. Tiêu Phàm không kịp nghĩ lại, lập tức đem thần niệm chi lực tham tiến linh thú hoàn ở bên trong, cùng oán linh câu thông. Cái này cửu âm bạch cốt hoàn cơ hồ thành oán linh, vật phẩm tư nhân, mỗi ngày ôm cốt hoàn tại linh thú hoàn ở phía trong nằm ngáy o. O, một lát cũng không chịu buông tay, tiêu phàm cũng là ôm thử xem xem tâm tư cùng muội muội câu thông, ai ngờ lần này, muội muội lại cực kỳ thông tình đạt lý. Tuy nhiên vẫn còn có chút không vui vẻ, đúng là vẫn còn đem cửu âm bạch cốt hoàn giao cho tiêu phàm. Và ngươi, đỉnh càn khôn, cho ta bảo vệ thân thể. Thiên hay tiên tử lại thấp giọng quát nói và sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phàm có chút trở lại thẫn thờ. Thiên hay tiên tử đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn tại đây dưới nước thi triển nguyên thần xuất khiếu thần thông? Hơn nữa, nàng thi triển thần thông như vậy làm cái gì? Trong lúc này, lại không được phép tiêu phàm nghĩ lại, thiên hay tiên tử miệng lẩm bẩm tái nhợt vô huyết mặt truy cập tử hiện lên hai luồng diễm lệ đỏ ửng trên đỉnh đầu hắc khí mở mịt, sau một lát, ngưng tụ thành một vài thốn cao màu đen nguyên anh, hắc y váy đen dung mạo kiều diễm như hoa giống như nguyệt đẹp không sao tả xiết thiên hay tiên tử vậy mà thật sự thi triển ra nguyên thần xuất khiếu thần thông và hắc nguyên thần xuất khiếu tốt tốt không nghĩ tới người dĩ nhiên là nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên anh như vậy cứng lại bắt đầu ăn hương vị nhất định phi thường không tệ ha 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 rất tốt giao long vốn là khẽ giật mình lập tức vui mừng quá đỗi cười lên ha hả hắn tại đây trong vực sâu, mấy ngàn năm qua, tuy thôn vệ qua tốt này nhân loại tu sĩ, nhưng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng lại chưa bao giờ nhấm nháp qua. Giao long long chảo vừa nhất, huyễn hóa ra một tinh xảo tiểu long chảo, tựa như vật dụng thực tế đồng dạng dày đặc. Nhanh như thiểm điện loại hướng lên trời hay tiên tử Nguyên Anh chảo tới. Và, thiên hay tiên tử Nguyên Anh hắc mang lóe lên, bỗng nhiên thi triển ra thuấn di thuật. Đảo mắt đã đến cửu âm bạch cốt hoàn bên cạnh, giao long long chảo ôm đồm tại không trung. Màu đen nguyên anh lại lóe lên, liền tiến vào cửu âm bạch cốt hoàn bên trong, không thấy bóng dáng. Trực tiếp đem chính mình nguyên anh trốn vào một kiện bảo vật bên trong, thần thông như vậy, tiêu phàm có lẽ hay là đầu một hồi được chứng kiến. Chính hắn cũng nguyên thần xuất khiếu qua, nhưng mỗi lần đều là tiến vào, đỉnh càn khôn, nhưng mà, đỉnh càn khôn, là không gian bảo vật, trong đó có khắc động thiên, cái này cửu âm bạch cốt hoàn, nếu không phải không gian chi bảo, như vậy cũng có thể lại để cho nguyên thần tiến vào, thiên hay cung công pháp truyền thừa, thật đúng là thần bí khó lường. Và cái gì? Thiên hay tiên tử động tác này, ngay giao long đều thấy có chút hồ đồ rồi. Cái này đương lúc, tiêu phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa, cánh tay run lên, đỉnh càn khôn, bắn ra, rất nhanh xoay tròn lấy, đem thiên hay tiên tử cương ngồi thân thể thoáng cái hút vào. Tại đây một hai ngàn trượng dưới nước ở chỗ sâu trong, chỉ có, đỉnh càn khôn, như vậy không gian chi bảo, mới có thể năng lực hộ đắc thiên hay tiên tử thân thể chu toàn. Thiên hay tiên tử nguyên thần vừa tiến vào cửu âm bạch cốt hoàn, tiêu phàm liền lắp bắp kinh hãi, vậy mà mất đi tin tức của nàng, rốt cuộc cảm ứng không đến liễu tương đương. Tiêu phàm tuy nhiên chưa bao giờ được chứng kiến nguyên thần trực tiếp tiến vào bảo vật, nhưng cũng biết rất đa bảo vật bên trong tự thành không gian, nguyên thần một khi tiến vào, vô cùng có khả năng bị bảo vật giam cầm. Huống chi, cái này cửu âm bạch cốt hoàn vốn cũng không phải là thoi ma giới bảo vật, mà là thiên minh tử đợi thất giả giới tu sĩ tàn hồn phảng phất chế ra đích, quỷ đạo bảo vật lại càng kỳ quỷ khó lường. Nhưng là sau một khắc, cửu âm bạch cốt hoàn thì có biến hóa. Vài tấc lớn nhỏ cốt hoàn, dần dần lớn lên, một cổ khí thức quỷ dị, theo cửu âm bạch cốt hoàn bên trong thấu đi ra. Và, thuồng luồng long lập tức cảm nhận được loại này không giống người thường khí thức, ngưỡng thiên giống to một tiếng, thân thể run lên, trên cổ hơn 10 miếng xanh đầm địa lân phiến bỗng nhiên chóc ra, hóa thành một thanh chuôi phi đao miệng lưới thượng lam sáng lóng lánh gào thét lên hướng cửu âm bạch cốt hoàn nhanh chém mà đến tiêu phàm bật hơi thanh âm một quyền về phía trước đảo ra kình phong gào thét nước gợn cuồn cuộn cái này uy mãnh vô luân một quyền lại đập vào không trung long lân biến thành phi đao một hồi vặn vẹo vậy mà đối với tiêu phàm công kích nhìn như không thấy theo quyền phong sóng nước trong khe hở ghé qua đi qua không có chút nào chịu ảnh hưởng những này long lân không hề nghi ngờ là dao long bổn mạng lân phiến kiên hơn kim thiết biến hóa tùy tâm và vụt vụt hơn 10 thanh âm giòn vang phi đao liên tiếp không ngừng mà chém tại cốt hoàn phía trên mỗi một đao chém xuống đều ở cốt hoàn thượng lưu lại dấu vết thật sâu trong đó một đao thậm chí thiếu chút nữa đem cốt hoàn từ đó cắt vì hai đoạn bổn mạng long lân cứng cỏi thật sự là không thể tưởng tượng giao long thấy thế hắc hắc cười lạnh một tiếng cái cổ run run phi đao lập tức lại hóa thành xanh đầm đìa lân phiến, phi tốc bắn trở về, xếp thành nửa vòng tròn hình, tại hắn đầu chịu không được lóng lánh, tùy thời chuẩn bị tiến hành lần thứ hai công kích. Ai ngờ sau một khắc, những kia bị phi đao chém ra tới dấu vết, liền bắt đầu biến mất, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong chốc lát tự khôi phục như lúc ban đầu, ngay nửa đạo thiển ngấn cũng nhìn không ra. Cùng lúc đó, cốt hoàn vẫn còn tiếp tục lớn lên, đường kính đã muốn vượt qua ba thước, khớp xương cùng cắn hợp nơi đầu rồng, vòi nước đuôi rồng thấy nhất thanh nhị sở. Và có lần này lý, thuồng luồng long nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một khỏa nắm đấm lớn loại nhỏ tiểu nhân ban đêm minh châu bắn ra. Tại hắn đỉnh đầu tỏa sáng ra vạn trượng vầng sáng, cả dưới nước hang độ ấm gấp gáp giảm xuống. Ngay nước chảy cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, lại sau một khắc. Rất có thể tựu sẽ lập tức ngưng kết thành băng. Và Thủy Long Châu tiêu phàm nhẹ nhàng hút miệng lương khí, chấn định trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Điền tịch ghi lại, một ít trong nước đẳng cấp cao yêu thú, đều có thể tu luyện ra độc hữu chính là bổn mạng pháp bảo, trong đó nổi danh nhất đúng là ly bọt nước, mà ly bọt nước chỉ có giao long chi thuộc mới có thể năng lực tu luyện được đi ra, cho nên được xưng là ly thủy long châu. Loại này ly thủy long châu chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa đối với bất luận cái gì tu luyện thủy thuộc tính công pháp mọi người là trí bảo, có thể cho luyện hóa ly thủy long châu người có được giao long giống nhau thủy thuộc tính thần thông. Ly thủy long châu trong nước vầng sáng lòe lòe, 12 tấm bổn mạng long lân tại long châu bên ngoài chỉnh tề làm thành một vòng, hóa thành 12 chuôi phi đao, miệng lưỡi trở nên xanh đầm đìa đích, lóng lánh lấy xâm nghiêm khí tức. Và, dao long chố mắt giống to, ly bọt nước từ từ đi lên, mang theo 12 chuôi phi đao, không ngừng xoay tròn lấy, tựa như một cái cự đại đao luân, đi tới cửu âm bạch cốt hoàn trên không. Và, sao long lại là gầm lên giận dữ. Ly thủy long châu cùng 12 chuôi phi đao quang hoa đại phóng, lập tức mấy chục trên trăm đạo ánh đao phi chém mà xuống. Một hồi nóng nảy vô cùng giao kích chi tiếng vang lên. Tại mưa to gió lớn loại phi đao công kích phía dưới, cửu âm bạch cốt hoàn mặt ngoài xuất hiện lần nữa buồn thiêu vết thương, gồ ghề, nhìn thấy mà giật mình. Cứ việc mỗi một lần phi đao chém qua về sau cốt hoàn đều có thể rất nhanh mình chữa trị, nhưng ly bọt nước thượng bắn ra phi đao vô cùng vô tận, cốt hoàn như vậy chỉ thủ chớ không tấn công. Cho dù mình năng lực chữa trị cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn sẽ bị bị phá hủy. Và người, mau giúp ta. Một bên hắc lân thấy lòng tràn đầy lo nghĩ, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Và sao? Tiêu phàm vội vàng hỏi. Và có thể đối phó cái này ly bọt nước, nhưng ta cảnh giới không đủ, không phải cái kia thường luồng hung ác đối thủ, ta cần mượn lực. Hắc lân nóng nảy nói. Và lực, và a hát, nếu đợi hắn hủy cốt hoàn, tiên tử tỷ tỷ thì phiền toái. Thấy tiêu phàm vẫn còn do dự, hắc lân gấp đến độ thẳng ồn ào, thân thể nhoáng một cái, đã đến trước mặt của hắn. Và đem bả pháp lực của ngươi độ cho ta. Mắt thấy ly bọt nước vầng sáng lóng lánh, lập tức vừa muốn phát động lại một luân phiên công kích, tiêu phàm cũng bất chấp nghĩ lại, bàn tay duỗi ra, tự dán tại hắc lân sống trên lưng, hạo nhiên chính khí cổ lay động ra, liên tục không ngừng mà đưa vào hắc lân trong cơ thể. Hắc lân là bổn mạng của hắn linh sủng, mấy chục năm gian, ngày đêm làm bạn, không có dây lát, chốc lát chia lìa, đối với hắc lân hết thảy, tiêu phàm đều rõ như lòng bàn tay, thuộc đến không thể lại thuộc. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, hãy để cho tiêu phàm trợn mắt há hốc mồm. Theo hạo nhiên chính khí đưa vào, hắc lân thân hình chẳng những không có thành lớn, ngược lại đang bay nhanh thu nhỏ lại. Và, màu đen mãnh thú tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành đích, là một gã thân mặc hắc y, phong độ tư thái hiểu điệu, xinh đẹp đầy đặn vũ ngụy thiếu nữ, cùng hắc lân ngày bình thường huyễn hóa ra đến thiếu nữ giống như đúc, chỉ có điều người này đầy đặn thiếu nữ có chân nhân chiều cao, nhìn về phía trên so huyễn hóa ra đến thiếu nữ càng thêm rất thật, thanh xuân kiều diễm khí tức, đập vào mặt. Bất quá tiêu phàm vẫn có thể đủ nhìn ra được, người này thiếu nữ như cũ là biến ảo mà thành đích, cũng không phải chân tránh thân thể nhưng này tia hào cũng không ảnh hưởng Hắc Lân sức chiến đấu. Có tiêu phàm hạo nhiên chính khí rót vào, Hắc Lân nhanh chóng đột phá kim đan hậu kỳ gông cùng xiềng xích, lập tức bước vào nguyên anh cảnh giới, cái chán một hồi tia sáng trắng lập lè, một dựng thẳng mục dần dần di động hiện ra, mãnh liệt mở ra đến, một đạo đen nhánh vầng sáng bắn ra, trực tiếp bắn vào ly bọt nước huyễn hóa ra vô hạn đao phong bên trong. Và... Một tiếng thật dài liệt bạch loại tiếng vang bỗng nhiên vang vọng cả dưới nước hang chỉ thấy đen nhánh vầng sáng lướt qua, đầy trời ánh đao tựa như thủy tuyết gặp kiêu dương, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, ly thủy long châu vầng sáng so sánh với lúc trước thậm chí ảm đạm rồi vài phần. Và mắt ánh sáng. Và hả, rất tốt rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm, thật sự có quỷ thủy kỳ lân huyết mạch. Giao long thấy thế không giận phản hỉ, ha ha phá lên cười. Thừa cơ hội này, cử âm bạch cốt hoàn lại bắt đầu rất nhanh chữa trị, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, cứ việc đao phong như mưa mà hạ, cái này cốt hoàn lại lại trường lớn thêm không ít, đã có 5-6 xích lớn nhỏ, tựa hồ chút nào cũng không có đã bị ly nước phi đao ảnh hưởng, luôn dùng một loại cố định không thay đổi tốc độ tại không ngừng lớn lên. chương 1058 cốt long diệt địch Và, và giải quyết các người những này người đáng ghét loại tu sĩ nói sau, không sợ cái này tiểu chút chít trốn trời cao đi. Thấy cửu âm bạch cốt hoàn biến hóa, thuồng luồng long thần sắc lại là lạnh lẽo, lầm bầm lầu bầu loại nói ra. Và, miệng rộng mở ra, một đạo lạnh như băng hơi thở của rồng mãnh liệt phun tới, trực tiếp rót vào ly thủy long châu bên trong. Nguyên vốn đã ảm đạm rồi vài phần long châu lần nữa quang hoa đại thịnh, 12 tấm long lân hướng chính giữa co rụt lại, ẩn vào đến long châu phát ra nhấp nháy vầng sáng bên trong. Một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, tự long châu bên trong bắn ra ra. Một đạo mắt thường có thể thấy được lợi kiếm hư ảnh, tại Long Châu vầng sáng trung tâm khu vực dần dần thành hình, càng ngày càng là sáng ngời, vẻ này cực kỳ nguy hiểm khủng bố khí tức, chính là từ nơi này chui cự kiếm bên trong tán phát ra đích. Hắn huy áp nặng, thậm chí không tại huệ thiên hào hạo thần mặt trời lui phía dưới. Trong nước, giao long sức chiến đấu bản có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Cái này giao long tuy chưa đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới, lại thẳng truy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy năng. Chuôi này lợi kiếm càng lúc càng lớn, dần dần dài đến ba trượng đã ngoài ly bọt nước vầng sáng một chút ảm đạm xuống dưới mỗi ảm đạm một phần cự kiếm thượng vầng sáng liền trói mắt trói mắt một phần tựa hồ ly bọt nước trung ẩn chứa năng lượng đang tại một chút mà chuyển rời đến cự kiếm bên trong hơn nữa cự kiếm cũng do hư phản thực đang tại do hư ảnh biến thành thật thể và người phải ngăn cản hắn hắc lân lo nghĩ kêu lên và biết rõ nhưng là tiêu phàm do dự bắt đầu đứng dậy và quan hệ ta nhận được ở. Hắc lân hiển nhiên minh bạch tiêu phàm do dự, là đang lo lắng thân thể của nàng không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại. Tiêu phàm cắn răng một cái, hạo nhiên chính khí mãnh liệt ra. Như vỡ đê hồng thủy giống nhau, mãnh liệt dũng mãnh vào đến hắc lân trong cơ thể. Hắc lân toàn thân chấn động, lại một đạo đen nhánh cột sáng theo cái chán dựng thẳng trong mắt bắn ra ra, hướng cự kiếm kích bắn đi. Cự kiếm tựa hồ có linh tính giống nhau, nhẹ nhàng run lên, có chút sơ lên, bỗng nhiên một kiếm chém xuống dưới. Cổ lực lượng ở giữa không trung đụng vào nhau, lập tức ô quang bắn ra bốn phía, thực mắt ánh sáng ngạnh xanh xanh đem cự kiếm nắm tại không trung, lệnh cự kiếm khó có thể rơi đem xuống. Trong lúc nhất thời, tạo thành rằng co trạng thái. Và hắc chính là một đầu kim đan kỳ linh thú, đã nghĩ cùng bản đại vương đọ sức. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Giao Long nhìn xa xa đây hết thảy, rất khinh thường mà hừ một tiếng. Tuy nhiên Hắc Lân theo tiêu phàm chỗ đó mượn lực, khiến nó có chút kinh ngạc, nhưng loại này kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì. Tóm lại hai người kia loại tu sĩ nhất định sẽ được giải quyết, này đầu có quỷ nước Hắc Kỳ Lân huyết mạch linh thú nhất định sẽ thành vì chính mình tiến bổ mỹ thực, nói không chừng có thể mượn lần này nhất cử đột phá hậu kỳ bình cảnh, đạt đến tại chính thức đại thành cảnh giới. Cho dù Hắc Lân mượn lực, cho mượn lực loại người cũng không quá đáng là chính là nhân loại nguyên anh sơ kỳ cảnh giới mà thôi, hai người hợp lực cũng xa không phải mình đối thủ. Quả nhiên, chỉ là sau một lát, thực mắt ánh sáng liền bắt đầu ảm đạm xuống dưới, trở nên lung lay sắp đổ. Cứng như vậy đụng cứng rắn, ngạch đối kháng, không có chút nào mưu lợi chỗ. Dùng tiêu phàm pháp lực hùng hậu, bản không đến mức như thế trang tế, nhưng hắc lân mượn lực. Dù sao không phải mình tu luyện ra đến pháp lực, trong lúc này khác nhau thật lớn. Và gì đó, bản đại vương tựu cho người chính thức biết một chút về Long Châu uy lực, người tự ngoan ngoãn đầu hàng đi. Giao Long cười lạnh một tiếng, lại là một đạo hùng hậu chân nguyên phun nhập Long Châu bên trong. Lập tức cự kiếm vầng sáng trói mắt, run lên thân hình, vốn đã phi thường ảm đạm thực mắt ánh sáng, rốt cuộc triệt để sụp đổ, hóa thành điểm một chút mảnh nhỏ, tiêu tán ở vô hình. Lại không cái gì trở ngại, cử kiếm cực kỳ thoải mái mà ngao một tiếng, Sơ lên cao cao, mãnh liệt hướng tiêu phàm nhanh bổ mà xuống. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, như ý lôi quang tháp bắn ra, toàn thân lôi lóng lánh, hướng cự kiếm đón đánh đi lên. Và châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Giao long hừ lạnh một tiếng, thần xác càng thêm khinh thường. Liền vào lúc này, một tiếng trầm thấp kéo dài long ngâm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tuy nhiên không bằng giao long phát ra long ngâm thanh âm như vậy uy mãnh khí phách, lại càng thêm kéo dài, mang theo vô tận tang thương ý. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố trí âm trí hàn khí tức, phóng lên trời. Và là cái gì? Giao Long lắp bắp kinh hãi, bất chấp nhìn tiêu phàm, ánh mắt lập tức hướng Long Châu phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy cửu âm bạch cốt hoàn đã muốn không thấy, một đầu dài hơn 10 trượng cực lớn cốt Long, bỗng nhiên hiện thân ra, trắng hiếu cốt miệng ngửa đầu ngao, thật dài Long thân uốn éo, cốt chảo kim miệng rộng mở ra, mãnh liệt hướng lên phương cách đó không xa ly thủy Long Châu đánh tới. Và gan, Giao Long hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn, lập tức quá sợ hãi, thật dài đuôi rồng bãi xuống, cực đại thân hình giống như mũi tên, dương nhanh múa vuốt, hướng Cốt Long Phi bắn mà đến. Ly Thủy Long Châu là bổn mạng của nó pháp bảo, một khi bị đoạt, thập thành sức chiến đấu đảo mắt cũng chỉ còn lại có 5 6 thành liếu tương đương. Cái này Giao Long cũng là vô cùng nắm đại, thấy đối thủ không phải tổn thương tức yếu, lại là tại một hai ngàn trượng nước sâu nơi, trong nội tâm sớm đã mất cảnh giác. Nếu là cùng mặt khác lực lượng ngang nhau đối thủ giao phong, quả quyết sẽ không để cho ly bọt nước rời đi chính mình quá xa. Chỉ có điều thiên hay tiên tử tuy thân chịu trọng thương, nhưng thân kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm chi phong phú, nếu không phải cái này thâm cư đáy nước giao long có thể so sánh đích. Sớm đã đoán chắc cái này khâu, xuất kỳ bất ý, đánh cho giao long trở tay không kịp. Vào ô, Cốt Long mở ra miệng rộng, một ngụm đem giữa không trung ly thủy long châu cắn chính hướng tiêu phàm nhanh bổ mà ở dưới cự kiếm lập tức gào thét một tiếng, chưa bổ tới như ý lôi quang tháp, ngay tại nửa đường chi trung biến thành từng mảnh long lân, bay múa lấy hướng giao long kích bắn đi. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, tiêu phàm cái đó rích cần bỏ lỡ, lúc này một tiếng quát nhẹ, đỉnh càn khôn, bắn ra, cái kia 12 tấm long lân tuy sớm đã thông linh, là giao long bổn mạng lân phiến, làm gì được đỉnh càn khôn, nhưng lại nam châu đại lục nhất đẳng trí bảo, trừ màu đỏ hỗn độn nước xoáy chỗ đến chỗ, lòng lân ngay nửa phần dãy rụa đều không có, đều đều bị đỉnh càn khôn thu đi vào. Trong nháy mắt, giao long ngay mất hai kiện dị bảo, lập tức lửa giận công tâm, gào thét như sấm, vung vẩy cự trảo, hướng cốt long thẳng đánh đi qua. Bồn mạng lân phiến tuy quan trọng hơn, nhưng vẫn là xa không bằng ly thủy long châu trọng yếu. Việc cấp bách là lập tức theo cốt long trong miệng đem ly bọt nước đoạt lại. Cốt Long lại ngửa đầu, aho, một tiếng, chỉ thấy một cổ màu xanh ra trời, nước chảy tự trên người của nó chảy qua, nơi đi qua, huyết nhục sống lại thành từng mảnh xanh đầm đìa Long Lân sinh dài ra, trong khoảnh khắc tự biến thành một đầu sinh động giao Long, chỉ có điều cái kia huyết nhục Long Lân đều là biến ảo mà thành, cũng không chân thực, làm cho là như thế, Cốt Long khí tức đã ở lập tức phóng đại, thoáng cái do nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn đột phá đến nguyên anh trung kỳ, không có chút nào dừng lại dấu hiệu, một đường chạy như điên khoảng cách lại đột phá trung kỳ gông cùng xiềng xích, tốc hành hậu kỳ cảnh giới, vậy mà lân át giao long khí tức. Và, cốt long cự chảo thò ra, chỉ thấy long lân bay múa, máu tươi vẩy ra, đúng là không tốn sức chút nào ngay tại giao long bên cạnh thân cầm ra một đạo vết máu thật sâu. Vốn là ly thủy long châu chưa luyện hóa, tuyệt không dễ dàng bị người sử dụng. Cái này cửu âm bạch cốt hoàn không biết chủ thể có phải là dùng giao long hài cốt luyện thành, rõ ràng có thể viễn hóa ra hình rồng, Đơn giản liền chuyển hóa ly thủy long châu lực lượng. Cái kia giao long mất long châu, lại đã đánh mất bổn mạng long lân, khí tức đại suy, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, lần này tiêu so sánh phía dưới, dĩ nhiên không phải cốt long đối thủ. Giao long coi như là xem thời cơ quá nhanh, mắt thấy trong khoảnh khắc mạnh yếu nghịch chuyển, cứ việc trong nội tâm phẫn nộ không thôi, thực sự tin tưởng, tiếp tục dây dưa xuống dưới, chỉ sợ có lo lắng tính mạng. Lập tức cũng bất chấp phản kích, cực đại thân hình uốn éo đuôi rồng hung hăng quất tới, tự muốn nhân cơ hội cướp đường mà chạy. Và suy nghĩ chạy, đã muộn. Cốt long miệng phun tiếng người, lạnh như băng đích, đúng vậy thiên hay tiên tử không mang theo chút nào cảm tình thanh âm. Cốt long ngẩng đầu ngao, mở ra miệng rộng, một ngụm tựu cắn dao long rút tới đuôi rồng. Lại là, răng rắc, một tiếng, máu tươi vẩy ra, cực đại đuôi rồng thiếu chút nữa bị cốt long một ngụm cắn đem xuống. Giao long thân thể cường hoành là nổi danh, lòng lần gần cốt đều cứng rắn vô cùng, tầm thường bảo vật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự tổn thương không đến hắn mảy may. Bất đắc dĩ cái này cốt long cắn nuốt ly thủy long châu, lập tức tự trở nên cùng giao long cùng loại đồng nguyên, không tốn sức chút nào liền phá vỡ hắn thân thể lực phòng ngự. Giao long mắt thấy khó có thể đào thoát, cũng khơi dậy hung tàn ý, phẫn nộ mà gào thét một tiếng, quay người cùng cốt long liều chết dây dưa, đấu làm một đoàn. Tiêu phàm hét lớn một tiếng, toàn thân khớp xương bít bít, rung động, thân thể lần nữa tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành cao hơn 10 trượng cự nhân, dưới chân phát ra ù ù rung động lắc lư thanh âm, đi nhanh về phía trước bước đi, vung vẩy một đôi thiết quyền, gia nhập chiến đoàn. Hắc Lân lại càng hóa thân ba trượng cao mãnh thú, cũng xông đem đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này dưới nước trong nham động tiếng hô như sấm, nước chảy bắt đầu khởi động, bùn cắt quay cuồng, máu tươi không ngừng vẩy ra, đáng đánh không náo nhiệt. Ước chừng gần nửa canh giờ đi qua, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền ra một mảnh huyết dâng lên động quay cuồng không ngừng dưới nước hang dần dần lại khôi phục bình tĩnh hắc lân theo thuồng luồng long tuyết bạch dưới bụng chui ra trong miệng hàm chứa một quả màu đỏ sậm viên châu ước chừng nắm đấm lớn nhỏ mùi tanh sông vào mũi hắc lân ngửa đầu một ngụm nuốt xuống liếm liếm bờ môi hình cầu mèo trên mặt lộ ra nhân cách hóa dáng tươi cười tựa hồ cực kỳ thư thích thích ý Giao Long muốn đem nàng quỳ thủy kỳ lân huyết mạch trở thành đại bổ linh dược, không muốn cuối cùng nhất lại bị nàng nuốt lấy nội đan. Viên nội đan này chi chân quý, là mọi, khác yêu đan cũng khó khăn dùng bằng được đích. Thiên Long cùng quỳ thủy kỳ lân tuy không là sinh tử đại địch, nhưng lẫn nhau đều thuộc về trong nước phương tộc, hắn trong huyết mạch đan tự nhiên đều có được không thể tưởng tượng nổi thần hiệu. Hắc lân cũng là không chút khách khí, liền đem nội đan nuốt xuống. Tiêu phảm ống tay áo run lên, trung thực không khách khí, đem dao long thân thể khổng lồ thu vào đỉnh càn khôn dấu lớn cốt long miệng hơi mở aho một tiếng đem cái kia khỏa xanh đầm điền ly thủy long châu phun ra giao cho tiêu phàm trong tay tiêu phàm cẩn thận đánh giá cái này khỏa ly thủy long châu hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng nói ra nếu để cho hắc lân luyện hóa cái khỏa hạt châu này chẳng phải là lập tức có thể tiến dai đến nguyên anh kỳ tiêu chuẩn cốt long miệng phun tiếng người lạnh lùng nói ra, viên nội đan kia đã đầy đủ nàng tiến dai sử dụng, một lần nữa cho nàng nuốt vào ly bọt nước, thuần túy lãng phí, ba năm vài thập niên trong, hoàn toàn luyện hóa bất động. Đến lúc đó, ly bọt nước linh tính cũng thất lạc đắc không sai biệt lắm. Cũng là người chính mình nuốt mất a. trong cơ thể người cất giấu cực phẩm thủy linh căn, luyện hóa cái này khỏa ly bọt nước, nên vậy rất dễ dàng. Luyện hóa về sau, cơ hồ tất cả thủy thuộc tính công pháp, người đều có thể luyện tập vô luận bao sâu thủy vực, cũng đều có thể đi. Và một điểm, rất trọng yếu. chương 1059 Uông Dương Cự Thấm Thiên hay tiên tử thoại ngữ lạnh như băng đích, nghiễm nhiên mang theo một điểm thuyết giáo hương vị. Nàng là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, tiêu phàm bất quá là vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trên danh nghĩa là ngang hàng luận giao, nhưng đa số người cũng sẽ không như thế nhận đồng đích. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ không hề nghi ngờ là Nguyên Anh tu sĩ bên trong đặc biệt nhất một đám người. Bởi vì chỉ cần bước ra cái kia một bước cuối cùng, tiến vào ngộ linh kỳ, trên lý luận đã có vô cùng vô tận thọ nguyên, là vĩnh sinh đại đạo mở hàng. Tiêu phàm không có như thế nào do dự, há miệng, liền đem cái kia khỏa ly thủy long châu nuốt vào bụng đi. Dưới mắt thật sự không phải nói chuyện lúc khách khí. Thiên hay tiên tử trọng thương, hắc lân cùng bậc quá thấp, thổ ma ngẫu, cốt điều, Lương sát con bọ ngựa đợi đòn sát thủ không thể giúp bao nhiêu bề bộn. Tại đây hung hiểm khó lường dưới nước ở chỗ sâu trong, thật không biết còn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ hắn. Một đầu cấp 11 giao long cũng đã làm cho bọn họ đem hết toàn lực để đối phó, thậm chí ngay nguyên thần xuất khiếu phụ thể bảo vật như vậy nghịch thiên thần thông đều thi triển đi ra. Vạn nhất gặp mặt đến sau so cái này giao long lợi hại hơn trong nước yêu thú, lại thế nào xử lý? Việc cấp bách, chính là muốn lập tức tăng lên tiêu phàm trong nước sức chiến đấu. Hắn là duy nhất cậy vào liễu tương đương. Cái này khỏa ly thủy Long Châu đã có công hiệu thần kỳ như vậy, tự nhiên là càng sớm luyện hóa càng tốt. Cắn nuốt dao long nội đan hắc lân rất nhanh tự xuất hiện thích ngủ, bệnh trạng, lập tức chui vào linh thú hoàn, nằm ngáy o. O, đi, đây thật ra là linh thú sắp lần nữa tiến giai điểm báo trước. Hắc lân rốt cuộc có thể không thuận lợi tiến giai thành thập cấp linh thú, đều xem cái này khỏa giao long nội đan luyện hóa tình huống như thế nào. Tiêu phàm tự nhiên trong nội tâm vui mừng. Nhưng thiên hay tiên tử tình hình không chút nào cũng không lạc quan. Tiêu phàm đem thiên hay tiên tử thân thể cẩn thận từng ly từng tí mà theo, đỉnh càn khôn, trong lấy ra, cốt long đỉnh đầu hắc khí lượn lờ, thiên hay tiên tử nguyên anh hiện thân ra. liền lập tức nhập vào thân tại nhục thể của mình phía trên. Tiêu phàm rõ ràng cảm giác được thiên hay tiên tử khí thức giảm nhiều, trực tiếp từ hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn ngã rơi xuống sơ kỳ cảnh giới. Sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay dịch dung thuật cũng khó khăn dùng tiếp tục duy trì. Lộ ra nàng kiều mị tuyệt luân hình dáng. Còn không chỉ như thế. Tiêu phàm ngón tay một khoác lên nàng mạch trên cổ tay, lông mày lập tức chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Thiên hay tiên tử chân nguyên trong cơ thể pháp lực, loạn làm một đoàn, mạch đập cực kỳ hỗn loạn, một cổ trí âm chí hàn khí khắp nơi tán loạn, hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí ngay nguyên thần đều có chút bất an. Rất hiển nhiên, đây là nguyên thần phụ thể cửu âm bạch cốt hoàn, cưỡng ép hiếp kích phát cái này trí âm chi bảo di chứng. Mặc dù chỉ là một kiện có khuyết điểm nhỏ nhặt phỏng chế thông huyền linh bảo, uy lực thậm chí còn so ra kém chính phẩm thiên âm bạch cốt hoàn một hai phần mười, nhưng dù sao đã muốn mang theo thông huyền linh bảo đặc tính, đối với tu sĩ thần hồn thương tổn là tất nhiên đích. Thiên hay tiên tử nguyên thần xuất khiếu trước, Khẳng định đối với loại tình hình này có dự đoán, chỉ là tình huống khẩn cấp, bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Như nếu không, đoàn người đều trở thành dao long bụng trung Mỹ món ăn. Tiêu phàm không chút do dự, tay trái nam ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh ra. Lập tức phong bế thiên hay tiên tử toàn thân 36 nơi đại huyệt. Thiên hay tiên tử lẳng lặng đứng, tùy ý hắn làm. Đối với tiêu phàm nhân phẩm, nàng đã hoàn toàn tán thành mặc dù nói giang hồ hiểm ác, bề ngoài chính trực. Bên trong âm hiểm độc ác tiểu nhân diễn ra vô số kể, thiên hay tiên tử vẫn tin tưởng phán đoán của mình. 36 nơi đại huyệt vừa được phong bế, thiên hay tiên tử thật dài thở phào một cái. Lập tức đã cảm thấy đắc mí mắt trầm trọng, vậy mà tựa ở tiêu phàm trong lồng ngực. Lâm vào trong mê ngủ. Tiêu phàm thủ đoạn ôm nàng mềm mại thân hình, thủ đoạn nhất quyết. Vận khởi thủy độn thuật, một đường bổ sóng chảm biển, về phía trước phi độn mà đi. Mấy chục ngày sau, mặt nước, hoác suy, một tiếng, tiêu phàm ôm thiên hay tiên tử, theo trong nước bắn ra, thẳng lên mây xanh. Đáy nước những ngày này, hắn một bên luyện hóa ly thủy Long Châu, một bên trong nước cẩn thận đi về phía trước, trên đường đi không ngừng có hung mãnh trong nước yêu thú muốn đánh chủ ý của bọn hắn, tiêu phàm không thiếu được đại khai sát giới. Đem những này tham lam hung tản yêu thú chém giết không còn, cũng là thu thập đến không ít quý hiếm nước thú tài liệu. Mấy chục ngày đi qua, lì bọt nước rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên luyện hóa, tiêu phàm liền là rời đi đáy nước, đi tới giữa không trung, phóng nhãn trông về phía xa, tốt một mảnh uông dương cự thấm. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, vậy mà cũng nhìn không tới cái này một mảnh lũ lụt cuối cùng, loáng thoáng tại tây bắc phương hướng hơn nhìn dặm bên ngoài, nhìn thấy một tòa không lớn đảo nhỏ. Nhìn thấy cái này hòn đảo nhỏ, tiêu phàm tự nhiên đại hỉ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, cấp tốc hướng tây bắc phương vào tới. Dùng hắn hiện tại độn nhanh chóng, hơn nhìn dặm lộ trình tự nhiên là một lát tức đến. Cái này hòn đảo nhỏ kích thước không lớn, phạm vi bất quá hơn 10 dặm, đảo ở bên trên ngược lại xanh um tươi tốt, sinh trưởng lấy một ít kỳ quái cỏ cây, vậy mà đa số đều là tiêu phàm trước kia chưa từng thấy qua đích, xem ra tại trải qua cái kia đáy nước nước xoáy thời điểm, bởi vì không gian chấn động nguyên nhân, bọn hắn đi tới chỗ thật xa, tuyệt đối không tại Hoắc Sơn quốc phụ cận. Nếu không, không có khả năng đại bộ phận thảo mục tiêu phàm đều nhận không ra. Khó trách cái kia đáy nước không gian chấn động chi lực tuy nhiên không coi là nhiều cường, bọn hắn thông qua nước xoáy thời gian lại cũng không đoạn. Cái kia tấm nước xoáy, trên thực tế cũng có thể xem là một chỗ không gian thông đạo, chỉ là rất bất quy tắc, không có không gian bảo vật hộ thân lời mà nói, tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng bị không gian chi lực xé thành phấn thân toái cốt. Tiêu Phàm tại dưới đảo nhỏ đã nhận ra cực kỳ yếu ớt linh lực chấn động, rất hiển nhiên cái này dưới đảo nhỏ bên cạnh ẩn chứa một đầu linh mạch, chỉ là phẩm chất thật sự thấp kém vô cùng, gần kề chỉ thích hợp đệ tử cấp thấp tu luyện, kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ cũng đã không thích hợp liếu tương đương. Tượng hắn như vậy nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ mấy cái thổ nạp trong lúc đó có thể đem dưới đảo này linh khí hấp thu không còn. Cũng may Tiêu Phàm không thèm để ý cái này, hắn có đại lượng đẳng cấp cao linh thạch nhưng cung cấp sử dụng còn có đại lượng bổ sung pháp lực thể lực đan dược. Từ đã trải qua thế giới dưới lòng đất cái kia một ngàn cấp bậc thang về sau, tiêu phàm luyện chế ra một nhóm lớn bổ sung pháp lực thể lực đan dược, tùy thân mang theo, dùng phòng ngừa vạn nhất. Bất quá tại đây trên đảo nhỏ nghỉ chân một chút, thoảng qua nghỉ ngơi mấy ngày, điều trị thoáng một tí cũng là tốt. Như vậy trong nước hoang đảo, tự nhiên không có gì lợi hại yêu thú chiếm giữ, chỉ có một chút đê đẳng nhất ra yêu thú, không đáng giá nhắc tới, tiêu phàm cũng chẳng muốn đi thanh lý chúng, ngay tại một chỗ trong sơn động khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp điều tức, đem luyện hóa ly bọt nước năng lượng triệt để làm theo, dẫn vào chính mình ngạch đan điền khí hải cùng các nơi trong kinh mạch. Chẳng những đối với thủy thuộc tính công pháp rất có lĩnh ngộ, pháp lực cũng rõ ràng so lúc trước muốn càng thêm hùng hậu ba phần. Cái này ly thủy long châu, không hổ là giao long tu luyện bổn mạng bảo vật, hiệu dụng phi phàm. Mấy ngày sau, tiêu phàm từ lúc ngồi trong sơn động phi độn ra, dưới chân dẫm phải một con thuyền bạch ngọc tàu cao tốc, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Cái này chiếc bạch ngọc tàu cao tốc là thanh phu nhân cùng tiêu phàm trao đổi trùng vương di thuế lúc thuận tiện đưa cho hắn tặng phẩm, nhưng cũng là rất không tệ một kiện phi hành pháp bảo. Tuy nhiên độn nhanh chóng không phải quá nhanh, cũng không có bao nhiêu phòng hộ năng lực, lại có thể thay đi bộ, chỉ cần dùng linh thạch khu động là được, có thể vì chính mình tiết kiệm không ít pháp lực, là đường dài phi hành chuẩn bị vật. Tiêu phàm chủ yếu là đem thiên hay tiên tử an trí tại tàu cao tốc trong khoang ngồi xuống điều tức, chậm rãi trị liệu thương thế. Tại đây dạng một mảnh minh mông uông dương phía trên, không có bất kỳ tham chiếu vật, tiêu phàm hoàn toàn không có biện pháp xác định chính mình vị trí chuẩn xác vị trí, chỉ có thể dựa vào quẻ tượng chỉ dẫn hướng tây bắc phương hướng mà đi. Từ đêm, thiên nhân tương, tu luyện tới đệ tứ trọng về sau, tiêu phàm mệnh lý tướng thuật cùng thuật bói toán càng thêm tinh chuẩn liễu tương đương. Tại biển rộng minh mông bên trong lại phi hành hai ngày, tiêu phàm rốt cục đụng phải một đám tu sĩ. Bọn này tu sĩ phần lớn là kim đan kỳ, trong đó hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ hẳn là cái này một đội người thủ lĩnh, còn lại bảy tám tên tu sĩ có rất nhiều kim đan trung kỳ tu vi, có thì còn lại là kim đan sơ kỳ tu vi. Nhóm này kim đan tu sĩ phục sức không đồng nhất, trên người phát ra linh lực chấn động cũng một trời một vực, có thể thấy được không phải cùng một cái tông môn sư huynh đệ, hẳn là tạm thời tổ hợp cùng một chỗ đội ngũ. Hết lần này tới lần khác nhiều cái trong tay người còn cầm đồng dạng kỳ quái sự việc, phảng phất là chỉ đường dùng la bàn, tại đó không ngừng chuyển động, tựa hồ đang truy tung nào đó gì đó. Bỗng nhiên nhìn thấy chạy nhanh mà đến Ngọc Huyền, bọn này kim đan tu sĩ đều kinh ngạc ngẩng đầu đến, hướng bên này nhìn quanh. Tiêu phàm liền là thoảng qua đem nguyên anh kỳ khổng lồ linh áp phóng suốt một chút. Cái kia vài tên kim đan tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, Hội vã dừng lại độn quang, tại trên mặt biển không sóng vai mà đứng, hai tay ôm quyền, thần thái kính cẩn, chờ Ngọc Huyền hướng bên này bay tới. Và biết là vì tiền bối nào đại giá quang lâm, vãn bối đợi hữu lễ. Mắt thấy Ngọc Huyền càng ngày càng gần, cầm đầu một người trung niên nam tử lại dài làm lễ, kính cẩn nói. Mặt khác mọi người đi theo hành lễ, nguyên một đám chú ý đắc vô cùng. Khách khí, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo ngọc trong đò truyền ra, lập tức một cổ nhu hòa đại lực vào tới, đưa bọn chúng tất cả đều giúp đỡ bắt đầu đứng dậy. Cái này cổ lực đạo nhìn như nhu hòa, không mang theo chút nào khí phách, trên thực tế lại cường đại đến không thể cùng kháng. 78 tên kim đan tu sĩ, không có một cái ngăn cản được, bị này cổ nhu hòa đại lực đồng loạt nâng lên. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau hoảng sợ. Tuy nhiên cảm ứng được đến ngọc trong đò là nguyên anh kỳ tiền bối, nhưng vị tiền bối này rốt cuộc công lực cỡ nào thâm hậu, bằng bọn hắn thần niệm chi lực, tự nhiên thăm hỏi không được. Tiêu phàm cái này vừa ra tay, lập tức liền lại để cho mấy vị này kim đan tu sĩ càng thêm tiểu tâm cẩn thận, không dám có chút bất kinh ý. Tại đây biển rộng minh mông bên trong, chọc giận một vị nguyên anh tiền bối hậu quả, thức sự quá nghiêm trọng. Và vị đạo hữu không cần khẩn trương, ta chỉ là có mấy câu còn muốn hỏi xuống. Tiêu phàm chậm rãi đi ra ngọc thuyền, từ từ nói ra, ngữ khí thập phần nhu hòa. Và dám, tiền bối xin hỏi, chỉ cần vãn bối đợi người biết được đích, tự nhiên là chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tấn, biết gì nói nấy. Cầm đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ, lần nữa không người làm lễ, cung kính nói. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, ngọc thuyền trên không trung run lên, trực tiếp hướng tây bắc phương hướng chạy như bay mà đi, một đám kim đan tu sĩ ở phía sau bên cạnh không người đưa tiến, thoáng qua trong lúc đó, tàu cao tốc liền không thấy bóng dáng, cái này vài tên Kim Đan tu sĩ mới đứng lên, lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu. Mấy ngày sau, Ngọc Huyền đáp xuống một hòn đảo phía trên. Tòa đảo này tự diện tích không nhỏ, đủ có mấy trăm ở phía trong phạm vi, đảo ở bên trên còn có đơn sơ phường thì cùng một cái khoảng cách ngắn truyền tống pháp trận. Chỗ ngồi này khoảng cách ngắn truyền tống pháp trận bên kia, liên lạc lấy gần đây một tòa đại thành Thiên Nhai Thành. Chương 1060 Chân trời xa xăm biển cùng Thiên Nhai Thành tiêu phàm cho tới bây giờ chưa thấy qua thật lớn như thế đảo nhỏ. Chân trời xa xăm đảo được xưng chân trời Sa xăm biển đệ nhất đại đảo, ở vào chân trời Sa xăm biển Tây Bắc Bộ trên mặt biển. Mà thiên nhai thành, danh như ý nghĩa, là xây tại chân trời xa xăm đảo ở bên trên thành trì. Rất xa, tiêu phàm tại phi trên đò liền cảm ứng được thiên nhai thành nồng đậm linh khí, xem ra cái này đảo nhỏ chẳng những diện tích cực lớn, hơn nữa có một đầu cực kỳ thượng giai linh mạch, đủ để trèo trống to như vậy một tòa thiên nhai thành mấy ngàn năm qua vận chuyển không ngừng. Đương nhiên, tương đối Kim Châu Thành mà nói, thiên nhai thành quy mô có lẽ hay là hơi có không bằng, nhưng là kém không xa. Cân nhắc đến đây là cô huyền hải ngoại một hòn đảo thành trì, điểm này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có dược liệu sinh ý với tư cách trèo trống, tại cả Nam Châu Đại Lục Đại Tây Nam Khu, Kim Châu Thành đô xem như quy mô đại khái qua loa thành thị. Theo cái kia vài tên kim đan tu sĩ trong miệng biết được, Thiên nhai thành nhất hưng thịnh mậu dịch, chính là động vật biển tài liệu giao dịch. Biết rõ chỗ này uông dương cử thấm danh xưng gọi là chân trời xa xăm biển, tiêu phàm lập tức tự biết mình người ở chỗ nào. Tại Kim Châu thành thời điểm, hắn góp nhặt tất cả địa đồ, khắc sâu tại chính mình trong óc. Chân trời xa xăm biển là Nam Châu Đại Lục Tây Bộ một chỗ nội hải, tại Nam Châu Đại Lục tất cả trong trong nước, diện tích rộng mậu, có thể sắp xếp nhập tiền tam liệt ghê. Đương nhiên, cùng Bắc Minh Biển cả phương đông bảy long hải như vậy chính thức viễn dương biển cả tương đối mà nói, những này nội hải nhiều nhất cũng không tính là hồ nước nhỏ. Nhưng ở cái trong mắt người, chân trời xa xăm biển đã đầy đủ minh mông rộng lớn liễu tương đương. Dùng tiêu phàm nguyên anh tu sĩ độn nhanh chóng, nếu như không tá trợ truyền tống trận truyền tống lời mà nói, theo trên đảo nhỏ đi trước thiên nhai thành, tối thiểu nhất muốn bay độn một tháng đã ngoài. Căn cứ hải đồ ghi lại, nếu như từ thiên nhai thành bay đi gần đây đại lục, tiêu phàm tung tính toán độn nhanh chóng toàn bộ triển khai. Cũng muốn mấy tháng thời gian. Nơi này khoảng cách Hoắc sơn quốc thần Long Uyên, đâu chỉ nhìn vạn giảm xa. Không gian thông đạo quả nhiên thần kỳ, nhìn như là thông qua đáy nước một cái nước xoáy, kết quả thoáng cái liền từ tây nam bộ Hoắc sơn quốc thần Long Uyên đầm lầy truyền đưa đến tây bộ chân trời xa xăm biển. Cũng may tiêu phàm đã muốn trải qua ít nhất hai lần cự ly xa không gian truyền tống, sớm đã được coi là là thói quen thành tự nhiên dấu lớn theo những kia kim đan tu sĩ lời nói, chân trời xa xăm trong nước sinh hoạt đại lượng động vật biển, cùng man hoang thế giới yêu thú đồng dạng, động vật biển nội đan máu huyết tài liệu cũng cực kỳ chân quý, là luyện chế các loại đan dược, bảo vật, bùa chuẩn bị tài liệu. Bởi vậy, thiên nhai thành thực tế là động vật biển tài liệu nơi tập kết hàng. Điểm này, ngược lại cùng Kim Châu Thành có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng cùng cửu hoa thành đợi man hoang thế giới biên giới nơi thành thị rất có chỗ tương tự tiêu phàm gặp được cái kia một đám kim đan tu sĩ, chính là kết bạn tại phụ cận vùng biển bên trong bắt xiết động vật biển. Bất quá bọn hắn cái này một chuyến thu hoạch, nhất định hội rất ít ỏi liếu tương đương. Bởi vì bọn họ đuổi bắt động vật biển lộ tuyến, rất không xảo vừa vặn cùng tiêu phàm lúc đến lộ tuyến giống nhau, dọc theo con đường này cường đại chút ít động vật biển, sớm được tiêu phàm thuận tay diệt sát đắc sạch bong, số ít cơ cảnh chút ít đích. Mắt thấy sát tinh tiến đến, đã sớm nghe thấy phong viễn đột, chạy trốn bóng dáng đều nhìn không thấy liễu tương đương tiêu phạm ám ám nhẹ nhàng thở ra dưới mắt hắn xác thực rất cần một chỗ linh khí đầy đủ chỗ đến vì thiên hay tiên tử hảo hảo khôi phục thoáng một tí thương thế tại đáy nước thế giới bởi vì lo lắng lần nữa đụng phải biến hóa trung hậu kỳ cường đại động vật biển cơ hồ một khắc đều không dám dừng lại chỉ có thể tạm thời bên ngoài lực cưỡng ép hiếp khống chế thiên hay tiên tử thương thế không đến tiếp tục chuyển biến xấu nhưng rất nhỏ biến hóa Thủy chung đều là khó có thể hoàn toàn ngăn chặn ở đích. Thời gian kéo đắc càng lâu, trị liệu độ khó lại càng lớn. Hơn nữa Thiên hay tiên tử tu vi rất cao, cũng tăng lớn trị liệu độ khó. Cái này là tu sĩ cùng phàm nhân chỗ bất đồng. Thiên hay tiên tử là nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Tiêu phàm tạm thời vẫn chỉ là vừa mới đặt chân nguyên anh sơ kỳ, đối với rất cao cảnh giới vô cùng nhiều tinh vi biến hóa, không có trực quan nhận thức, trị liệu bắt đầu đứng dậy tựu vô pháp chuẩn xác nắm chắc tiến trình. Đơn riêng chỉ là chữa cho tốt thiên hay tiên tử nội ngoại thương, thật cũng không tính toán nhiều khó, mấu chốt ở chỗ, chẳng những muốn trị tốt thương thế của nàng, còn muốn tận lực bảo trụ cảnh giới của nàng không đến mức ngã xuống. Cái này độ khó đã có thể thành gia tăng gấp bội liếu tương đương. Thiên nhai thành nếu là một tòa giao dịch động vật biển tài liệu đại thành, chắc hẳn có thật nhiều không tưởng được thứ tốt, có lẽ đối với trị liệu thiên hay tiên tử có trợ giúp rất lớn theo truyền tống trận đi tới, có chuyên môn phi hành pháp khí đưa đón bọn hắn tiến vào thiên nhai thành. Vì thận trọng để, tại trên đảo nhỏ tiến vào truyền tống trận trước kia, tiêu phàm lợi dụng thiên huyễn mặt che che vốn diện mục, lại đem bản thân khí tức áp chế đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, đồng thời thả thiên hay tiên tử hai nơi đại huyệt, làm cho nàng miễn cưỡng thi triển dịch dung thuật, đem thiên tư quốc sắc dung nhan che lấp bắt đầu đứng dậy, sẽ giúp trợ nàng cưỡng ép hiếp đem tu vi đồng dạng che giấu đến kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Tại một cái hoàn toàn lạ lẫm thành thị, có lẽ hay là không cần phải quá rêu rao tốt. Bình thường mà nói, có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, tự có rất ít người có can đảm chủ động trêu chọc. Tung xem như những kia nguyên anh lão quái, nếu như không có trọng đại lợi ích hút mắc, giống nhau cũng sẽ không tùy tiện tìm hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ phiền toái. Ai biết người ta sau lưng đứng cái dạng gì đại tông môn cùng khó dây vào lão quái vật. Mà kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại không bằng nguyên anh tu sĩ như vậy đáng chú ý, dùng để che giấu thân phận lời mà nói vừa tốt thiên nhai thành cấm vệ lực lượng không phải rất mạnh đối với vu tiến thành ra khỏi thành người trên cơ bản không thế nào để ra nghi vấn chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch có thể dẫn tới xuất nhập lệnh bài như vậy lòng cấm vệ biện pháp cùng thiên nhai thành vị trí địa lý có quan hệ thiên nhai thành xây tại đảo nhỏ phía trên bốn phía đều đều là minh mông biển cả muốn đi vào thiên nhai thành tốt nhất phương thức tụ là thông qua truyền tống trận mà đến những này theo hải ngoại trở về người, trên lý luận đều là theo thành ở bên trong đi ra ngoài đích, hoàn toàn không cần hoài nghi thân phận của bọn hắn. Về phần từ đáy biển nước xoáy truyền tống mà đến, chỉ sợ như vậy bí mật, Thiên Nhai Thành cho tới nay đều không người biết được. Hơn nữa Thiên Nhai Thành là một tòa giao dịch thành thị, đối ngoại cởi mở, không hề lý do đem khách nhân cự chi môn bên ngoài. Không có những này liên tục không ngừng tới giao dịch động vật biển tài liệu khách thương, cũng sẽ không có Thiên Nhai Thành hôm nay phồn vinh bất quá thiên nhai thành tường thành, so kim châu thành cao lớn rồi, đủ có mấy trăm trượng độ cao, do cực kỳ cứng rắn nham thạch kiến tạo mà thành, trên tường thành, rậm rạp chẳng chịt chữ khác vào đồ vật lấy vô số ký hiệu, phòng hộ năng lực rất mạnh. Tiêu phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, thân là trận pháp đại sư, hắn liếc có thể nhìn ra được, những này ký hiệu nhưng thật ra là liên tiếp lấy một cái siêu cấp phòng hộ đại trận. Chỉ cần phòng hộ đại trận mở ra, trên tường thành ký hiệu lập tức cũng sẽ bị kích hoạt, đối với địch nhân tạo thành thật lớn sát thương. Thấy tiêu phàm ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bên người một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ liền giải thích nói, cái này là vì phòng bị động vật biển đại quy mô công thành mà tu kiến tường thành. Vị này kim đan sơ kỳ tu sĩ tựa hồ đặc biệt hay nói, vừa mở ra máy hát, liền là thao thao bất tuyệt mà giảng thuật bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai like chân trời xa xăm trong nước yêu thú vô số, thiên nhai thành kiến thành đến nay, bất quá mấy ngàn năm, cũng đã tao ngộ đến không dưới 7 lần đại quy mô công thành. Tất cả động vật biển đều xem thiên nhai thành vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không nên đem thiên nhai thành nhổ tận gốc, đuổi ra chân trời xa xăm biển không thể. Trải qua nhiều năm chinh chiến, thiên nhai thành rốt cục đứng vững vàng gót chân, đem thành trì quanh thân đẳng cấp cao động vật biển tiêu diệt toàn bộ không còn, đem săn giết đẳng cấp cao động vật biển chiến trường ra bên ngoài đầy trăm vạn dặm xa. Gần 500 năm đến, đã muốn nếu không từng phát sinh qua một lần đại quy mô động vật biển công thành chiến, nhưng ai cũng không dám xem thường. Bởi vì tại chân trời xa xăm biển ở chỗ sâu trong, còn có hàng hà đẳng cấp cao động vật biển tàn sát bừa bãi. Tại đó, như cũ là động vật biển thiên hạ, rất nhiều đi hải ngoại ở chỗ sâu trong đi săn động vật biển tu sĩ, thường thường có đi không về, bị động vật biển ngay ra lẫn xương, ăn sạch sẽ. Nghe nói chân trời xa xăm biển đáy biển, có cực lớn nước xoáy trực tiếp liên thông Tây Mạc Biển cả cùng Bắc Minh Biển cả, cường đại vô luận động vật biển, từ nơi này chút ít nước xoáy bên trong liên tục không ngừng đất đến chân trời xa xăm trong nước, vô luận như thế nào tiếu sát, cũng không trông thấy chút nào giảm bớt. Tại chân trời xa xăm biển ở chỗ sâu trong, cường đại động vật biển ngược lại càng ngày càng nhiều liễu tương đương. Trước đó vài ngày, tại chân trời xa xăm biển đảo xương mù phía Tây, thậm chí xuất hiện vài đầu hóa hình kỳ đã ngoài tu vi thường luồng hung ác, đem tính ra đội kết bạn ra tu sĩ kể hết diệt sát, toàn bộ ăn tươi. Trong đó thậm chí còn kể cả một gã nguyên anh lão quái, cũng không có thể thoát được tánh mạng. Và chút ít thuồng luồng hung ác, nghe nói là từ Bắc Minh Biển cả đến đích. Từ trước đó không lâu truyền đến tin tức, nói Bắc Minh Biển cả ở chỗ sâu trong cấm địa xuất hiện đặc biệt không gian khác chấn động về sau, chân trời xa xăm biển bên này động vật biển bỗng nhiên tự trở nên sao động bất an bắt đầu đứng dậy cường đại động vật biển cùng thường luồng hung ác cũng so trước kia hơn rất nhiều rồi, rất rất cường đại động vật biển cùng thường luồng hung ác cũng không giống như là chúng ta chân trời xa xăm biển đích. Chẳng lẽ giới diện thông đạo vừa muốn mở ra sao? Giới diện đại chiến vừa muốn một lần nữa mở ra. Cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ tu vi không cao, tin tức lại cũng đủ linh thông, lại còn nói ra lại để cho tiêu phàm đều cảm thấy giật mình thoại ngữ đến. Có quan hệ Bắc Minh Biển cả ở chỗ sâu trong cấm địa xuất hiện đặc biệt không gian khác chấn động, Tin tức này, tiêu phàm có lẽ hay là trước đó không lâu nghe Huệ Thiên Hào nói, lúc ấy cũng không phải rất để ý. Dù sao Bắc Minh biển cả khoảng cách Kim Châu Thành thật sự quá xa xôi rồi, biển cả ở chỗ sâu trong cấm địa xuất hiện chút ít không gian chấn động, tựa hồ cũng không coi là nhiều sao khó lường. Ai ngờ tại Thiên Nhai Thành, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện như vậy đồn đãi. Ngay một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ đều nói đắc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có thể thấy được tin tức như vậy, sớm đã truyền đắc mọi người đều biết liếu tương đương. Cẩn thận tưởng tượng, người này kim đan sơ kỳ tu sĩ ngôn từ cũng không phải hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Đối với vài ngàn năm lúc trước lần giới diện đại chiến, tiêu phàm so bất luận kẻ nào đều có càng thêm trực quan nhận thức, dù sao hắn tự mình đối mặt qua trận kia chiến tranh còn sót lại không ít tàn hồn, tại hắn nhẫn chữ vật ở phía trong, còn cất giấu một cụ thất giả giới biển chim cú vọ hài cốt luyện hóa mà thành cốt điều. Mà thôi mà giới cũng cùng địa cầu đồng dạng, có vô tận hải dương. Tung tính toán giới diện cùng xuất hiện địa điểm là ở xa xôi bắc minh biển cả ở chỗ sâu trong, nếu như đáy biển không gian thông đạo tồn tại lời mà nói, giới diện khác cường đại sinh vật, hoàn toàn có thể thông qua những này đáy biển thông đạo, lập tức đi vào thoi ma giới các nơi nội hải, trong thời gian ngắn nhất đem chiến hỏa đốt lượt thoi ma giới mỗi một quốc gia. Và minh biển cả ở chỗ sâu trong cấm địa, xác thực xuất hiện không gian dị thường, chúng ta thấy tận mắt thức qua. Cái kia bức bản đồ, chính là tại Bắc Minh cấm địa cách đó không xa địa phương tìm được đích. Nghiêm khắc mà nói, chỗ đó kỳ thật coi như là cấm địa biên giới khu vực liễu tương đương. Liền vào lúc này, tiêu phàm vang lên bên tai thiên hay tiên tử truyền âm thanh âm. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên. Cái này cùng Huệ Thiên Hào miêu tả khác nhau rất lớn, bất quá tiêu phàm tự nhiên không biết lại tin tưởng Huệ Thiên Hào. Audio điện tử võ tấn bền chương 1061 Đằng Long Điện. Thiên Nhai Thành cùng Kim Châu Thành còn một điều bất đồng, Kim Châu Thành do 7 đại tông môn cộng đồng khống chế, Thiên Nhai Thành nhưng lại đại nhất thống, do Trấn Hải Cung chấp trưởng thiên hạ. Trấn Hải Cung là Thiên Nhai Thành siêu cấp lớn thế lực, một môn phái liền độc bá cả Thiên Nhai Thành trị quyền. Nghe nói gần kề trăm năm trước, Thiên Nhai Thành có lẽ hay là do tam gia tông môn cộng đồng trưởng quản đích, tình hình cùng Kim Châu Thành phi thường cùng loại. Nhưng mà trăm năm trước một lần Viễn Hải vây săn ra ngoài ý muốn, làm cho mặt khác hai cái tông môn Nguyên Anh cấp trưởng lão rất nhiều vẫn lạc. Lần kia Viễn Hải vây săn, nghe nói là vì bắt giết một đầu cực kỳ hiếm thấy một sừng giao long, cái này một sừng giao long quý hiếm, tại phía xa bình thường giao long phía trên. Kết quả cũng tại Viễn Hải gặp trong nước yêu thú mai phục, các loại đẳng cấp cao yêu thú mãnh liệt tới, riêng là hóa hình trung kỳ đã ngoài cảnh giới giao long thì có vài đầu nhiều lại càng không cần phải nói mặt khác chủng loại đẳng cấp cao động vật biển rồi, quả thực chính là nhiều vô số kể. Vây săn biến thành phản giết. Hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ chịu khổ giao long cùng động vật biển độc mút. Mặt khác lưỡng đại tông môn như vậy chưa hưởng dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo tại Trấn Hải Cung về sau, kéo dài hơi tàn, mà Trấn Hải Cung cung chủ cũng tại trăm năm trước đột phá bình cảnh, bước vào nguyên anh hậu kỳ, trở thành Trấn Hải Cung nhiều năm qua duy nhất hậu kỳ đại tu sĩ. Kể từ đó, mặt khác lưỡng đại tông môn đơn giản thua khoản lệch, toàn bộ tông đầu nhập trấn hải cung, hợp làm một người đại tông môn, độc trưởng thiên nhai thành quyền hành. Ba đại tông môn kết hợp nhất phái về sau, hiệu suất tăng nhiều, thiên nhai thành chẳng những chưa từng không rơi xuống đi, ngược lại càng thêm vui sướng hướng quang vinh bắt đầu đứng dậy, các loại giao dịch càng làm càng lớn, thành chỉ càng ngày càng phồn vinh. Đối với điểm này, tiêu phàm rất hài lòng. Tại một cái hoàn toàn cởi mở trong thành thị, tượng hắn như vậy người từ ngoài đến, bình thường cũng sẽ không quá gây chú ý ánh mắt địch nhân. Hơn nữa có thể tìm được phù hợp động phủ tu luyện. Điều kiện là người có đầy đủ nhiều linh thạch. Tiêu phàm eo quấn bạc triệu, là rộng rãi lão. Rất nhiều linh thạch hoa sắp xuất hiện đi, hết thảy đều thập phần thuận lợi. Vì che giấu tai mắt người, tiêu phàm lúc này trong thành trong phường thị bán ra mấy thứ động vật biển tài liệu, đổi lấy một số lớn linh thạch. Bởi như vậy, bất luận kẻ nào đều muốn đưa hắn trở thành là ra biển đi săn động vật biển thợ săn, thắng lợi trở về. Loại người này, tại thiên nhai thành là thường thấy nhất đích. Rất nhanh, tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử liền có được chính mình độc lập động phủ. Chỗ này động phủ ở vào nguyên anh tu sĩ tu luyện khu. Tại cái gì một tòa thành thị, không đồng đẳng giai tu luyện giả, đãi ngộ cũng là hoàn toàn bất đồng đích. Thiên nhai thành linh khí nồng nặc nhất thất trọng sơn tây lĩnh, chính là chuyên môn dùng để an trí từ bên ngoài đến nguyên anh tu sĩ. Nhưng ngày bình thường ngoại trừ nguyên anh tu sĩ, cũng có bộ phận tài đại khí thô tiền nhiều như nước kim đan hậu kỳ tu sĩ, lựa chọn tại thất trọng sơn tây lĩnh tu luyện. Dù sao kim đan hậu kỳ tu sĩ khoảng cách nguyên anh cảnh giới chỉ có một bước ngắn, đặc biệt là một ít kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, lại càng tùy thời cũng có thể đột phá bình cảnh. Lựa chọn một chỗ linh khí nồng đậm chỗ tu luyện, thập phần tất yếu. Huống chi tiêu phàm cùng thiên hai tiên tử hai người đều hiển lộ ra kim đan hậu kỳ tu vi, tại Tây Lĩnh chiếm cứ nhỏ nhoi, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Chính thức khiến cho hoài nghi là ở nửa tháng sau. Nửa tháng này ở bên trong, tiêu phàm đều bề bộn nhiều việc. Vội vàng trong thành phường thị ra ra vào vào, đổi lấy dùng chung linh dược, siêu tầm các loại điển tịch, phương thuốc đan phương cùng với nhân loại tu sĩ luyện thể thuật. Tiêu phàm dưới mắt thân thể mạnh hoành, viễn siêu cùng giai tu sĩ, thậm chí rất nhiều nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Nhưng cái này dù sao cũng là yêu thú luyện thể thuật, là dựa vào lấy đại lượng cự linh thú nội đan máu huyết cùng cự linh quả ngạnh xanh xanh xây ra tới. Thân là một gã thuần khiết nhân loại tu sĩ, tu luyện lại là chính tông nhất nhất quang minh chính đại hạo nhiên chính khí, tiêu phàm cảm thấy. Tại luyện thể thuật thượng nếu muốn càng tiến một bước, cần phải tìm kiếm phù hợp chính mình tu luyện nhân tộc luyện thể công pháp. Nếu như tiếp tục dùng yêu thú phương thức đến luyện thể làm không tốt thì có thể ngộ nhập lạc lối. Thiên hay tiên tử mỗi ngày đả tỏa thổ nạp, tự hành điều dưỡng. Tu vi đến nàng như vậy cảnh giới, tiêu phàm chỉ cần đúng hạn cho nàng uống thuốc là được, còn lại thời điểm, thiên hay tiên tử hoàn toàn có thể chính mình khôi phục. Hắc lân cũng trong động phủ ngủ say. Từ thôn vệ hóa hình trung kỳ giao long nội đan về sau, Hắc lân hấp thu linh khí tốc độ sâu sắc nhanh hơn, thậm chí so bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thổ nạp thời điểm, phải cần linh khí càng nhiều. Hắc Lân không có thổ nạp ngồi xuống, nàng chính là ngủ say, trong giấc mộng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Điểm này, ngược lại cùng tiêu phàm lúc trước nuốt hỏa vân thuồng luồng nội đan về sau tình hình thập phần tương tự. Hỏa vân thuồng luồng nội đan lớn nhất tác dụng, tự là có thể cải thiện thể chất, lại để cho kẻ thôn vệ lợi dụng mặt khác tài nguyên năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, tu luyện tiến cảnh tự nhiên xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Năm đó đầu kia hỏa vân thuồng luồng, chỉ là cửu cấp đỉnh phong cảnh giới, Hắc Lân nuốt viên nội đan này cũng đã là cấp 11 giao long, hiệu quả tự nhiên xa so hỏa vân thường luồng nội đan muốn mạnh hơn nhiều. Đã thiên nhai thành có chút thích hợp tu luyện, tiêu phàm cũng không phải vội vã lúc này rời đi thôi liễu tương đương. Trước tận lực lại để cho thiên hay tiên tử khôi phục thương thế nói sau, nếu như Hắc Lân có thể ở sắp tới tiến giai thành công, vậy thì càng tốt hơn. Tại thu mua linh dược sách cổ đan phương trong quá trình, tiêu phàm rất kinh hỉ phát hiện. Thiên Nhai thành luyện khí ngành sản xuất cực độ hưng thịnh. Trong thành luyện khí cửa hàng nhiều, luyện khí sư cảnh giới độ cao, đều cũng không phải Kim Châu thành có thể chịu được bằng được đích. Tại Kim Châu thành, Kim đan sơ kỳ luyện khí sư cũng đã tương đối hiếm thấy, Kim đan trung kỳ đã ngoài luyện khí sư, coi như là cấp đại sư nhân vật. Kim đan trung kỳ luyện khí sư, nếu như luyện khí thuật rất cao lời mà nói, cũng đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp bảo liễu tương đương. Thật giống như tại những thành thị khác một cái kim đan trung kỳ lan trung, cũng tuyệt đối có thể nói là cấp đại sư, danh thủ quốc gia. Mà ở thiên nhai thành, có một khắp quảng trường, san sát nối tiếp nhau, đều đều là luyện khí phường, tất cả lớn nhỏ luyện khí cửa hàng, có mấy trăm gia nhiều. Trong đó không ít luyện khí phường, đều có trong kim đan hậu kỳ luyện khí sư tỏa chấn. Thậm chí trong đó quy mô lớn nhất tứ gia luyện khí phường, nghe nói còn thờ phụng nguyên anh cấp bậc luyện khí tông sư. Bất quá tiêu phàm không có thấy tận mắt thức qua, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng hắn xác thực cần tìm một vị cao tiêu chuẩn luyện khí sư đến vì hắn một lần nữa rèn một bức khôi giáp. Một ngày này, tiêu phàm chậm rãi đi vào, đằng long điện. Đằng long điện, đây là một gia luyện khí phường danh hào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái tên này, chỉ biết nhà này luyện khí phường là bực nào ngạo khí. Trên thực tế, đằng long điện đúng vậy thiên nhai thành lớn nhất luyện khí phường một trong, cũng là trong truyền thuyết có nguyên anh cấp luyện khí tông sư tỏa chấn cửa hàng. Trăm năm trước kia, Đằng Long điện thuộc về thiên nhai thành ba đại tông môn một trong Đằng Long bang tất cả, dưới mắt tự nhiên đã muốn nhập vào chấn hải cung. Khách hàng như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Vô số tu sĩ tại Đằng Long trong điện ra ra vào vào, đại đa số đều là trực tiếp đến nơi đây chọn mua các loại có sẵn khí cụ đích. Đằng Long điện tựa như một cái to lớn luyện khí siêu thị, có đủ loại áo giáp, binh khí, là bàn, đuổi bắt động vật biển pháp bảo pháp khí các loại, cung cấp người chọn lựa. Tung tính toán một người cho tới bây giờ chưa từng có bất luận cái gì kinh nghiệm, cũng không tinh thông thủy thuộc tính công pháp tu sĩ, phải ở chỗ này mua đầy đủ hết trang bị, có thể rất nhẹ nhàng mà bắt giết trung cấp thấp trong nước yêu thú. Khó trách tại đây sinh ý như thế thịnh vượng. Tiêu Phàm chỉ là thoáng nhìn mấy lần, liền nhấc chân hướng hai môn rảo bước tiến lên. Vào hai môn, lại là một trọng sân nhỏ. Lập tức liền có xinh đẹp Việt Trần thị nữ tiến lên đây, chỉnh đốn trang phục làm lễ, cung thanh âm nói, tiểu Tỳ vũ hà, xin hỏi tiền bối có gì phân phó. Cái này đằng lòng điện cũng cùng mặt khác to lớn phường thị cửa hàng đồng dạng, chia làm rất nhiều đẳng cấp. Mọi người tựa hồ đối với những quy củ này đều rất rõ ràng, chúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ, đều ở phía trước trong hành lang lưu luyến quên về. Hai môn trong vòng, cơ bản không biết giao thiệp với. Thứ nhất bên trong mấy cái gì đó quá đắt tầm thường cấp thấp tu sĩ rất khó chịu đựng được khởi như vậy giá cả. Thứ hai, pháp lực quá mức thấp kém, ngay pháp bảo đều sử không dùng được, chứng kiến thứ tốt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai môn trong vòng, giao thiệp với đều là kim đan tu sĩ. Cứ việc vị này tên hoán vũ hà tiểu tỳ thập phần ra sức mà đẩy giới các loại trong nước pháp bảo, làm gì được tiêu phàm hoàn toàn không để vào mắt, cơ hồ là hào không ngừng lại tự hướng để tam tiến trong sân đi đến. Vũ hà lại càng hoảng sợ, Vội vàng thấp giọng nói ra, "Tiền bối, phía sau đều là thượng phẩm pháp bảo rồi, bình thường kim đan kỳ tiền bối, ở chỗ này đều có thể tìm tới thỏa mãn pháp bảo." Ngô Ý nói đúng là, xa hơn ở phía trong đi đích, đa số đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiêu Phàm gật gật đầu, không rên một tiếng, trực tiếp vào đệ tam trọng sân nhỏ. Vũ Hà bất đắc dĩ, chỉ phải tranh thủ thời gian đi theo, vì Tiêu Phàm chỉ dẫn đường nhỏ, nhưng trong lòng cũng khởi vài phần ý tò mò một bước vào nội viện, phong cách phải biến đổi, không còn là cái loại này thế tục phù hoa ồn ào náo động cùng phú quý, mà là cầu nhỏ nước chảy, khúc kính thông u, nhất phái yên tĩnh cảnh sắc, trong chốc lát làm cho người vui vẻ thoải mái, tục niệm toàn bộ tiêu tán. Tiêu phàm lại ẩn ẩn phát giác được một cổ lệ khí đập vào mặt. Rất hiển nhiên, bên trong cất dấu bảo vật, sát xanh không ít, lúc này mới lệ khí sâu nặng. Để tam tiến sân nhỏ bố trí, đã muốn không giống như là, siêu thị, phản giống như là đi vào nhà bảo tàng. Mỗi một kiện bảo vật đều bày đặt tại trong suốt phát triển trong tủ, những này phát triển tủ đều đều là dùng thượng đẳng nhất tinh trạng ngọc khắc mà thành, thân mình liền có thể nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật, giá trị xa xỉ. Thoảng qua lại để cho tiêu phàm kinh ngạc chính là, tinh ngọc phát triển trong tủ bày đặt các loại bảo vật, đại đa số cũng không phải mới tinh đích, ngược lại thập phần cổ xưa, mang theo hết sức rõ ràng tu bổ dấu vết. Và bối, tại đây bán ra đích, đều đều là thượng phẩm pháp bảo, còn có vài món, là cực phẩm pháp bảo phỏng chế phẩm, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, nhất định có thể nhìn ra được đích. Vũ Hà lại nhẹ nói nói. Tại một gian đối ngoại buôn bán luyện khí trong cửa hàng, rõ ràng chẳng những có đại lượng thượng phẩm pháp bảo bán ra, thậm chí còn có phỏng chế cực phẩm pháp bảo bán ra, cái này tại Kim Châu Thành, quả thực là chuyện bất khả tư nghị tình. Bất quá thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, thiên nhai thành tu sĩ đến Kim Châu Thành, nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh cấp lang chung, cũng đồng dạng hội nghẹn học nhìn chân chối, kinh ngạc đắc nói không ra lời. Tiêu phàm ánh mắt tại đây chút ít bảo vật thượng thoảng qua quét qua, liền là nhàn nhạt nói ra, vũ hà cô nương, ta có một việc áo giáp, muốn thỉnh quý số đạo hữu một lần nữa rèn, gia nhập một ít mới tài liệu, có thể thỉnh quý số đại sư, ở trước mặt gặp mặt. Và là như thế, vũ hà không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, liên tục vuốt cằm. Và tiêu tiền bối chờ một chút, tiểu tỷ cái này vì tiền bối thông bẩm Và lao, lập tức vũ hà lại là vén áo thi lễ, vội vàng đi. Phút chốc, tiếng bước chân vang lên, một gã khoảng 40 tuổi trung niên hán tử, chậm rãi từ trong thất đi ra. Trường 1062 ly thuồng luồng và đạo hữu Trung niên hán tử mặc áo lam, hai tay liền ôm quyền, nhàn nhạt mà đánh cho cái bắt chuyện. Người này chưa lộ diện, tiêu phàm bằng thần niệm chi lực cũng đã thỏ ra hắn sâu cạn, thình lình có kim đan hậu kỳ tu vi. Tung xem như tại thiên nhai thành, kim đan hậu kỳ luyện khí sư, cũng có thể nói cấp đại sư từ biệt rồi. Bình thường mà nói, tiêu phàm như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ, luyện khí phường nhiều nhất hội cắt cử một vị kim đan sơ kỳ luyện khí sư tiếp đãi chỉ có đặc biệt trọng yếu khách hàng mới có kim đan trung kỳ luyện khí sư ra mặt. Kim đan hậu kỳ luyện khí sư, giống nhau tiếp đãi nguyên anh tu sĩ. Kim đan hậu kỳ tu vi luyện khí sư, nếu như tiêu chuẩn cũng đủ lời mà nói, đã có năng lực luyện chế phỏng chế cực phẩm pháp bảo liễu tương đương. Nguyên anh cấp luyện khí tông sư, bình thường chỉ có tại luyện chế thượng đẳng phỏng chế cực phẩm pháp bảo hoặc là trực tiếp luyện chế cực phẩm pháp bảo thời điểm mới sẽ thân ra tay. Cũng là trùng hợp, lúc này mặt khác kim đan cấp 2 kỳ luyện khí sư đều ở tiếp đãi khách nhân, chỉ còn lại có vị này hán tử áo lam, tiểu tỷ lại đem tiêu phàm phái đoàn nói được thật lớn, liền tự mình đi ra gặp mặt một lần bất quá cái loại này lạnh nhạt ngạo khí, nhưng lại vô luận như thế nào đều che không thể che hết. Giống như tại Kim Châu Thành Đồng Giảng, Kim Đan Hậu Kỳ Đại lang ở bên trong, tung tính toán tại Nguyên Anh Tu Sĩ trước mặt, cũng không rơi vào thế hạ phong đích. Vô luận ở nơi nào, có đặc thù năng lực người tổng là bị người cao liếc mắt nhìn. Và tiền bối, vị này chính là chúng ta đằng long điện đại trưởng quý tông tiền bối. Tiểu tỳ vũ hà vội vàng ở một bên kính cần nói. Đằng Long Điện cho dù có nguyên anh cấp luyện khí tông sư tỏa chấn, khẳng định cũng là ẩn cư phía sau màn, không hề để ý tới những này tục sự liếu tương đương. Đại trưởng quý tự mình ra mặt, đảo coi như là cho đủ tiêu phàm mặt mũi. Tiêu phàm mỉm cười chắp tay thi lễ, nói ra tông đạo hiếu. Hạnh ngộ, tông đại trưởng quý cũng không cùng tiêu phàm khách sáo, trực tiếp ở một bên trong ghế ngồi xuống. Không đợi tiểu tỷ dâng nước trà, liền là nói ra, nghe nói đạo hữu có một việc áo giáp cần bản số lại luyện chế một lần, vậy thì mời đạo hữu đem người áo giáp lấy ra xem một chút đi. Ngôn từ trong lúc đó, có chút tùy ý. Thật sự kim đan tu sĩ sử dụng áo giáp, hắn không có chế tạo qua một trăm phó cũng tự tay luyện chế qua bảy tám chục chiếc cụ, cái dạng gì áo giáp hắn chưa từng gặp qua. Về phần nói đến một lần nữa rèn, bất quá là nói cho cùng nghe mà thôi, kỳ thật chính là xây tu bổ bổ. Như vậy việc, đại trưởng quỹ tuyệt đối không thể có thể tự mình ra tay, không có tự hạ mình. Nói ba xạo đem giao dịch đã định, đuổi cái này họ tiêu rời đi chính là. Và, tiêu phàm cũng không tức giận, ống tay áo nhẹ nhàng run lên, trước mắt tia ánh sáng trắng lóng lánh, tuyết trắng huyền tinh giáp di động hiện ra, sáng sủa như mới, không có chút nào rách nát chỗ. Một cổ hoang dã khí tức đập vào mặt. Và, vốn là nghiêng nghiêng dựa vào ghế bành ở phía trong, thần sắc có chút không kiên nhẫn tông đại trưởng quỹ, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời mãnh liệt ngồi thẳng người, hai mắt trợn thật lớn. Một mực nhìn thẳng huyền tinh giáp. Và hiểu cái này áo giáp, người phương nào luyện chế. Dùng chính là loại nào tài liệu, còn có cái danh mục. Cần biết cái này huyền tinh giáp, chính là hoàng đường tự tay vì tiêu phàm luyện chế. Năm đó chấn nhạc thần quân siêu tập đến các loại tài liệu chân quý, đều giao do hoàng đường trưởng quản. Vì tiêu phàm luyện chế áo giáp, hoàng đường tự nhiên là dựa theo cao nhất tiêu chuẩn, tuyển dụng tốt nhất tài liệu nhiều năm qua huyền tinh giáp theo tiêu phàm nam trinh bắc chiến đối địch vô số làm ra thật tốt phòng hộ tác dụng hoàng đường đúng vậy trời sinh thì có luyện khí thiên phú hóa hình kỳ đồng giáp gấu luyện khí chi thuật độc bộ trời xanh núi hôm nay huyền tinh giáp vừa lộ mặt tự nhiên lập tức khiến cho tông trưởng quầy khiếp sợ chút nào chẳng có gì lạ thẳng nếu không phải bởi vì hoàng đường dưới mắt vẫn còn linh thú hoàn trong ngủ say chưa tỉnh tiêu phàm hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không đến đẳng long điện đi cái này một chuyến và kiện áo giáp tên hoán huyền tinh giáp này đây các loại canh kim tinh cùng thú tộc tài liệu luyện chế mà thành tiêu phàm thản nhiên đáp cũng không có dấu diêm ý đã muốn mời người một lần nữa rèn áo giáp tự ứng thẳng thắn thành khẩn tương đối nếu không áo giáp luyện hư lắm rồi có hại chịu thiệt còn là mình tông trưởng quầy đối với tiêu phàm nói như vậy hoảng như không nghe thấy tất cả chú ý đều bị huyền tinh giáp hấp dẫn cử động tay khẽ vẫy, đem áo giáp câu đến trước mặt, tinh tế xem xét thoạt nhìn. Tiêu phàm thấy thế, mỉm cười, chẳng những không có giới ý tông trưởng quầy vô lễ, ngược lại đối với này nhân sinh ra vài phần hảo cảm. Không hề nghi ngờ, tông trưởng quầy là cái loại này đối với chuyện rất chuyên chú tính tình. Người như vậy, thường thường có thể ở nào đó lĩnh vực lấy được cực cao thành tựu. Điểm này, ngược lại cùng tiêu phàm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tông trưởng quầy tinh tế vuốt vuốt huyền tinh giáp, trong miệng tấm tắc có tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khen thán chi sắc. Tông trưởng quầy càng là bộ dáng như vậy, tiêu phàm liền cảm khái càng sâu. May mà hoàng đường đã không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là còn cần chút thời gian đến chậm rãi khôi phục đến năm đó cảnh giới. Vuốt vuốt thật lâu, tông trưởng quầy mới nghiêng đầu lại, nói ra tiêu đạo hiếu, cho ngươi chế tạo cái này huyền tinh giáp là vị đạo hiếu nào. Cái này tựa hồ không phải chúng ta thiên nhai thành tay nghề. Dùng cũng không phải động vật biển tài liệu, mà là trên đất bằng yêu thú tài liệu. Tiêu phàm cười cười, nói ra, tông trưởng quầy hảo nhãn lực, đây là tại hạ trước kia man. Hoàng thế giới biên giới du lịch lịch, tìm một vị luyện khí tông sư chế tạo áo giáp. Nhạc tây khu nhưng lại không cần nhắc lên. Lệ thú trong sơn mạch có yêu thú, man hoang thế giới khẳng định cũng là có đích. Và nhưng như thế, tông nào đó suy đoán, cũng có thể là như thế này liễu tương đương. Tông trưởng quầy gật gật đầu, lập tức cho sắc nghiêm, nói ra, tiêu đạo hiếu, cái này áo giáp, đã muốn thập phần hoàn mỹ, nhưng không biết hữu vì sao còn muốn một lần nữa chế tạo. Chẳng lẽ là muốn gia nhập động vật biển tài liệu? Nói xong, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, tựa hồ rốt cuộc đối với người này có vài phần hứng thú. Tiêu phàm sớm đã tận lực đem trên người những kia yêu thú tài liệu khí tức thoảng qua thả ra một ít, tông trưởng quầy quả nhiên suy đoán hắn là một gã yêu thú thợ săn như vậy yêu thú thợ săn đến đây chân trời xa xăm biển bắt giết động vật biển thập phần bình thường bọn hắn vốn là coi đây là nghiệp trên người sát khí sâu nặng tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra tại hạ trước đó vài ngày xác thực ngẫu nhiên nhận được rồi một ít động vật biển tài liệu trong miệng nói như vậy nhưng lại không chịu lấy ra tông trưởng quầy giật mình liền là đứng dậy nói ra tiêu đạo hiếu mời đến mật thất nói chuyện nhưng trong lòng có chút không cho là đúng cái này họ tiêu nên vậy có lẽ hay là đầu vừa về đến đến chân trời xa xăm biển, tại đây thiên nhai thành bên trong, những thứ không nói khác, quý hiếm động vật biển tài liệu, mỗi ngày chính không biết có bao nhiêu. Chính là một gã kim đan tu sĩ, vậy mà tại đằng long trong miệng làm ra bộ dáng như vậy, quả nhiên là buồn cười chi đến. Tông ta người nào đó tự tay luyện chế qua động vật biển tài liệu chân quý, sau người cả đời này nghe nói qua đều muốn nhiều. Đối với tông trưởng quầy không cho là đúng, tiêu phàm lòng dạ biết rõ, không nói ra. Lập tức hai người vào mật thất. Và đạo hiếu, có cái gì tốt bảo vật, tự lấy ra lại để cho tông nào đó mở mang tầm mắt a. À. Tông trưởng quầy cũng không thỉnh tiêu phàm ngồi xuống, một đóng cửa phòng, thả ra cấm chế, che đậy thần niệm thăm hỏi, liền là mở miệng nói ra. Tiêu phàm cũng không nói nhiều, thủ đoạn một phen, một đoàn xanh đầm đìa vầng sáng bỗng nhiên tại hắn trong lòng bàn tay di động hiện ra, một cổ cường đại tuyệt luân khí phách, phóng lên trời và điều đó không có khả năng. Tông trưởng quầy bỗng nhiên há to miệng, kêu lên, hai con người tử cơ hồ muốn theo trong hốc mắt chừng đi ra, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm trong tay xanh đầm đều một mảnh long lân, nghẹn họng nhìn chân chối, tại chỗ đứng ở này ở phía trong. Khơi khoảnh, tông trưởng quầy duỗi tay ra, rất không khách khí mà theo tiêu phàm trong tay đem cái kia tấm long lân đoạt mất, cẩn thận xem xét hoạt nhìn. Tiêu phàm trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ tò mò, Tuy nhiên hắn diệt sát này đầu cấp 11 biến hóa thuồng luồng hung ác, nhưng những ngày này tại thiên nhai thành trong điển tịch, nhưng lại không tra được cái này thuồng luồng hung ác chủng loại cùng danh mục. Theo tông trưởng quầy bộ dạng đến xem, hắn nên biết. Và đây là ly thuồng luồng bổn mạng long lân. Xem thật lâu, tông trưởng quầy rốt cục ăn ăn nói. Và thuồng luồng. Tiêu phàm lập lại một câu. Và phải ly thuồng luồng huyết mạch phi thường pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, nhưng mỗi một dạng huyết mạch truyền thừa đều phi thường khó lường. Tông trưởng quầy cấp cấp nói ra. Dựa theo sự miêu tả của hắn, cái này ly thường luồng thật đúng là cái ngoại tộc, nghe nói có ly vẫn, thanh thường luồng cùng quỳ nước hắc kỳ lân ba người huyết mạch. Tuy nhiên mỗi một dạng huyết mạch đều pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, nhưng trong đó ly vẫn lại là chân chính thiên long hậu duệ, thế gian truyền thuyết, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ấu tử chính là ly vẫn, đó là chính tông nhất thiên long huyết mạch. Mà Kỳ Lân cũng là trời sinh thánh linh bên trong bài danh phía trên, tiếp cận nhất thiên long thiên phượng thánh linh, quỳ thủy Kỳ Lân chính là Kỳ Lân một cái chi nhánh, cũng là chính tông nhất thánh linh huyết mạch. Thanh thường luồng không phải thánh linh, lại cùng ngân sĩ đại bằng đồng dạng, có thánh linh huyết mạch, trưởng thành thanh thường luồng, cũng là cấp thấp giới diện trong nước bá chủ. Và này cái long lân đến xem, tựa hồ cái này đầu ly thường luồng trên người ly vẫn huyết mạch so sánh trọng, quỷ nước hắc Kỳ Lân huyết mạch nhất nhạt. Tông trưởng quầy không để ý tới hội tiêu phàm kinh ngạc, chỉ là cấp cấp giải thích. Khó trách cái này ly thường luồng đối với hắc lân theo đuổi không bỏ, là vì thôn vệ hắc lân, bổ sung trong cơ thể mình quỳ thủy kỳ lân huyết mạch. Và tiếc cái này đầu ly thường luồng chưa chính thức trưởng thành. Chính thức trưởng thành ly thường luồng, đó là trong biển rộng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tiêu phàm không khỏi ngầm cười khổ một tiếng. Cũng may mắn cái này ly thường luồng không có trưởng thành, nếu không nghe lời, hắn không thể đứng ở chỗ này cùng tông trưởng quầy nói chuyện phiếm nói chuyện, sớm thành giao long bụng chung mỹ món ăn. Chỉ có điều, cái kia ly thường luồng đã từng tự xương sống mấy ngàn năm kéo dài tuế nguyệt, nhưng như cũng chưa chính thức trưởng thành, đủ thấy giao long loại động vật biển thọ nguyên chi trường, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này tông trưởng quầy dựa vào một mảnh long lân, liền đem ly thường luồng lai lịch cùng với huyết mạch trừng phân tích đắc đạo lý rõ ràng, có thể thấy được kinh nghiệm xác thực phong phú được ngay, có thể được lên làm đằng long điện đại trưởng quỹ, chấp trưởng lớn như vậy một cái tràng diện, quả nhiên tuyệt không phải may mắn gây nên. Và đạo Hữu cái này ly thường luồng bổn mạng long lân, người từ chỗ nào được đến. Tổng cộng có vài miếng. Suốt cục, tông trưởng quầy đình chỉ chính mình cảm khái, nhìn về phía tiêu phàm, hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ly thường luồng bổn mạng long lân chi chân quý, không ai so với hắn rõ ràng hơn liễu tương đương theo lý vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ kéo lên quan hệ. Loại vật này, một khi tại thiên nhai thành giao dịch hội thượng lộ diệt, lập tức sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt, đánh vỡ đầu đi. Tiêu phàm cười cười, nói ra tổng cộng 12 tấm. Và sao, 12 tấm, cái kia làm sao có thể? Tông trưởng quầy lại la hoảng lên, hai mắt trợn thật lớn. Và nam ly thường luồng là 16 tấm bổn mạng long lân, vị thành niên chỉ có 12 tấm. Cái này chẳng phải là nói, trong tay người có một cả đầu ly thường luồng tài liệu. chương 1063 lực lớn sư, tông trưởng quầy tự mình dẫn dắt tiêu phàm đi tới thứ tư tiến sân trong một tòa lầu các. Chỗ ngồi này lầu các trang điểm đắc phi thường lịch sự tao nhã, tình thú cao xa. Và đạo hữu thỉnh, nơi này là ta sư tôn lực lớn sư ngày thường nghỉ tạm chỗ khi biết được tiêu phàm đỉnh đầu quả thật có nghiêm chỉnh đầu ly thường luồng tài liệu, tông trưởng quầy thần sắc đại biến, lập tức mời tiêu phàm đi bên trong nói chuyện. Chân quý như thế ly thường luồng tài liệu, ngay hắn cũng không có nắm chắc có thể luyện chế tốt. Có tất yếu thỉnh sư phụ của hắn lực lớn sư tự thân xuất mã. Đằng Long Điện quả nhiên là có nguyên anh cấp luyện khí tông sư tự mình tỏa chân đích. Đối với cái này, tiêu phàm tự nhiên không phản đối hắn cũng hy vọng cái này ly thuồng luồng tài liệu có thể từ một vị nguyên anh cấp luyện khí tông sư tự mình rèn, như vậy luyện chế ra đẳng cấp cao bảo vật cơ hội muốn tăng nhiều không ít. Dù sao nghiêm chỉnh đầu ly thuồng luồng tài liệu, thật sự có thể ngộ nhưng không thể cầu đích. Đối với tiêu phàm như vậy không trần chờ chút nào sẽ theo chi tiến vào nội viện, tông trưởng quầy trong nội tâm cũng cảm thấy kinh ngạc. Người này nhìn về phía trên không giống như là cái loại này không hậu sinh, sao như thế nắm đại. Mặc dù nói, dùng đằng long điện quy mô cùng với nhiều năm như vậy tại thiên nhai thành danh dự, bình thường sẽ không làm ra cái gì có mất thể diện sự tình đến. Nhưng ly thường luồng tài liệu thức sự quá quý hiếm, vì vật này, bất luận cái gì quy củ cũng có thể bị phá hư. Xem ra người này nếu không phải che giấu thực lực chân chính của mình, ngay cả có núi dựa lớn, không sợ bị người ám toán. Lực lớn sư bên ngoài cùng tên của hắn hoàn toàn không đáp, một trời một vực. Đơn nghe danh tự, làm cho người ta cảm thấy nhất định là vị thân cao tám thước, bàng rộng rãi eo tròn cường tráng đại hán, ai ngờ lầm to, chính là là một cái thân cao chưa đầy năm thước, toàn thân cộng lại đều không bốn lượng thịt tao lão đầu tử, đầu đầy tóc trắng. Còng xuống lấy eo, một bước một thở, kho khan liên tục, và phụ, vị này chính là tiêu đạo hiếu. Kỳ quái chính là, tại nơi này tao lão đầu tử trước mặt, ngạo khí tông trưởng quầy thoáng cái trở nên trung thực bắt đầu đứng dậy, cung kính, quy củ dị thường và khục, tiêu đạo hiếu. Lực lớn sư một bên thở dốc một bên ho khan, miễn cứng thẳng tắp cái eo, nhìn tiêu phàm liếc, ánh mắt đục ngầu, không có nửa phần thần thái. Do ở phía trong mà bên ngoài, hình thần tan giả, tựa hồ đại nạn ngay tại trước mắt. Và đại sư tốt, tiêu phàm không dám chậm trễ, đứng dậy, ôm quyền vái chào Vị này lực lớn sư, dĩ nhiên là một vị nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, tuy nhiên theo trên người linh lực chấn động đến xem, chưa đạt đến tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, lại cũng đã sâu sắc vượt ra khỏi tiêu phàm ngoài ý liệu. Lang Trung có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, đã muốn phi thường hiếm thấy, luyện khí sư thì càng là trong trăm không có một đích. Dù sao với tư cách Lang Trung, có thể luyện chế đại lượng tăng tiến tu vi linh đan rượu dược đến cho mình đền bù bởi vì nghiên cứu y thuật mà chậm trễ lúc tu luyện gian, điểm này là luyện khí sư tuyệt đối so ra kém đích, một ít có trí tại vĩnh sinh đại đạo khổ tu chi sĩ, bình thường đều không muốn tại luyện khí thượng lãng phí quá nhiều thời gian. Đây cũng là luyện khí tông sư so y đạo tông sư càng thêm hiếm thấy nguyên nhân. Đương nhiên, luyện khí sư phong phú thu vào, vẫn có thể hấp dẫn không ít người gia nhập cái này nghề đích. Đối với có chút tu luyện giả mà nói, hắn muốn tiến giai thiếu khuyết không phải khổ tu thời gian, mà là các loại linh đan diệu dược, muốn mua linh đan diệu dược, nhất định phải có đại lượng linh thạch. Hơn nữa luyện khí sư có thể vì chính mình rèn thượng đẳng áo giáp vũ khí, làm cho lực chiến đấu của mình tăng nhiều, cùng cùng giai tu sĩ tranh đấu thời điểm, thường thường có thể chiếm cứ thượng phong. Tại phong ba quỷ dị tu chân thế giới, muốn sống được càng dài lâu chút ít, điểm này rất trọng yếu. Một vị luyện khí sư có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, ít nhất tại tiêu phàm trong trí nhớ, đã muốn đạt đến tại cực điểm, trước mắt còn không người có thể siêu việt hắn. Bất quá vị này lực lớn sư trên người loáng thoáng mang theo cái kia cổ oán khí, lại làm cho tiêu phàm có chút không thoải mái. Tựa hồ có chuyện gì làm cho lực lớn sư đặc biệt tức giận bất bình. Lực lớn sư ánh mắt chỉ ở tiêu phàm trên người một chút dừng lại, liền là rủ xuống mí mắt, tại hơi nghiêng ghế bành ở phía trong ngồi xuống, thở hào hển nói ra, nghe nói tiêu đạo hữu có một việc man hoang thế giới chế tạo áo giáp, cần một lần nữa rèn, còn có một cả đầu ly thường luồng tài liệu. Và có việc này, và xin mời lấy ra lại để cho lão hủ xem thấy thế nào và tiêu phàm cũng không do dự quả thật đem huyền tinh giáp cùng ly thuồng luồng tài liệu đều lấy đi ra và quả nhiên có chút ý tứ lực lớn sư đục ngầu trong ánh mắt bỗng nhiên hào quang bắn ra bốn phía một mực nhìn thẳng huyền tinh giáp cẩn thận xem xét hoạt nhìn trong miệng tấm tắc có tiếng và nhưng là hào thủ nghệ lão hủ qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua rèn đắc như vậy tinh xảo khôi giáp vị này đồng hành, nhất định là khó lường đại cao thủ, thiên phú độ cao, không gì sánh kịp. Đối với huyền tinh giáp thừa nhận, vẫn còn tại tông trưởng quầy phía trên. Hoàng đường nếu không phải có bổn sự như vậy, chấn nhạc thần quân cũng không trở thành đem thu thập đến tất cả tài liệu luyện khí đều giao cho trong tay của hắn, mặc cho xử trí. Tại chuyện này thượng, tiêu phàm tính toán là đã chiếm chấn nhạc thần quân một cái tiện nghi. Và sao nhiều thú tộc tài liệu, cũng thật sao khó tìm, thực tế cái này yêu thú lân phiến, u a à, à, giống như có thể suy yếu pháp thuật công kích, cái này rất khó lường, phi thường hiếm thấy tốt bảo bối. Lực lớn sư không hổ là tông trưởng quầy sư phụ, ánh mắt cực kỳ cao minh, liếc thấy ra băng tinh thú bổn mạng lân phiến diệu dụng. Tinh tế thưởng thức hết huyền tinh giáp, lực lớn sư mới đem ánh mắt chuyển tới ly thường luồng tài liệu phía trên, ngoại trừ 12 tấm bổn mạng long lân, tài liệu khác cũng đều lấy đi ra và thật sự là nghiêm chỉnh đầu ly thường luồng tài liệu, cái này giao long đã có hóa hình trung kỳ tu vi, nếu như trong nước giao thủ lời mà nói, tung xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc cũng có thể diệt giết nó, lại không biết tiêu đạo hữu là từ chỗ nào lấy được. Lực lớn sư chậm rãi hỏi, ánh mắt lại đang trong lúc lơ đáng theo tiêu phàm trên mặt lướt qua, trong nháy mắt đó, có một bôi lợi hải quang mang nhanh chóng hiện lên. Tiêu phàm đối với đạo này phong rưỡi ánh mắt làm như không thấy, mỉm cười nói, lực lớn sư, cái này lại không có phương tiện tiết lộ. Lực lớn sư, ừm, một tiếng, cũng không lại truy vấn, thở hào hển nói ra tiêu đạo hữu muốn phải như thế nào luyện chế mới áo giáp. Tiêu phàm nói ra, lực lớn sư cũng đã đã nhìn ra, huyền tinh giáp tuy nhiên quý hiếm, đáng tiếc trong nước hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Và đạo hữu là muốn đem ly thường luồng tài liệu gia nhập cái này áo giáp bên trong, làm cho đạo hữu có thể tại nước chung hành động tự nhiên. Và phải, lực lớn sư có chút vuốt cằm, lầm bầm lầu bầu loại nói ra, thật cũng không khó. Và cắt làm phiền đại sư. Lực lớn sư khoát tay áo, nói ra tiêu đạo hiếu, tệ số là việc buôn bán đích, khách khí lời nói đừng nói liễu tương đương. Người đã tìm được rồi như vậy thượng đẳng tài liệu, không thể nói trước, lão nhân muốn tự thân xuất mã một hồi. Nếu như luyện hư lắm rồi bực này tốt tài liệu, không nói trước bồi thường, lão hủ trong lòng mình cửa ải này tự gây khó dễ. Những lời này, tiêu phàm hoàn toàn tin tưởng. Tung xem như lực lớn sư, tung tính toán hắn tại thiên nhai thành đã muốn tiếp xúc qua vô số đẳng cấp cao động vật biển tài liệu, nghiêm chỉnh đầu nguyên vẹn ly thường luồng tài liệu, như cũ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu thật là luyện hư lắm rồi, đối với một gã cả đời dùng luyện khí vì chức nghiệp luyện khí tông sư mà nói, vậy thì thật là khó có thể tha thứ đắc tội khiên. Và đạo hữu yên tâm, lão hủ sẽ vì ngươi luyện chế một kiện thượng đẳng nhất áo giáp đi ra, có thể hay không đưa thân cực phẩm pháp bảo liệt kê, lão hủ không dám chắc chắn, nhưng uy lực ít nhất không biết ở đằng kia chút ít phỏng chế cực phẩm pháp bảo phía dưới. Tung tính toán tiêu đạo hữu hoàn toàn không hiểu được thủy độn chi thuật, cũng có thể tại dưới nước qua tự nhiên. Hơn nữa, ta xem tiêu đạo hữu trong cơ thể, ly hơi nước tức như thế nồng hậu dày đặc, nghĩ đến cái này ly thuồng luồng luyện thành ly thủy long châu, đã bị đạo hữu nuốt luyện hóa mất a. Lực lớn sư lại nhìn tiêu phàm liếc, chậm rãi nói ra, nói chuyện núi liền nhiều lắm, không bằng lúc trước ho khan thở dốc lợi hại như vậy liếu tương đương. Tiêu phàm ám ăn cả kinh. Hắn chẳng những sử dụng thiên huyễn mặt, nhưng lại thi triển ra yêu đao tông công pháp, đem khí thức của mình tận lực ẩn liếm thay đổi. Không ngờ cái này tao lão đầu tử như trước nước thấy ra trong cơ thể hắn ly thủy long châu khí tức. Và sư tuệ nhãn như đuốc, tại hạ bội phục. Tiêu phàm cũng là tiêu sái loại người, đã bị người khám phá, tự không biết thể thốt phủ nhận, lúc này vừa cười vừa nói. Vào hóa ly bọt nước, hơn nữa cái này áo giáp sau khi luyện thành, tin tưởng tiêu đạo hữu nhất định sẽ có đại thu hoạch đích. Đạo hữu muốn cũng biết, luyện chế một kiện thượng đẳng áo giáp, tuyệt không phải chuyện dễ, cần tiêu hao mặt khác phụ trợ tài liệu không ít. Như vậy đi, tiêu đạo hữu tiền trả 50 vạn linh thạch, nửa năm trong khi, lão hủ nhất định cho đạo hữu một kiện thỏa mãn áo giáp, như thế nào? Lực lớn sư rũi ra tay phải, khoa tay múa chân một chút, rất chân thành nói. Tông trưởng quầy chấn động, vội vàng nói, sư phụ, 50 vạn linh thạch, cái này. Cái này giá tiền chúng ta không chỉ nói có cái gì lợi nhuận, có thể bảo trụ không lỗ vốn, cũng đã rất tốt. 50 vạn linh thạch, nghe là cái rất đại số lượng, nhưng cùng một kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo thậm chí một kiện chính phẩm cực phẩm pháp bảo tương đối mà nói, thật sự cái gì cũng không tính toán. Mặc dù nói, tài liệu đều là tiêu phàm cung cấp đích, 50 vạn linh thạch mua sắm chính là phụ trợ tài liệu cùng với tiền trả tiền công, cũng còn là phi thường tiện nghi. Lực lớn sư liếc hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra, người biết cái gì? Sổ sách không phải như vậy tính toán, người cho rằng nghiêm chỉnh đầu ly thường luồng tài liệu, dễ dàng như vậy đụng phải sao? Các ngươi sư huynh đệ mấy cái, cả đời này có lẽ cứ như vậy một lần cơ hội tới luyện tập liễu tương đương. Thừa dịp ta còn tại, có thể tay bắt tay lại dạy các ngươi một lần không có tiêu đạo hữu đưa tới này đầu ly thuồng luồng tài liệu, chỉ sợ cũng tính toán lão phu tỏa hóa mất, cũng chưa chắc có thể gặp được cơ hội như vậy. Đây là dùng linh thạch có thể mua được sao? Tông trưởng quầy lập tức cúi đầu xuống, kính cẩn mà đáp vâng, sư phụ. Là đệ tử ngu rốt rồi, tựa hồ đối với sư phụ rất sợ hãi. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đa tạ đại sư cao thượng. Tại hạ lại cũng không dám chiếm dễ dàng như vậy, việc buôn bán chú ý đúng là hợp lý già trẻ không gạt. Như vậy, tại hạ nguyện giao 80 vạn linh thạch, thỉnh lực lớn sư tự mình rèn cái này áo giáp. Và tốt, đạo hữu là hào phóng loại người, vậy lão hủ liền không khách khí. Lực lớn sư khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào nói. Kỳ thật dùng đằng long điện quy mô, dùng hắn đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân phận, dùng chấn hải cung giàu có, là 50 vạn linh thạch cũng tốt, 80 vạn linh thạch cũng thế, đều không thế nào phóng trong mắt hắn. Hắn coi trọng đích, chỉ sợ thật là lần này khó được luyện tập cơ hội. Lập tức tiêu phàm trước giao phó 30 vạn linh thạch tiền đặt cọc, đem huyền tinh giáp cùng ly thường luồng tài liệu lưu tại Đằng Long viện. Chương 1064 Nhân tâm. Ban đêm, ánh trăng như nước, Đằng Long Bọc Hậu viện. Đạo bóng đen dắt tay nhau mà đến, vô thanh vô tức mà đã rơi vào trong hậu viện. Và sư thúc, thất sư thúc. Đã sớm đứng ở nơi đó chờ đón tông trưởng quầy bước nhanh tiến ra đón. Không người làm lễ, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Trước một người thân mặc bạch y, vóc dáng cao gầy, hai hàng lông mày cao lại, hỏi tông sư chất, như vậy vội vã bảo chúng ta tới, rốt cuộc chuyện gì? Dưới mắt đúng vậy thời buổi rối loạn, chúng ta gặp quá nhiều lần rồi, nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngữ khí vậy mà có chút không vui. Tông trưởng quầy bề bổn tức nói ra, tứ sư thúc dậy rất đúng, bất quá sư phụ có việc gấp muốn tìm hai vị sư thúc thương lượng, cho nên áo trắng tứ sư thúc khoát tay chặn lại, nói ra, đã thành, biệt đừng giải thích. Chúng ta vào đi thôi. Và sư thúc, tông trưởng quầy chẳng những tại sư phụ trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, tại sư thúc trước mặt cũng đồng dạng cực kỳ cẩn thận, cũng không biết là bọn hắn cái này nhất phái từ trước tự quy cổ đại, có lẽ hay là cái này lão sư huynh đệ mấy người tính tình đặc biệt nghiêm khắc. Rất nhanh, thúc cháu ba người liền ra hiện tại một gian rộng rãi mật thất dưới đất bên trong. Cùng địa phương khác bất đồng, thiên nhai thành mật thất dưới đất, bốn phía trên vách tường vây quanh lấy hơn 10 khỏa cực đại ban đêm minh châu, nhu hòa bạch quang đem chọn cái mật thất chiếu lên tươi sáng, lại cũng không chướng mắt, so địa phương khác dùng để chiếu sáng nguyệt quang thạch càng tốt hơn. Như vậy cực đại ban đêm minh châu, nếu như tại phàm tục thế giới, một khỏa cũng đủ để phú khả địch quốc. Tại đây gian trong mật thất, lại vây quanh hơn 10 khỏa nhiều, nếu là bị người phàm tục chứng kiến, không biết muốn hạng kích động cảm thán thấp bé gầy yếu lực lớn sư, đưa lưng về phía mật thất đại môn, đứng ở nơi đó. Suy nghĩ xuất thần, tựa hồ chính tại đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Và sư huynh, tứ sư thúc cùng thất sư thúc hai người vừa vào cửa. Liền nhất tề ôm quyền, kêu lên. Và bốn, lão thất, đều đến rồi. Lực lớn sư cũng không quay đầu lại, thở hào hển đánh cho cái bắt chuyện. Áo trắng tứ sư thúc lập tức nói ra, sư huynh, trong khoảng thời gian này, Trấn Hải cung bên kia đối với chúng ta sư huynh đệ vốn là bất mãn, chúng ta tụ hội có lẽ hay là không cần phải quá nhiều lần tốt, vạn nhất khiến cho bọn hắn nghi kỵ, nhưng thì phiền toái. Nói xong, trên trán rất có thần sắc lo lắng. Một vị khác thất sư thúc, dáng người ục ịch, tựa hồ không phải nói nhiều loại người, từ đầu đến cuối, ngoại trừ cho Tam sư huynh chào hỏi, sẽ thấy không kêu một tiếng. Hai vị này đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, áo trắng tứ sư thúc đã muốn đạt đến tại sơ kỳ đại thành cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào nguyên anh trung kỳ. Dáng người buồn bã thất sư thúc, so sánh với tứ sư thúc muốn hơn một chút. Nhưng lần này trên thân người lại mang theo một cổ nguy hiểm khí tức. Tựa hồ tu luyện có nào đó cực kỳ phách đạo công pháp. Và chấn hải cung khí, ta cũng vậy được đủ rồi. Lực lớn sư hừ lạnh một tiếng, như trước cũng không quay đầu lại nói. Và huynh, áo trắng tu sĩ lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc kêu lên, lực lớn sư lập tức ống tay áo dương lên, mật thất thạch bích đâm đâm rung động, ngay cái cực đại tinh ngọc phát triển tủ. Chậm rãi theo thạch bích trung trượt đi ra, hắn một người trong phát triển trong tủ, dắt đúng vậy tiêu phàm cái kia kiện huyền tinh giáp. Cái khác phát triển trong tủ, thì là một đầu gẩng đầu hướng lên trời. Trợn mắt tròn xoe giao long, và phải, ánh mắt hai người đều bị hấp dẫn, lập tức kinh hô nghẹn ngào. Và thuồng luồng, điều đó không có khả năng và cái gì không có khả năng, lực lớn sư hỏi ngược lại. Áo trắng tu sĩ thở hào hền, hơi khoảnh mới nỗ lực điều hòa hô hấp, hai mắt như trước trận thật lớn, cấp cấp hỏi, sư huynh, cái này ly thuồng luồng từ đâu tới đây hay sao? Chúng ta chân trời xa xăm biển trước kia có lẽ không bắt xiết qua cao như vậy dai ly thuồng luồng, còn như thế nguyên vẹn. Lực lớn sư nhàn nhạt nói ra, người cũng nói rồi, chúng ta chân trời xa xăm biển trước kia là không có bắt xiết qua cao như vậy dai ly thuồng luồng, cũng không có nghĩa là chân trời xa xăm biển không có như vậy ly thuồng luồng. Chỉ cần có, tự tổng sẽ bị người bắt được đích. Cái này có cái gì kỳ quái? Và sư điệt, đây là có chuyện gì? Áo trắng tu sĩ tựa hồ biết rõ vị này tam sư huynh tính tình, đơn giản không hỏi hắn, trực tiếp hướng một bên tông trưởng quầy hỏi thăm. Tông trưởng quầy liếc sư phụ liếc, thấy lực lớn sư cũng không có không vui ý, liền là rất cẩn thận mà đem tiêu phàm tình huống làm cái nói đơn giản minh, và loại sự tình này, một gã kim đan tu sĩ đưa tới. Điều này sao có thể? Áo trắng tu sĩ lên tiếng kinh hô, không chỉ nói kim đan tu sĩ, cho dù chúng ta như vậy nguyên anh tu sĩ, tại đây ly thuồng luồng trước mặt, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng đừng có muốn đánh nhau chủ ý của nó. Buồn bã thất sư thúc tuy nhiên có lẽ hay là không nói lời nào, trên mặt cũng lộ ra không cho là đúng thần sắc. Tại chân trời xa xăm biển sinh sống nhiều năm như vậy, người nào không biết giao long loại động vật biển lợi hại. Lại càng không cần phải nói là loại này mang theo hai chủng thánh linh huyết mạch thanh thường luồng hậu duệ, thường thường so mặt khác cùng giai động vật biển phải cường đại hơn nhiều. Trong nước đụng phải, một trọi một, coi như là chấn hải cung chủ đều không có mười phập nắm chắc có thể đối phó được cái này đầu hóa hình trung kỳ ly thường luồng. Lực lớn sư hừ lạnh một tiếng, nói ra, ai nói hắn là kim đan tu sĩ. Hắn tuy nhiên đem chính mình chân thật tu vi ẩn nấp rất khá, lại thì như thế nào có thể giấu giếm được lão phu cảm ứng. Nếu thật là kim đan tu sĩ, hắn dám đem cái này huyền tinh giáp cùng ly thường luồng lấy ra. Dám ở lại chúng ta đằng long miệng? Tông trưởng quầy vội vàng nói, đúng vậy, cái kia họ tiêu khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư phụ trong tay có kính chiếu yêu. Cái gọi là kính chiếu yêu, chỉ là một gọi chung, tất cả có thể khám phá địch nhân ẩn nặc thuật bảo vật, đều có cùng loại xưng hô. Kính chiếu yêu là trong đó truyền lưu phổ biến nhất, lớn nhất mọi người biết rõ danh sưng Và ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường người này ẩn nặc thuật rồi, tầm thường kính chiếu yêu, làm sao có thể nhìn thấu diện mục thật của hắn. Và sư phụ, tông trưởng quầy bề bồn tức cúi đầu đáp, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Áo trắng tứ sư thúc có lẽ hay là lắc đầu liên tục, nói ra, cho dù hắn là nguyên anh tu sĩ giả trang đích, chính là một người, lại có thể nào là cái này hóa hình trung kỳ ly thường luồng đối thủ. Nhất là tại dưới nước, không chỉ nói diệt sát ly thuồng luồng, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Và quả không là một người đâu này, lực lớn sư hỏi ngược lại. Áo trắng tứ sư thúc kinh ngạc nói ra, không là một người. Sư huynh, người cái này là ý gì? Lực lớn sư xoay người lại, cũng không trả lời, còng xuống lấy eo, chậm rãi đi đến hơi nghiêng trong ghế ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm, cái này mới chậm rãi nói ra, trước đó vài ngày, theo đại tề quốc truyền đến chính là cái kia huyền thưởng lệnh, các người đều thấy được chưa? Và tề quốc huyền thưởng lệnh, sư huynh, cái này cùng họ tiêu có quan hệ gì? Chẳng lẽ người hoài nghi hắn chính là kim châu thành cái kia họ tiêu y thánh? Sự tình không biết trùng hợp như vậy a? À? Áo trắng tứ sư thúc giật mình nói, mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc. Nếu thật là lời của bọn hắn, chạy đế chúng ta thiên nhai thành tới làm cái gì? Hoàn toàn không có lý do a à hát buồn bã thất sư thúc cũng ồm ồm nói, không tệ, tam sư huynh. Đại tề quốc cái kia huyền thường lệnh đã nói, cái kia yêu nữ là thiên hay cung cung chủ, thiên hay cung là ở đại tề quốc phía bắc chỗ xa hơn. Mà Kim Châu Thành thì tại Hoắc Sơn Quốc, cách chúng ta chân trời xa xăm biển cũng là nghìn vạn dặm xa. Hai người bọn họ chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lực lớn sư hừ một tiếng, nói ra trốn chạy để khỏi chết đào mệnh nha, trốn ở đâu cũng có thể. Nói sau, ta hôm trước chuyên môn đến hỏi cho làm con thừa tự lão lục. Và lão lục, hắn theo Kim Châu thành đã trở lại, áo trắng tứ sư thúc hỏi. Cái gọi là phòng lão lục, là thiên nhai thành lớn nhất dược liệu thương, quanh năm đi tới đi lui tại Kim Châu thành cùng với các linh dược nơi tập kết hàng, tại thiên nhai thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì hắn thường xuyên tại bên ngoài chạy, chính là thiên nhai thành đệ một tin tức linh thông người, có muốn nghe ngóng ngoại giới tình hình đích giống nhau đều sẽ đi tìm hắn hoặc là tìm hắn dược liệu làm được tiểu nhị và sai hắn mang về kim châu thành bên kia tin tức xác thật và hắn là nói như thế nào tứ sư thúc cùng thất sư thúc đều đến hứng thú đồng loạt gom góp quay đầu lại và nói thiên hay tiên tử xác thực là cùng kim châu thành gần đây quật khởi họ tiêu y thánh cùng một chỗ mất tích là ở hoác sơn quốc thần long uyên mất tích đích lão tứ lão thất các ngươi còn nhớ đắc cổ xưa tương truyền chúng ta chân trời xa xăm biển cùng địa phương khác vô cùng nhiều nước vực đều là tương thông hay sao? Lực lớn sư thần sắc mặt ngưng trọng nói. Áo trắng tứ sư thúc vẫn không khỏi bật cười, lắc đầu, nói ra, sư huynh, đây cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Hoắc sơn quốc cách chúng ta tại đây rất xa a hát, bọn hắn nếu là tại thần Long Uyên mất thích, sao có thể có thể ra hiện tại chúng ta chân trời xa xăm biển? Hoàn toàn không giáp với chứ sao? Và cái thế giới, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta chân trời xa xăm biển phát sinh các loại việc lạ còn thiếu sao? Ngay trong truyền thuyết chỉ ở Bắc Minh biển cả sinh tồn dị thú, đều từng tại chúng ta chân trời xa xăm biển lộ mặt qua, bọn hắn theo thần long uyên đi vào chân trời xa xăm biển, có cái gì không có khả năng hay sao? Cổ xưa tương truyền, chúng ta chân trời xa xăm biển vốn là các đại thủy vực giao hội điểm, viễn hải ở chỗ sâu trong, trải rộng các loại không gian thông đạo lực lớn sư thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Áo trắng tu sĩ chố mắt hơi khoảnh, mới lên tiếng, sư huynh, ý của ngươi là nói, bọn hắn theo hoác sơn quốc thần Long Uyên, thông qua đáy nước không gian thông đạo, đi tới chúng ta chân trời xa xăm biển. Sau đó tại trong biển gặp được ly thuồng luồng, liền đem ly thuồng luồng giết, đưa đến nơi đây chế tạo khôi giáp. Và phải, lực lớn sư không chút do dự gật đầu. Và huynh, đã cái kia họ tiêu ẩn nấp chính mình chân thật diện mục, người thì như thế nào có thể biết rõ, hắn chính là huyền thưởng lệnh thượng đuổi bắt chính là cái kia Kim Châu Thành y thánh. Áo trắng tu sĩ thần sắc trở nên cẩn thận, thấp giọng hỏi. Lực lớn sư nhìn tông trưởng quầy liếc, tông trưởng quầy bề bộn tức nói ra, hai vị sư thúc, là như vậy, cái này họ tiêu hai ngày trước cũng đi trước phòng bối dược hành nghe ngóng qua có quan hệ Kim Châu Thành tình huống, đối với Kim Châu Thành bảy đại tông môn một trong thực tế chú ý. Nếu như hắn không phải huyền thưởng lệnh thượng đuổi bắt cái kia người, hắn tại sao phải làm như vậy? Trong mật thất, thoáng cái trở nên yên tĩnh bắt đầu đứng dậy, ai cũng không nói thêm gì nữa. Áo trắng tu sĩ cùng ục ích thất sư thúc thần sắc, cũng cùng lực lớn sư đồng dạng trở nên thập phần ngưng trọng. Chọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà đi qua, áo trắng tứ sư thúc mới nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ý của ngươi là, đem bọn họ bắt lại, đi đại tề quốc lĩnh thường. Lực lớn sư hừ lạnh một tiếng, nói ra, không phải đi đại tề quốc lĩnh thường, là từ nay về sau, rời đi thiên nhai thành, đi đại tề quốc định cư. Và, lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Lực lớn sư cười lạnh nói, chỉ cần lúc này chúng ta không có tính sai lời mà nói, khổng lồ như vậy một số treo giải thưởng, đủ để cho chúng ta một lần nữa tại Bắc Địa khai tông lập phái liễu tương đương. Vì cái gì còn phải ở lại chỗ này, bị người ra uất khí. Trường 1065 Mưu Đồ trong mật thất bỗng nhiên an tĩnh lại, tứ sư thúc, thất sư thúc cùng tông trưởng quầy hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Và huynh, người thật sự nghĩ kỹ, đại tế quốc huyền thưởng lệnh đã nói, cái kia yêu nữ đúng vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hơi khoảnh, áo trắng tu sĩ mới trầm giọng nói ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Và a à bọn hắn giết một đầu ly thuồng luồng. Ngay một mực không thế nào lên tiếng ục ịch tu sĩ đều ồm ồm mà đã mở miệng không có một gã hậu kỳ đại tu sĩ tự mình ra tay, có thể nào diệt sát một đầu hóa hình trung kỳ ly thuồng luồng. Bằng bọn hắn hiện tại thực lực này, muốn đi đánh một gã hậu kỳ đại tu sĩ chủ ý, quả thực chính là nhanh vội vàng muốn chết. Lực lớn sư lạnh lùng nói ra, này đầu ly thuồng luồng, cũng chưa chắc chính là bọn họ hiện tại chém giết đích, nói không chừng là nhiều năm trước kia tự diệt sát đích, cũng nói không chừng là cái kia yêu nữ tại giao dịch gì hội thượng lấy tới đích. Đừng quên, nàng năm đó là hậu kỳ đại tu sĩ, Thần thông quảng đại đắc vô cùng. Và hiện tại cũng là hậu kỳ đại tu sĩ. Áo trắng tứ sư thúc lập tức nhắc nhở một câu. "Và tại nhưng không nhất định." Lực lớn sư lại ngoài dự đoán mọi người nói. "Và huynh." Lực lớn sư chậm rãi nói ra, "Cái kia đại tề quốc đến huyền thưởng lệnh đã nói đắc minh bạch, yêu nữ sớm đã bản thân bị trọng thương, đã không có hậu kỳ đại tu sĩ chiến lực. Nếu không nghe lời, nàng cũng sẽ không móc lấy cái kia họ Tiêu lang chung cùng một chỗ đào tẩu." và huynh cái kia họ tiêu lang chung cùng yêu nữ rốt cuộc cái gì quan hệ và có thể là quan hệ như thế nào đương nhiên là bị yêu nữ mê hoặc bản tính thiên hay cung yêu thuật đúng vậy đại đại hữu danh yêu nữ đã thân là thiên hay cung chủ mị hoặc chính là một gã vừa mới đặt chân nguyên anh cảnh giới hậu sinh còn không phải dễ như trở bàn tay người trẻ tuổi huyết khí phương cương luôn qua không được sắc đẹp cái kia một cửa lực lớn sư khinh thường nói không thể không nói Vị này nhìn về phía trên không song đến cực điểm. Tựa hồ tùy thời cũng có thể một hơi đảo không được lực lớn sư, logic suy luận năng lực rất mạnh, đối với rất nhiều chuyện tựu giống như tận mắt thấy giống nhau, kỳ chuẩn vô cùng. Tu chân thế giới, đủ loại thiên tài đều có, chỉ có điều thiên hay cùng cùng vô cực môn năm đó quan hệ, hắn nhưng không biết liếu tương đương. Và huynh, nói thì nói như thế, chúng ta cũng không thể khẳng định A-Hát. Tuy nhiên Hạo Thiên Tông ra tới treo giải thưởng xác thực cực kỳ làm cho người động tâm, nhưng một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy áp. Cũng quả thực trong nội tâm lật lật. Và dùng ta mời các người tới thương lượng. Lực lớn sư lần này không có không nhận, chối bỏ áo trắng tu sĩ lời mà nói, thở hào hển nói ra. Và vài ngày, các con đã muốn đã điều tra xong không ít chuyện. Cái kia họ tiêu lang trung xác thực là đầu vừa về đến thiên nhai thành, thậm chí bọn hắn lần đầu tiên vào thành, là từ hải ngoại truyền tống trận truyền về đích. Đại lục truyền tống trận cũng không có bọn hắn vào thành ghi chép. Cùng hắn cùng một chỗ vào thành cái kia danh nữ xây, mặt ngoài xem cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng từ sau khi vào thành, tự không còn có lộ mặt qua. Những ngày này, chỉ có họ tiêu lang một người trong người bên ngoài bôn ba. 10 phần 7 tám, yêu nữ đang tại chữa thương, theo phòng lão lục nói, tại hoắc Sơn Quốc Thần Long Nguyên đầm lầy chỉ ít có trên trăm nguyên anh tu sĩ liên thủ truy giết bọn hắn, trong đó hậu kỳ đại tu sĩ thì có hai vị, trung kỳ tu sĩ hơn 10 vị. Tại đây chính là hình thức vây bắt bên trong, bọn hắn không có khả năng hào phát vô thương. Và trọng yếu một điểm là, hắn xế chiều hôm nay đi Trấn Hải Cung hỏi thăm có quan hệ siêu cấp truyền tống trận sự tình. Nói đến đây, lực lớn sư ngừng lại. Và hắn ý định truyền tống đi nơi nào? Áo trắng tu sĩ vội vàng hỏi. Kiền nhiên đã hoàn toàn bị lực lớn sư tự thuật hấp dẫn ở và quốc đều xa thành lực lớn sư trầm giọng nói ra và triều quốc tứ sư thúc cùng thất sư thúc đồng loạt lên tiếng kinh hô và không phải là thiên hay cung tổng đàn chỗ mà sao thiên hay cung truyền thừa đã lâu chỉ có điều đại triều quốc cách thiên nhai thành thật sự đủ xa mọi người chỉ là nghe nói qua như vậy một cái tông môn nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập hiểu rõ qua. Thẳng đến trước đó không lâu đại tề quốc bên kia truyền đến dùng Hạo Thiên Tông cầm đầu chính đạo tông môn Huyền Thưởng Lệnh, đoàn người mới bỗng nhiên nhìn trời hay cung đại cảm thấy hứng thú, vội vã đi thăm dò tuần có quan hệ thiên hay cung tình huống. Quá mảnh mấy cái gì đó nhất thời bán hội cha không được, loại này đại trên mặt tình hình, tự nhiên là rất dễ dàng cha được đích. Và nói gì, cái này họ Tiêu hậu sinh, quả nhiên chính là bị treo giải thưởng người kia. Áo trắng tứ sư thúc trầm ngâm. Và thành là hai người bọn họ lực lớn sư dùng thập phần khẳng định ngữ khi nói ra. Và là sư huynh, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ bằng vào huynh đệ chúng ta ba cái, thật sự không có gì nắm chắc. Áo trắng tu sĩ nóng bỏng thần sắc rất nhanh lại trở nên ảm đạm xuống dưới, mà chuyển biến thành là một loại thật sâu sầu lo. Tung tính toán thiên hay tiên tử bị thương, bọn hắn sư huynh đệ cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đối phó được, huống chi cái kia họ tiêu hậu sinh, nói như thế nào cũng là một gã nguyên anh tu sĩ, trẻ tuổi lấy, thực lực không được, lại cũng không thể quá phận khinh thường liễu tương đương. Lực lớn sư lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, nếu như là oan ra ngõ hẹp, cái kia xác thực là không có nắm chắc. Nhưng đây là đang thiên nhai thành, địch minh ta ám, chẳng lẽ tự nghĩ không ra biện pháp đến sao? Áo trắng tu sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra sư huynh là tính trước kỹ càng liễu tương đương. Đối với vị này tam sư huynh, bọn họ đều là tương đối hiểu rõ đích, chẳng những tài luyện khí thuật thượng tạo nghệ cao thâm, hơn nữa là nổi danh người nhiều mưu trí. năm đó hắn và thất sư để có thể tránh thoát một kiếp, tự may mắn mà tam sư huynh đã thỉnh bọn hắn lưỡng tới thương nghị khẳng định sớm đã có một bộ nguyên vẹn kế hoạch. lực lớn sư khoát tay áo nói ra cũng chưa nói tới là tính trước kỹ càng, chỉ có cái thô thiển cách nghĩ. chúng ta nhân thủ không đủ, vậy thì mời người hỗ trợ. Chỉ cần trở ra khởi cũng đủ giá tiền, cái này thiên nhai thành ở phía trong có thể thỉnh đến giúp đỡ có lẽ hay là không ít đích. Điểm này, mọi người ngược lại đều không phản đối. Thiên nhai thành ở phía trong còn nhiều mà động vật biển thợ săn, những người này chỉ cần có linh thạch, cái gì sống đều làm. Dù cho coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng đồng dạng có thể thuê tìm được. Nhất là một ít không muốn được bang phái tông môn quy củ ước thuốc nguyên anh kỳ tán tu lại càng tốt thỉnh mà chính là hình thức tán tu so về đại tông môn cùng giai tu sĩ pháp lực có lẽ không có như vậy tinh thuần nhưng hung ác chỗ lại còn hơn lúc trước mỗi người đều có chính mình sở trường tuyệt chiêu đặc biệt cũng không phải cái loại này chỉ có thể bày xem khoa chân múa tay mà là thật chính nhất đánh gục mệnh ngoan chiêu và là nếu như bọn hắn biết rõ muốn đối phó là hậu kỳ đại tu sĩ chỉ sợ cũng không có vài người nguyện ý a à. áo trắng tu sĩ nhịn không được nói ra lực lớn sư liếc hắn một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra ai nói muốn bọn hắn đi đối phó hậu kỳ đại tu sĩ rồi bọn hắn muốn đối phó họ tiêu hậu sinh là được đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít kiềm chế thoáng một tí yêu nữ đối phó thiên hay tiên tử chủ lực đương nhiên còn là chúng ta sư huynh đệ ba cái và nhưng như vậy vì cái gì không lập tức động thủ thừa dịp cái kia yêu nữ trọng thương chưa lành nhất cử nắm bắt nếu là đợi nàng khôi phục lại đã có thể phiền toái nhiều lắm liễu tương đương. Lực lớn sư ánh mắt, bỗng nhiên chuyển hướng về phía bên kia ly thuồng luồng cùng huyền tinh giác, đục ngầu trong hai mắt, lập tức toát ra lửa nóng quang mang, hơi khoảnh, mới lạnh lùng nói ra, bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt, đừng quên, họ thành lão già kia còn lưu trong thành. Hắn muốn năm tháng về sau, mới đi cùng lão ma chỗ đó dự tiệc. Cùng lão ma 600 tuổi đại thọ, hắn là nhất định phải đi đích. Hai người bọn họ đúng vậy mấy trăm năm giao tình. Cái gọi là họ thành lão già kia, đúng vậy chấn hải cung chủ, thiên nhai thành một vị duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chân trời xa xăm biển trí cao vô thượng chúa tể giả. Có vị này thành cung chủ tỏa chấn, cho dù bọn hắn thuận lợi nắm bắt thiên hai tiên tử hóa tiêu phàm, cái kia lớn treo giải thưởng cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì, nói không chừng ngược lại trở thành thành lão quái triệt để thanh lý đằng long biện thế lực lấy cớ. Áo trắng tu sĩ bừng tỉnh, vội vàng nhẹ gật đầu lực lớn sư nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua ly thuồng luồng trầm giọng nói ra vô luận như thế nào mấy tháng này chúng ta cũng phải đem hết toàn lực đem cái này áo giáp luyện chế ra đến hắc hắc trước kia ta còn chỉ có năm thành nắm chắc đối phó cái kia bị thương yêu nữ hôm nay nàng tự động đem cái này bảo bối đưa đến lão phu trong tay sao có thể bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thuở chỉ cần cái này áo giáp luyện thành tung tính toán cái kia yêu nữ chân thương thế khỏi hẳn ở vào toàn thịnh thời kỳ lão phu cũng có năm thành nắm chắc đối phó được nàng. Nói xong, tao lão đầu tử trên mặt nhịn không được lộ ra một cổ vẻ ngạo nhiên. Áo trắng tu sĩ hấp một khẩu lương khí, có chút đau răng giống như nói, sư huynh, ly thuồng luồng tài liệu tuy nghịch thiên, nhưng cái này đầu ly thuồng luồng còn vị thành niên, cho dù luyện thành áo giáp, cũng không có lợi hại như vậy a. À. Dựa vào một kiện áo giáp, Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ đã nghĩ đối chiến hậu kỳ đại tu sĩ, không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi chút ít dù sao đây cũng chỉ là một đầu tương đương với hóa hình trung kỳ ly thuồng luồng coi như là đã muốn đạt đến tại hóa hình hậu kỳ đại thành cảnh giới một cụ đã chết thi thể luyện chế ra đến áo giáp lại có thể nào cùng một gã chính thức đại tu sĩ đánh đồng và quả ly thuồng luồng gia tăng biển thận thú thú gân hơn nữa thiết mẫu bột mài đâu này lực lớn sư mặt lạnh chậm rãi nói ra và đúng không sư huynh người ý định đem biển thận thú thú gân cùng thiết mẫu bột mài đều trộn lẫn đi vào sao Người phải biết rằng, cái kia biển thần thú thú gân, nhưng không phải chúng ta chính mình đích, là bình lão quái cơ hồ táng ra bại sản mới từ đấu giá hội làm tới tay đích. Chúng ta đem bà cái này thú gân dùng xong rồi, như thế nào hướng bình lão quái bàn giao. Hơn nữa thiết mẫu bột mài chúng ta cũng không có còn lại rồi, chỉ vẹn vẹn có một khối, cũng đã dung nhập đến chuôi này kim cương trong kiếm, đó cũng là có khách người đã sớm định tốt bảo vật, chẳng lẽ sư huynh muốn đem kim cương kiếm hủy diệt không được. Áo trắng tu sĩ kinh hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lực lớn sư hỏi ngược lại, có gì không thể, chỉ cần chúng ta đại sự một thành, liền lập tức mang theo môn nhân đệ tử xa chạy cao bay. Chờ chúng ta đi đại tề quốc, nhận lấy mức thưởng, có Hạo Thiên Tông cường đại như vậy tông môn che chở, chẳng lẽ còn sợ bình lão quái đến thăm chất vấn không được. Hắn nếu thật là như vậy không biết phân biệt, lão phu sẽ không để ý đưa hắn đoạn đường. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, lực lớn sư tràn đầy nếp nhăn trên mặt sớm đã trở nên đằng đằng sát khí làm cho người vừa thấy phía dưới liền kìm lòng không được địa tâm phát lạnh ý áo trắng tu sĩ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng đến bên miệng lời nói lại nuốt trở về không hề nghi ngờ vị này tam sư huynh đã muốn động sát cơ và quả thật có thể đem biển thận thú thú gân cùng với thiết mẫu bột mài đều trộn lẫn vào tiến vào lời mà nói nhất định có thể luyện thành một kiện cực phẩm pháp bảo đối phó cái kia bị thương yêu nữ xác thực không thành vấn đề buồn bã thất sư thúc bỗng nhiên ở một bên nói ra, trong giọng nói cũng đầy là sát khí, 976 tỷ 319 triệu 975 nghìn 056. Và hắc, có lẽ hay là lão thất hiểu tâm tư của ta. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1065